Vạn cổ đệ nhất thần, Lý Thiên Mệnh. Tập 41. Ta vừa nghe nói, cái này Lý Thiên Mệnh ngắn ngủi 2-3 tháng, theo vừa thành cổ thánh cảnh, vào tới có thể cùng sinh tử kiếp đối kháng trình độ, còn có không thể tưởng tượng vượt cấp năng lực giết người, niên kỷ của hắn tuy nhiên so Mộc Tuyết lớn hơn vài tuổi, nếu là tiếp đó, hắn còn có thể bảo trì vốn có tốc độ, Thiên Nguyên Tông không ai cản nổi. Người này đến cùng là bối cảnh gì? Lúc trước truyền thuyết là kiếm vô ý con riêng, nhưng ta nhìn hắn cùng kiếm vô ý, căn bản không phải một cái đường đi. Hắn bối cảnh tương đối thần bí, dám đánh phương tinh khuyết, rõ ràng có người bảo bọc, tối thiểu là Hiên Viên Đạo, Độc Cô Tẫn nhóm cường giả. Phồn tinh chi chiến sau khi kết thúc, ta đoán chừng, bối cảnh của hắn liền sẽ truyền ra. Không chỉ là thần tông đệ tử, liền rất nhiều kiếp lão, thần sư cũng đang thảo luận thân phận của hắn. Trên thực tế, tôn thần mang về đệ tử, cái này một cái thân phận, đã bắt đầu tai kiếp lão đoàn trong cơ thể truyền ra. Trước kia truyền không ra, đó là người biết, lười nhác ra bên ngoài truyền. Tiểu tử này thật sự là biến thái, chỉ là cổ thánh cảnh, cùng Hiên Viên Mộc Tuyết đơn đấu, hiện tại cũng còn không có thua. Hắn sử dụng kiếm thuật, làm sao như thế mơ hồ? Không biết, kiếm của hắn cùng kiếm thuật, đều rất kinh người. Ta đều nhìn có chút không hiểu. Đúng rồi. Cấp 4 sinh tử kiếp thú, người nào cho thiên địa kiếp nguyên? Trong mắt bọn họ một trận kịch đấu, đã đến mức độ kịch liệt. Cái này Lý Thiên Mệnh, không dùng đánh bại Hiên Viên Mộc Tuyết, đều đã chấn động thần tông, để thế nhân đều biết tên của hắn. Hy vọng hắn mãnh liệt tăng lên, không phải ngắn ngủi hiện tượng, mà chính là thời gian dài thiên phú. Tương lai, còn có thể bảo trì. Vậy liền thần, nhị nguyên chiến trường phía trên, ồn ào không ngừng. Tuyết Nghi. Ngươi không giới thiệu cho ta cái này đệ đệ, ta nổi nóng với ngươi a, tỉ muội không có làm. Đúng đúng. Trong đám người, Kiếm Tuyết Nghi như là đang nằm mơ, bị mười mấy người nữ đệ tử vây quanh, mọi người lao nhao, cùng một chỗ hướng nàng nghe ngóng Lý Thiên Mệnh sự tình. Kiếm Tuyết Nghi tâm lý mắng Lý Thiên Mệnh vài câu, bưng bít lấy đầu co lại tại điên cuồng trong đám nữ nhân run lẩy bẩy. Đúng vào lúc này, kết thúc. Rất nhiều người la lên một tiếng. Kiếm Lăng Thần quá củi bắp. Lý Thiên Mệnh giúp hắn kháng trụ Hiên Viên Mộc Tuyết, kết quả hắn bị Hải Hồn Mệnh Long cho đánh ra tinh nguyên kết giới. Nếu là hắn có thể chống đỡ, nói không chừng còn có thắng cơ hội. Cái này cũng không tính đồ ăn, dù sao Hải Hồn Mệnh Long cảnh giới cao nhất trọng. Hiên Viên Mộc Tuyết vốn là so Kiếm Lăng Thần cường. Kết cục này, tất cả đều vui vẻ, mỗi người đều tận lực, nói thật, đẹp mắt. Phồn tinh chiến trường bên trong. Lý Thiên Mệnh ngừng lại. Quay đầu ngơ ngác xem xét, Kiếm Lăng Thần tinh nguyên kết giới đã xuất hiện, đem hắn nhốt ở bên trong. Đậu phộng, thật là mất mặt, Kiếm Lăng Thần bụng mặt nói. Lý Thiên Mệnh hao phí không ít khí lực, cũng là không có cầm xuống cái này Hiên Viên Mộc Tuyết. Nói thật, hắn cảm giác cái này Hiên Viên Mộc Tuyết, còn không dùng toàn lực. Lý Thiên Mệnh, là chính ta bất tranh khí, không có chuyện, ta cái này thua tâm phục khẩu phục. Dù sao đánh sướng rồi. Kiếm Lăng Thần xấu hổ về sau, ngẩng đầu cười nói. Hắn bại bởi Hải Hồn Mệnh Long, Lý Thiên Mệnh không có biện pháp gì. Kể từ đó, Kiếm Lăng Thần điểm số cho Hiên Viên Mộc Tuyết. Bất quá, Lý Thiên Mệnh hơn 10.000 phân, vẫn là phồn tinh bảng đệ nhất. Thành, sau khi rời khỏi đây lại tụ họp, anh em. Lý Thiên Mệnh khoát tay một cái nói. Được rồi, ha ha, người mới đến, ta mang ngươi lãnh hội một chút thần tông rất tốt non sông. Kiếm Lăng Thần nói, tuy nhiên thất bại, có điều hắn tâm tình tốt giống không kém, Lý Thiên Mệnh liền yên tâm. Hắn nhìn một vòng, chung quanh chỉ còn lại mười mấy người. Bọn họ hoàn toàn không có thực lực, khiêu chiến hắn cùng Hiên Viên Mộc Tuyết, đã bỏ đi, trực tiếp phía trên tới chúc mừng. Cái này phồn tinh chỉ danh ngạch, sống đến lượt các ngươi đoạt được, rất công bình. Một cái thiên nguyên đệ tử nói, cảm ơn huynh đệ, Lý Thiên Mệnh nói, Thiên Mệnh huynh thực là không tồi. Bất quá, tiểu đệ nhắc nhở một chút, phương gia dù sao thế lực to lớn, sau khi ra ngoài, đề nghị Thiên Mệnh huynh cấp tốc tìm một cái đỉnh cấp đích sư tôn, đến che chở chính mình. Người kia nói, không dùng được, chúng ta toàn bộ thái cổ Hiên Viên thị, đều sẽ che chở hắn. Hiên Viên Mộc Tuyết giải trừ băng phách long nhân trạng thái, đi lên phía trước nói. Các ngươi không phải mới vừa đánh cho rất hung, người kia ngây ngẩn cả người. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười cười. Ý vị sâu xa. Hắn nhìn Hiên Viên Mộc Tuyết liếc một chút. Không sai, phồn tinh chi chiến, kết thúc. Lý Thiên Mệnh, phồn tinh chỉ gặp.
Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Hẹn gặp lại, Lý Thiên Mệnh khoát khoát tay. Trầm Uyên chiến trường, phồn tinh kết giới bên ngoài. Trạm tinh điện chủ Dịch Tinh Ẩn tuyên bố. Lần này phồn tinh chi chiến kết thúc, hai cái phồn tinh chỉ danh ngạch, phân biệt từ Lý Thiên Mệnh, Hiên Viên Mộc Tuyết đoạt được, chúc mừng hai vị này đệ tử kiệt xuất. Thanh âm của hắn thông qua phồn tinh kết giới, truyền tới tinh chủ kết giới. Trong lúc nhất thời, hết thảy đều kết thúc. Lý Thiên Mệnh cùng Phương Tinh Khuyết tranh chấp, thuộc về Phương Tinh Khuyết làm trái quy tắc. Lý Thiên Mệnh chém giết hắn cộng sinh thú, lại cũng không tính toán làm trái quy tắc. Bất quá, Phương Tinh Khuyết tuy nhiên làm trái quy tắc, nhưng cũng bỏ ra đại giới, Trạm Tinh Điện chủ Dịch Tinh Ẩn, đương nhiên sẽ không ở chỗ này, tuyên bố đối với hắn xử trí. Dù sao hắn là Thiên Nguyên Tông chủ chi tử, chuyện này, sợ rằng sẽ làm chưa từng xảy ra. Thế mà, mọi người hiếu kỳ chính là, nếu như Lý Thiên Mệnh thân phận hèn mọn, tiếp đó, Thái Thanh Phương thị trưởng bối cùng đệ tử, sẽ như thế nào trả thù hắn? Hắn còn có thể tiếp tục sống sao? Mau ra tới một người, thu hắn làm đồ đi. Ngoại trừ đứng đầu nhất mấy cái đỉnh phong cường giả, người nào có can đảm này? Lý Thiên Mệnh cũng không quan tâm những thứ này. Hắn quan tâm là, cái này một lần thành công, là hắn có thể đi phồn tinh trì, tu luyện Trạm Tinh cổ thần thể. Tiếp đó, khiêu chiến Thiên Nguyên đỉnh kiếp Văn Linh Tai, để tiểu tứ xuất sinh. Trên bầu trời, Phương Thanh Ly khống chế lấy cái kia thanh sắc phượng hoàng, theo Hiên Viên Hồ xuất phát, tiến về Thái Thanh Cung. Phương Nguyệt Phi thì nhu thuận tại bên người nàng, một câu lời cũng không dám nói. Ba cái cộng sinh thú, đều chuyển hóa làm cộng sinh linh rồi. Phương Thanh Ly sắc mặt có chút lãnh mạc, ánh mắt hơi hơi sưng đỏ, trong tay áo một đôi tay, thật chặt nắm ở cùng nhau. Đúng, nãi nãi, Phương Nguyệt Phi cúi đầu nói. Một cái cánh tay triệt để vỡ vụn đúng không? Ừm, cái kia coi như tay gãy có thể trọng sinh, cũng phải đã nhiều năm, mà lại sinh cánh tay, cùng ban đầu thân thể, luyện thể trình độ không xứng đôi, thời gian ngắn không thể thừa nhận lực lượng, ảnh hưởng còn là rất lớn. Này bằng với, Tiểu Bảo Nhi, thành nửa người phế nhân A. Phương Thanh Ly lúc nói chuyện, đầu lưỡi đều đang phát run. Nàng trong đầu không ngừng xuất hiện, tiểu hài này theo trẻ sơ sinh đến bi bô tập nói, từng giờ từng phút lớn lên hình ảnh. Ừm, Phương Nguyệt Phi chỉ dám gật đầu. Mẫu thân các người phải đi trước, Tiểu Bảo Nhi là ta một tay nuôi nấng, ai? Hắn bình thường ngoan như vậy trương, bị dạng này đả kích chí mạng, về sau đều là thời gian khổ cực rồi. Phương Thanh Ly nói cái này, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Nãi nãi, Vi Nhi a, người nói hắn cùng ai đấu không tốt, hết lần này tới lần khác cùng tôn thần xem trọng nhân đấu, ai? Ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, may mắn còn lưu lại một cái mạng, về sau ngã một lần khôn hơn một chút, thời gian còn có thể qua. Phương Thanh Ly lắc đầu thở dài, hai bên đều là khó chịu. Nãi nãi, coi như cái kia Lý Thiên Mệnh có bực này thân phận, lấy người thị thần điện chủ thân phận. Chẳng lẽ đều không có thể vì chính mình tôn nhi làm chủ sao? Đối tôn thần tới nói, người mới là trọng yếu nhất người a. Phương Nguyệt Vi hỏi. Phương Thanh Ly lắc đầu, nói, tôn thần là thần. Ta chỉ là một cái tôi tớ, nàng không sẽ quản tôn nhi của ta sự tình. Nàng nói qua, có ý tại trong vòng 10 năm, đem Lý Thiên Mệnh chế tạo thành thái cổ thần vực đỉnh phong cao thủ, muốn cho Tiểu Bảo Nhi làm chủ, rất khó. Cha ta cũng không được. Cha ngươi. Tại tôn thần trước mặt, hắn coi là gì chứ? Nguyệt Phi, người đừng nói nữa, Tiểu Bảo Nhi lần này có thể nhặt về một cái mạng, cũng là đại hạnh trong bất hạnh, hắn coi như còn lại một cái cộng sinh thú, đó cũng là ngự thú sư. Về sau thật tốt nỗ lực, bình tĩnh lại, có ta ở đây, tiền đồ sẽ không kém, chỉ không được tội Lý Thiên Mệnh, cũng không ai có thể khi dễ hắn. Phương Thanh Ly nói, ta đã biết, Phương Nguyệt Phi gật đầu. Người A, có thể còn sống, mặc kệ như thế nào. Vậy cũng là so chết muốn tốt. Tiểu Bảo Nhi như thế ngang bướng, cũng nên trưởng thành. Phương Thanh Ly hốc mắt ửng đỏ, vừa nghĩ tới Tôn Nhi hiện tại khẳng định rất tuyệt vọng, trong nội tâm nàng rất khó chịu, hận không thể nhanh điểm trở lại Thái Thanh Cung đi. Từ lần trước, Tôn Thần tao ngộ ám sát, nãi nãi rốt cuộc không có trở lại qua. Đảo mắt, Thái Thanh Cung đến, Phương Thanh Ly trực tiếp rơi vào trong đình viện. Đúng rồi, nãi nãi, tinh khuyết trên thân. Còn có Lý Thiên Mệnh lưu lại một loại phong cấm, uy lực rất mạnh, rất bạo loạn, người giúp hắn nhìn một chút đi. Rơi xuống đất thời điểm, Phương Nguyệt Phi nhớ tới nói. Ân. Phương Thanh Ly một cái lắc mình, thì tiến vào trong cung điện. Tôn Nhi A, Tiểu Bảo Nhi, người đã ngủ chưa?
Phương Thanh Ly vượt qua hành lang, hướng bên trong mà đi. Phương Nguyệt Phi thì bước nhanh đuổi theo. Trong cung điện yên tĩnh, không người đáp lại. Bên này, Phương Nguyệt Phi chỉ một chút, hai người tiến vào một gian tẩm cung. Các nàng ngẩng đầu nhìn lên, Phương Tinh Khuyết chính trên giường đây. Trong nháy mắt đó, một già một trẻ hai nữ nhân, biểu lộ bỗng nhiên cứng ngắc, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nhãn cầu run rẩy kịch liệt, trực tiếp thất thanh. Các nàng xem đến, Phương Tinh Khuyết đầu, còn gối lên trên gối đầu. Thế mà, trong chăn máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Phương Tinh Khuyết trừng to mắt, tuyệt vọng chết đi, thừa nhận vô tận hoảng sợ. Phốc, Phương Thanh Ly tại chỗ phun ra một chùm huyết vụ, thất khiếu chảy máu, té xỉu trên đất phía trên. Nhị nguyên chiến trường, phần lớn người đã tản. Phương ra ngoài mật thất. Cha, cha. Phương Nguyệt Vi hoa dung thất sắc, xông vào. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, Phương ra những đại nhân vật này ngay tại đi ra ngoài đâu, trong đó Phương Thái Thanh đi tại phía trước nhất. Chuyện gì kinh hoàng, Phương Thái Thanh bình tĩnh nhìn nàng một cái. Cha, Phương Nguyệt Vi quỳ trên mặt đất, mặt tái nhợt như người chết. Nói chuyện, Phương Thái Thanh nói. Tinh Khuyết, đi. Phương Nguyệt Vi nói, lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Vừa rồi còn đang thảo luận các phương nhân vật, đều ngơ ngác một chút, hướng về Phương Nguyệt Vi nhìn lại. Chết như thế nào, Phương Thái Thanh tròng mắt hơi híp, thanh âm giá lạnh rất nhiều. Nhưng là, hắn phản ứng như vậy, đối với một cái phụ thân đến nói, kỳ thật quá bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh ở trên người hắn lưu lại một loại phong cấm, ta coi là không có việc gì, cho hắn chuyển hóa cộng sinh linh về sau. Ta liền đi tìm nãi nãi tới, kết quả cái kia phong cấm phát tác, đem thân thể của hắn rảo sát xong rồi. Tinh Khuyết quá đáng thương, cho đến nay, cái kia phong cấm còn tại thi thể của hắn bên trên du tẩu. Ô ô, Phương Nguyệt Vi bả vai run rẩy, ô ô khóc lên. Toàn trường càng thêm tĩnh mịch. Ý tứ chính là, Lý Thiên Mệnh giết hắn, đúng không? Phương Thái Thanh hỏi. Vâng, Phương Nguyệt Vi run rẩy, cha, đều tại ta, không có coi trọng cái kia phong cấm. Không có kịp thời. Bà nội ngươi đâu? Phương Thái Thanh hỏi. Nàng rất khó chịu, thế nhưng là, nàng không nói gì, về hiên viên hồ thị thần điện. Phương Nguyệt Vi nói. Cũng không nói gì sao? Nàng thương tâm đến thổ huyết, thế nhưng là, càng khó chịu hơn chính là, chúng ta không thể cho Tinh Khuyết lấy lại công đạo, thật sao? Tinh Khuyết chỉ là thương tổn hắn một cái cộng sinh thú mà thôi, hắn lại đuổi tận giết tuyệt a. Cái gì thời điểm, nhà chúng ta người thành trong mắt người khác cỏ rác. Phương Nguyệt Vi mờ mịt nói. Nàng không phải rất ưa thích cái này đệ đệ, có thể cái chết của hắn hình, lại sâu sâu kích thích, nàng thân là Thiên Nguyên Tông chủ chi nữ tôn nghiêm. Cha! Tất cả mọi người đang nhìn Phương Thái Thanh. Rất nhiều người đều lòng đầy căm phẫn, ánh mắt hung quang chợt hiện. Đi, đi về trước an táng con ta. Phương Thái Thanh dậm chân rời đi. Thiên Viên Hồ, Nhiên Linh Cung. Phương Thanh Ly theo bên ngoài trở về, chỉnh sửa lại một chút quần áo, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, bước vào Nhiên Linh Cung. Tôn thần, nàng sau khi đi vào, phụng dưỡng tại Khương Phi Linh bên người. Khương Phi Linh đủ kiểu nhàm chán, nhìn nàng một cái. Qua một hồi, Phương Thanh Ly nói, tôn thần, có một tin tức tốt. Cái gì? Nghe nói Lý Thiên Mệnh lấy được phồn tinh chỉ danh ngạch, danh liệt phồn tinh bảng đệ nhất. Tiến bộ thật là quá lớn. Phương Thanh Ly cúi đầu nói. Thật sao, có thể, Khương Phi Linh tán thưởng nói. Tôn thần ánh mắt, thật là khiến người bội phục. Cái này Lý Thiên Mệnh vừa tới thần tông thời điểm, chúng ta đều nhìn không ra, hắn có gì chỗ đặc thù, không nghĩ tới lúc này mới 2 tháng, hắn đã tại thần tông, nhất phi trùng thiên. Phương Thanh Ly nói. Xác thực lợi hại, cái này Lý Thiên Mệnh, tương lai đúng là chúng ta thái cổ thần tông rồng trong loài người. Bên cạnh Hiên Viên Đạo mỉm cười nói. Rồng trong loài người. Thái cổ Hiên Viên Thị, chính là thần long cộng sinh thú nhất tộc. Cho thêm hắn một số cơ hội, vấn đề không lớn. Cho hắn 10 năm trưởng thành, tất thành nhân tài trụ cột. Khương Phi Linh nói, nàng nói đến rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã sớm mừng thầm. Tôn thần yên tâm, đến tiếp sau ta sẽ quan tâm kỹ càng một chút hắn, trợ hắn tốc độ cao nhất trưởng thành. Hiên Viên Đạo trịnh trọng nói. Được, Khương Phi Linh gật đầu. Phương Thanh Ly cung kính đứng ở một bên, thật lâu không nói gì. Ban đêm, Hiên Viên Hồ bên ngoài. Có chuyện gì không? Phương Thanh Ly như quỷ ảnh bay tới. Trước mắt nàng một tòa trên núi hoang, đứng đấy một cái hắc ảnh, bóng đen kia như thanh tùng đồng dạng,
cô không sai đứng thẳng. Mẹ, bóng người kia xoay người lại, rõ ràng là Phương Thái Thanh. Hắn sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy, mềm mại quỳ trên mặt đất, nước mắt tràn mi mà ra. Ta thì cái này một đứa con trai, cứ như vậy không có. Hắn bị chết thật thê thảm, chết không toàn thây a. Hắn duỗi tay nắm lấy Phương Thanh Ly tay cầm. Phương Thanh Ly như đầu gỗ một dạng đứng trên mặt đất, trong mắt run rẩy kịch liệt, ánh mắt có chút tán loạn. Đây là tinh khuyết cho cốt. Phương Thái Thanh giơ lên một cái tiểu hồ, cung kính hiện lên tại Phương Thanh Ly trước mắt. Ngươi cho ta làm cái gì? Phương Thanh Ly thanh âm khàn khàn, dường như trong cổ họng kẹp lấy côn trùng. Mẫu thân, ngươi cùng hắn trò chuyện đi, hắn cùng ngươi thân nhất. Phương Thái Thanh nói. Phương Thanh Ly hai tay run rẩy, đem cái kia tiểu hồ cầm trên tay. Để hài tử nhập thổ vi an đi, Phương Thanh Ly nói. Bị chết quá thảm, an không được, trừ phi có thể nhắm mắt. Phương Thái Thanh cúi đầu nói. Phương Thái Thanh, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ngươi vì tinh khuyết báo thù, ta vì ngươi giải quyết tôn thần. Ngươi biết Lý Thiên Mệnh, tại tôn thần tâm lý địa vị sao? Phương Thanh Ly nói. Báo thù, mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều. Phương Thái Thanh cười khổ một tiếng, nhi tử chỉ là hy vọng, đại nạn lâm đầu, chúng ta Thái Thanh Phương thị thoát ra trở ra thời điểm, mẫu thân không muốn ngăn cản, càng đừng cho nhi tử khó xử. Phương Thanh Ly nhìn hắn thật lâu. Mẫu thân là tôn thần người bên cạnh, nếu là chúng ta Thái Thanh Phương thị vạn kiếp bất phục, tôn thần mệnh, có lẽ là sau cùng sinh cơ. Phương Thái Thanh phủ phục, dập đầu. Ngươi quá làm càn, Phương Thanh Ly ánh mắt đỏ bừng nói. Mời mẫu thân lý giải. Nhi tử chỉ là không hy vọng, chúng ta Thái Thanh Phương thị tổ tiên đánh đầu lâu, vậy nhiệt huyết, mới đổi lấy hôm nay bố cục. Ta không hy vọng lại có càng nhiều phương tinh khuyết, vô tội chết thảm, cho Thái Cổ Hiên Viên thị thần mất mạng. Mẹ, nếu như ta có lỗi, mời Phương gia liệt tổ liệt tông, đem ta cũng ngàn đao bầm thây, chúng ta Thái Thanh Phương thị tam tính gia nô, trời sinh mệnh tiện, chết không có gì đáng tiếc. Phương Thái Thanh không ngừng dập đầu, khóc ròng ròng. Ngươi cút! Phương Thanh Ly nắm chặt trong tay cho cốt ấm, lòng như đao cắt, nước mắt nước mũi chảy ngang, ta sinh là tùy tùng người của thần điện, chết là thị thần điện quỷ. Thế nhưng là, ta và ngươi, cùng tinh khuyết, mới thật sự là người một nhà. Phương Thái Thanh sau cùng đập lần đầu, quay người rời đi, tiêu điều bóng người, biến mất tại bão tuyết trong bóng tối. Đất tuyết bên trong, lưu lại Phương Thanh Ly đứng tại chỗ, ngây người như một cái gốc cây. 20 hơi thở về sau, Phương Thái Thanh cùng Phương Thần Vũ gặp mặt. Lúc này Phương Thái Thanh, nét mặt đầy mặt, như là đổi khuôn mặt. Như thế nào, Phương Thần Vũ hỏi. Có thể, chôn xuống một cái hạt giống, cầm trong tay nàng bảo bối tôn nhi cho cốt, ta cũng không tin, nàng còn có thể tiếp tục làm thần côn. Phương Thái Thanh thản nhiên nói. Thị thần điện chính là như vậy, nàng trước kia ân sư, đối nàng ân trọng như sơn, nàng đời này, đều đang bồi bạn thần huyết. Bất si cuồng đều khó có khả năng a. Phương Thần Vũ nói. Đi thôi, các chủng loại con tại thời cơ thích hợp, nảy mầm là có thể. Phương Thái Thanh nói. Tinh khuyết vốn có rất tốt tiền đồ, đáng tiếc. Không có việc gì, như có thể thay đổi tộc ta vận mệnh, trở thành phá cục quan trọng nhất kích, vậy hắn, chết có ý nghĩa. Phương Thái Thanh nói xong, như gió chết đi. Thái Ất Kiếm Cung. Kiếm Vô Ý đứng tại phía trên, nhìn lấy đầy trời bão tuyết. 10.000 dặm tuyết quốc xuất thần. Đại ca, một cái cụt một tay tóc rối bời nam tử, xuất hiện tại cửa. Ngươi không bảo vệ người, tới tìm ta làm cái gì? Kiếm Vô Ý nói. Thái A Kiếm tộc người muốn gặp ngươi, cụt một tay nam tử nói. A, Kiếm Vô Ý nở nụ cười. Gặp sao? Gặp, vì sao không thấy? Lý Thiên Mệnh theo Trầm Uyên chiến trường trở về, chính hướng thiên hạ đệ nhất các, trở về, còn chưa đi ra bao xa. Trạm tinh điện chủ dịch tinh ẩn, thì tại sau lưng kêu hắn lại. Điện chủ, Lý Thiên Mệnh đi đến trước mắt hắn tới. Phương tinh khuyết chết rồi, chuyện gì xảy ra? Dịch tinh ẩn hỏi. Chết rồi, Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, ai làm? Ngươi làm, dịch tinh ẩn nói. Ta, điện chủ đừng nói giỡn, hắn trước bị đào thải bị loại, phồn tinh chi chiến vừa mới kết thúc, ta cũng không có thời gian tìm hắn đi. Mà lại, ta đã giáo huấn qua hắn. Không có cái kia tất yếu. Lý Thiên Mệnh nói. Không đúng sao, dịch tinh ẩn nhìn hắn một cái, ta đem phương tinh khuyết mang lúc đi ra, trên người hắn có một loại kiếm hình thiên văn, cùng loại một loại phong cấm thủ đoạn, tựa như là ngươi thanh kiếm kia tạo thành phong cấm, lưu lại tại phương tinh khuyết trên thân, đúng hay không?
cái kia ngược lại là. Thái Thanh Phương Thị người nói, kiếm khí kia phong cấm phát tác, đem Phương Tinh Khuyết rảo sát. Dịch Tinh Ẩn nói, không thể nào, nhưng có người tận mắt nhìn thấy. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ nói, chuyện này, quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này cũng không biết, dù sao người là chết, bất quá, sau lưng người có tôn thần, không cần lo lắng trả thù, Phương gia xem ra, không có gì đối phó người ý tứ. Người về sau chính mình chú ý một chút là được rồi. Dịch Tinh Ẩn từ tốn nói. Lý Thiên Mệnh cau mày. Đế quân kiếm ngục, chủ động đem người giết. Hắn vừa trưởng khống cái môn này thủ đoạn, đối với cái này không hiểu rõ lắm, nếu là thật sự mất khống chế giết người, vậy cũng có nhất định khả năng. Đa tạ điện chủ nhắc nhở, Lý Thiên Mệnh nói. Không cần cảm ơn, ngươi là tôn thần nhìn trọng đệ tử, lại cho thấy kinh người tăng lên thiên phú, chúng ta những thứ này thái cổ thần tông trưởng bối, lý nên giúp ngươi trưởng thành. Dù sao, thái cổ thần vực là tất cả mọi người thần vực, không phải thị tộc thần vực. Dịch Tinh Ẩn trong lời nói, có càng sâu ý vị. Điện chủ nói rất có đạo lý, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thành, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, hai ngày nữa, ta thì tiếp ngươi đi Phồn Tinh Trì. Đi, Dịch Tinh Ẩn nói. Cung tiễn điện chủ. Đến đón lấy đề nghị điệu thấp một số, nhìn nhiều nhìn Thái Thanh Phương Thị thái độ, tốt nhất đừng cùng bọn hắn, lại có tranh chấp. Dịch Tinh Ẩn nói. Đúng. Dịch Tinh Ẩn sau khi đi, Lý Thiên Mệnh ngừng chân thật lâu. Dịch Tinh Ẩn, Âu Dương Kiếm Vương các loại trưởng bối, nguyện ý tốt với ta. Lại nói một câu nói như vậy, ý là, bọn họ đại biểu là thần tông tam đại thị tộc bên ngoài lực lượng. Nhìn kỹ ta, nguyện ý vun trồng, chỉ dẫn ta, từ đó cùng tôn thần đứng tại một phe cánh. Nói một cách khác, là vì thái cổ thần vực. Cái này cùng Lý Thiên Mệnh ý nghĩ, không mưu mà hợp. Hắn dự cảm đến bát đại thần vực động tác, sẽ để cho Khương Phi Linh tình cảnh nguy hiểm, nếu là mình có thể trở thành, thần tông bên trong các đại trận doanh chất keo dính, đối chỉnh cái tông môn tới nói, đều sẽ tốt hơn. Có điều, nếu là Phương Tinh Khuyết không chết, ta cũng không đến mức cùng Thái Thanh Phương Thị nháo đến quá cứng. Dù sao, Phương Thái Thanh thế nhưng là Thiên Nguyên Tông chủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đế quân kiếm ngục sẽ mất khống chế. Lý Thiên Mệnh trăm mối vẫn không có cách giải. Phương Tinh Khuyết chết, với hắn mà nói, không là một chuyện tốt. Tiểu bối có thể tranh chấp, có thể đem người Thiên Nguyên Tông chủ nhi tử đều giết chết, cái này giống như là không chút kiêng kỵ khiêu khích. Vượt ra khỏi trả thù, tụ tinh tịch diệt thư, phạm vi. Nhìn xem cái này phong ba, có thể không thể tới đi. Lý Thiên Mệnh xuất ra Đông Hoàng Kiếm, suy nghĩ thật lâu. Hắn vẫn còn có chút không tin. Sau đó, hắn trở lại Trầm Uyên chiến trường. Bắt một con hung thú, Thanh Lân Yêu Lang, đem đế quân kiếm ngục phong cấm ở tại trong thân thể, sau đó mang về thiên hạ đệ nhất các. Hắn muốn khảo nghiệm, hắn không can thiệp tình huống dưới, đế quân kiếm ngục có thể hay không mất khống chế. Phương Tinh Khuyết trong một ngày liền chết. Như vậy, kiểm tra này, một ngày liền sẽ có kết quả. Thiên hạ đệ nhất các. Lý Thiên Mệnh trở về thời điểm, Lâm Tiêu Tiêu lần này cũng không có tại ngâm trong bồn tắm. Nàng đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Trong gió lạnh, nàng toàn thân áo đen, trên đầu mang theo áo choàng mũ trùm, quấn rất chặt, chỉ có một đôi mắt to lộ ở bên ngoài. Lúc này mới có chút tỳ nữ dáng vẻ, đến, tứ hậu lão gia. Lý Thiên Mệnh nói. Nhàm chán, Lâm Tiêu Tiêu nhìn một chút hắn, người cầm tới Phồn Tinh chỉ danh ngạch không có. Không có, thực sự quá khó khăn, ta ở bên trong bị người đánh cho hoa rơi nước chảy, kém chút về không được. Lý Thiên Mệnh nói, đáng đời, Lâm Tiêu Tiêu một bộ thống khoái biểu lộ. Nàng tỉ mỉ nghĩ lại cảm giác không đúng, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng như vậy, khẳng định đã thành công. Lý Thiên Mệnh đem Thanh Lân Yêu Lang ném vào trong viện, nói, cho ta xem trọng, đừng để ngươi cộng sinh thú, đem nó ăn. Ngươi mang cái này hung thú về tới làm cái gì? Đừng quản nhiều như vậy, làm xong ngươi bản chức công tác, quét dọn vệ sinh không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sạch sẽ, Lâm Tiêu Tiêu che che chán đầu nói. Lý Thiên Mệnh đi tiến gian phòng trước, quay đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt ngưng tụ, hỏi, tiến triển không tệ, cảnh giới gì? Tầng thứ 8, Lâm Tiêu Tiêu nói. Vậy nhưng so thải phượng huyết mạch cùng bốn kiếm thiên phú còn lợi hại hơn. Lý Thiên Mệnh nói. A, tiếp tục đi, qua mấy ngày ta liền đem ngươi giải phẫu, nhìn xem ngươi ở đâu ra thiên phú. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thì cho phép chính ngươi đột nhiên tăng mạnh sao? Lâm Tiêu Tiêu nói. Đúng thế. Quá bá đạo. Ngươi đến thói quen.
Ở chung được một đoạn thời gian, Lý Thiên Mệnh cảm giác cái này Lâm Tiêu Tiêu còn có thể đi. Muốn không nghĩ biện pháp, đem nàng đuổi ra Thái Cổ Thần Tông, dạng này liền không có mạo hiểm rồi. Được rồi, Linh Nhi đều không rời đi Hiên Viên Hồ, lấy thế cục bây giờ nhìn, Tiêu Tiêu không thể nào thấy được nàng. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhiều lắm quản. Sáng sớm ngày thứ hai, tại Thái Nhất Tháp tẩm bổ phía dưới, cấp tốc khôi phục như cũ lam hoang, chính kéo lấy, thăm thẳm tỉ, tại trong đình viện chơi, đỉnh thật cao, trò chơi. Cái kia màu đen cự thú, để lam hoang chơi đến thở hồng hộc, nổi trận lôi đình, không biết sao lam hoang chỉ nhớ chơi đùa, căn bản không quản tâm tình của nàng. Cái này cộng sinh thú, đến cùng có chỗ đặc thù gì? Lý Thiên Mệnh suy tư nói. Không biết, muốn không trực tiếp giết. Huỳnh Hỏa cười hỏi. Cái này không thành, Tiêu Tiêu thì một cái cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi mềm lòng, nghĩ thoáng hậu cung. Huỳnh Hỏa khặc khặc cười nói. Ngươi khác nói mò, ta có Linh Nhi, thiên hạ vô song. Đừng giả bộ, trong nhà hoa tươi lại trói lọi, ven đường hoa dại cũng rất hương, hơn nữa còn kích thích. Huỳnh Hỏa nói. Lan, gà tặc. Đừng sai lầm a, ngươi mới là tặc, một đầu kỳ lân tí, khắp nơi trộm tạo hóa, còn ăn cắp tiểu cô nương cảm tình. Linh Nhi không tại, tay của ngươi nhanh móc mèo đi, tranh thủ thời gian cầm Tiêu Tiêu khai quang đi. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Lão tử đạp mã bắt ngươi khai quang. Lý Thiên Mệnh một tay nắm lấy nó, tay trái nắm cổ của nó. Dừng tay, có ai không, Tiêu Tiêu nhanh cứu ta, Lý Thiên Mệnh chơi gà nhi á. Huỳnh Hỏa một bên thở dốc, một bên quái khiếu. Nơi xa Lâm Tiêu Tiêu quay đầu xem ra, run run một chút, vội vàng chạy xa. Đi. Đi lục đạo kiếm cung. Lý Thiên Mệnh mang tới Huỳnh Hỏa bọn họ, chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi đi, Lý Thiên Mệnh nhìn một chút cái kia, thanh lân yêu lang. Nửa ngày nhiều đều đi qua, đế quân kiếm ngục còn tại hắn trên thân, nó một chút biến hóa đều không có. Chờ một chút nhìn. Sau khi nói xong, hắn cáo biệt Lâm Tiêu Tiêu, tiến về Hiên Viên Hồ. Hiên Viên Hồ, lục đạo kiếm cung. Lý Thiên Mệnh sau khi đến, trực tiếp ở chỗ này. Tiếp tục suy nghĩ lục đạo sinh tử kiếm. Gần nhất kinh lịch chiến đấu tương đối nhiều, một kiếm này tiến bộ đã rất lớn, bất quá, uy lực của nó vẫn có tăng lên cơ hội. Hiện tại, Đông Hoàng kiếm cùng cái này thiên hạ đệ nhất kiếm quyết, nhưng thật ra là Lý Thiên Mệnh có thể vượt cấp giết người, rất lớn tư bản một trong. Mở ra thất trọng kiếm chướng, lần nữa cùng lục đạo kiếm thần gặp mặt. Kiếm thần tiền bối, vãn bối lại tới. Cút đi. Ta yêu ngươi. Cút đi. Ngươi cái này không biết xấu hổ lão già kia, thật không xấu hổ. Cút đi. Lý Thiên Mệnh mở màn điều chỉnh một chút bầu không khí, lập tức ở trước mặt hắn luyện kiếm. Nhanh, chờ ngươi đại thành, ta liền dạy ngươi đệ nhị kiếm. Lục đạo kiếm thần bỗng nhiên nói. Lý Thiên Mệnh bị giật nảy mình, hắn nhìn lại, cái kia lục đạo kiếm thần chính mỉm cười nhìn lấy chính mình, kiếm thần tiền bối, ngươi sống lại sao? Cút đi. Ngươi chứng không có. Cút đi. Lý Thiên Mệnh che che chán đầu, nguyên lai còn là giống như trước đây. Hắn tiếp tục luyện kiếm. Một lúc lâu sau, Lý Thiên Mệnh, tôn thần chịu ngươi, bên ngoài truyền đến một cái thanh lãnh thanh âm. Lý Thiên Mệnh theo ngộ kiếm thạch bên trong đi ra, phát hiện nói chuyện chính là người Phương Thanh Ly. Gặp qua điện chủ, Lý Thiên Mệnh nói. Đi thôi, Phương Thanh Ly nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó quay người liền đi. Lý Thiên Mệnh phát hiện nữ nhân này số tuổi không nhỏ, dáng người vẫn rất tốt, dưới khăn che mặt dung mạo, xem ra đoán chừng cũng liền hơn 30 tuổi đi. Nàng tựa như là Phương Tinh Khuyết nãi nãi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Ánh mắt của hắn ngưng trọng một số, bước nhanh đuổi kịp Phương Thanh Ly, đứng tại mặt bên nhìn lấy nàng, nói, điện chủ, nếu như ta nói, Phương Tinh Khuyết khả năng không phải ta giết, ngươi tin không? Không dùng cùng ta nói, ta là tôn thần người hầu. Chuyện bên ngoài ta mặc kệ. Phương Thanh Ly nhìn hắn một cái, lạnh như băng nói ra. Được rồi. Trước mắt đế quân kiếm ngục còn không có kết luận, Lý Thiên Mệnh cũng không cách nào nhiều lời. Hắn theo Phương Thanh Ly tiến vào Nhiên Linh Cung. Nơi này phòng giữ vẫn rất xâm nghiêm, khắp nơi đều là thái cổ hiên viên thị trưởng bối. Cùng lần trước tiến đến khác biệt chính là, chung quanh nơi này nhiều hơn rất nhiều thiên văn kết giới, nhất trọng vây quanh, đem Khương Phi Linh trùng điệp bảo hộ. Đây đều là mới bày ra thiên văn kết giới. Lý Thiên Mệnh, làm rất tốt. Nghe nói người hai tháng này đột nhiên tăng mạnh, khiến người ta nhìn mà than thở.
Tôn thần ánh mắt, quả nhiên lợi hại. Tôn thần nói ngươi trong vòng 10 năm, có thể thành đỉnh phong cường giả, chúng ta rửa mắt mà đợi. Thái cổ hiên viên thì các trưởng bối, bởi vì, hiên viên si, quan hệ, quả nhiên đối Lý Thiên Mệnh thay đổi thái độ. Bọn họ nghiêm chỉnh đem Lý Thiên Mệnh, xem như là bọn họ thái cổ hiên viên thị đệ tử trẻ tuổi. Ta nhất định nỗ lực. Lý Thiên Mệnh thành thật, cùng các tiền bối nguyên một đám hành lễ. Phương Thanh Ly không quay đầu lại, trực tiếp tiến vào nội điện. Lý Thiên Mệnh đi theo phía sau của nàng, nghe Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu nghị luận Phương Thanh Ly lão thái bà dáng người, bước vào trong đại điện. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy Khương Phi Linh đứng tại thiên đài phía trên, nhìn lấy phía ngoài tuyết bay. Tới, nàng quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Nàng bóng hình xinh đẹp, như là tan vào trong gió tuyết, xem ra càng động nhân. Nàng và Hiên Viên Mộc Tuyết khác biệt, Hiên Viên Mộc Tuyết giống như là phong tuyết bản thân, mà nàng tại băng tuyết ngập trời bên trong như thế chú mục, dường như cái này băng tuyết thế giới, đều có linh hồn. Đúng, tôn thần, Lý Thiên Mệnh trong lòng rung động, lại không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn vượt qua Hiên Viên Đạo cùng Phương Thanh Ly, đứng ở Khương Phi Linh sau lưng. Bây giờ Khương Phi Linh mặc trên người quần áo, tựa hồ cũng là đỉnh cấp kiếp khí, liền bên người nàng đều có thiên văn kết giới bảo hộ, Hiên Viên Đạo bọn họ cũng không cần thiếp thân bảo hộ. Lý Thiên Mệnh rốt cục đứng ở, khoảng cách nàng gần nhất vị trí. Tu hành như thế nào? Khương Phi Linh xoay người lại, linh động hai con mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh ánh mắt, trong hốc mắt hơi nước nồng đậm, vậy cũng là tưởng niệm hội tụ mà thành. Hồi tôn thần, trước mắt tiến triển, không ra tôn thần đoán trước. Tương lai lời nói, ta đoán chừng cũng có thể cùng tôn thần dự liệu như thế, bảo trì cao tốc tiến lên. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy cặp mắt của nàng, tâm lý lời muốn nói cũng không phải là những thứ này. Hắn nghĩ là ôm ấp nàng, nói cho nàng, chính mình tưởng niệm nàng, hắn muốn đi cảm thụ nàng nhiệt độ, còn có cái kia đáng chết xúc cảm cùng khai quang loại hình lung ta lung tung sự tình, mà không phải chứng chạc đàng hoàng ở chỗ này nói chuyện. Có thể, không tệ, ta có thể kết luận, người như vậy trưởng thành tiếp. Tuyệt đối là Viêm Hoàng đại lục đệ nhất thiên tài, người rất có hy vọng trở thành, đại lục lịch sử phía trên, thứ 11 cái thần. Khương Phi Linh chân thành nói. Lý Thiên Mệnh biết, nàng tại sao muốn nói những thứ này. Mục đích là, cho mình điệp ra tư bản. Để cho mình tại Thái Cổ Thần Tông địa vị, càng ngày càng cao. Tạ tôn thần, đệ tử nhất định nỗ lực hết thảy, truy tìm tôn thần bước chân, cả đời vì tôn thần hiệu lực. Lý Thiên Mệnh, kích động, nói. Tôn thần. Thiên Mệnh thật sự có thành thần cơ hội. Hiên Viên Đạo ánh mắt sáng lên, biểu lộ phá lệ kích động. Nhìn lấy liền biết, Khương Phi Linh thản nhiên nói. Tôn thần tiên đoán, chưa bao giờ từng phạm sai lầm. Hiên Viên Đạo vạn phần cao hứng, nói, cũng có ngày, chúng ta Thái Cổ Thần vực có hai cái thượng thần, lo gì không thể nhất thống thiên hạ. Bên ngoài Thái Cổ Hiên Viên thị trưởng bối, đều nghe lời này, cả đám đều vẻ mặt tươi cười. Bọn họ cũng đều biết, hiện thực rất khó khăn. Nhưng một khi chịu nổi, Thái Cổ Thần vực nhất định sẽ nghênh đón vạn thế huy hoàng. Lời này, sau khi rời khỏi đây thì không nên nói lung tung, để Thiên Mệnh an tâm tiến lên, hắn dù sao tuổi trẻ, tương lai trưởng thành chi lộ, còn có rất nhiều hoang mang. Khương Phi Linh nghiêm túc nói. Vâng, mọi người gật đầu. Trong lịch sử, có rất nhiều tuyệt thế thiên tài, đều bị khẳng định có thành tựu thần khả năng. Thế nhưng là, bị thượng thần nói nhất định có này thiên phú người. Chỉ có Lý Thiên Mệnh một cái. Thiên Mệnh, chưa tới tu hành phía trên, có bất kỳ nhu cầu, ngươi liền trực tiếp tiến đến cùng Hiên Viên Đạo nói liền thành. Thái Cổ Thần Tông toàn lực giúp ngươi. Khương Phi Linh nói. Đúng, tạ tôn thần. Lý Thiên Mệnh lần nữa, cảm kích. Nói thật, có câu nói này, hắn tại toàn bộ Thái Cổ Thần Tông trong các đệ tử địa vị, tuyệt đối không người có thể so sánh. Ta đoán chừng đều có thể trực tiếp yêu cầu, đi tham gia tà ma thí luyện. Lý Thiên Mệnh tâm đạo. Đây hết thảy, đều là hắn dựa vào phồn tinh chi chiến biểu hiện cạnh tranh mà đến. Hiện tại tới nói, liền phồn tinh chỉ danh ngạch, đều là tôn thần chuyện một câu nói. Phương Thái Thanh làm không được sự tình, tôn thần, đều có thể làm được. Không thể không nói, cục diện bây giờ, so vừa tới thời điểm một mặt mơ hồ, muốn thật tốt hơn nhiều. Mặc kệ là Lý Thiên Mệnh vẫn là Khương Phi Linh, đều dần dần quen thuộc Thái Cổ Thần Tông. Hiểu rõ các loại thế lực cùng người vật quan hệ. Bởi vì Khương Phi Linh mấy câu, Nhiên Linh Cung bên trong trò chuyện vui vẻ. Bầu không khí dễ dàng rất nhiều. Khương Phi Linh cũng càng ngày càng, mượt mà thích hợp với nàng tôn thần thân phận. Còn có việc sao?
Nếu là không có chuyện gì, trở về an tâm tu hành đi. Khương Phi Linh cuối cùng nói. Tôn thần, ta còn có một chuyện. Lý Thiên Mệnh có chút ngượng ngùng nói. Nói. Lúc trước, ta còn thứ tư cộng sinh thú không phải thụ thương nữa nha, hiện tại thương lành, nhanh có thể xuất chiến. Bất quá, nó phẩm cấp lại rơi xuống một số, ta còn kém một cái thiên địa kiếp nguyên. Lý Thiên Mệnh nói. Con thứ tư, a, là cứu ta thời điểm thụ thương a. Khương Phi Linh biết ý tứ trong lời của hắn, nghe nói tiểu tứ có hy vọng xuất sinh, trong nội tâm nàng đã sớm đại hỉ, chỉ là vẫn biểu hiện được rất bình tĩnh bộ dáng, đối Hiên Viên Đạo nói, ngươi lại chuẩn bị cho hắn một cái. Đúng, tôn thần, muốn cái gì phẩm cấp, bốn cấp thiên địa kiếp nguyên có thể chứ? Hiên Viên Đạo rất thẳng thắn nói, so với lần trước thoải mái nhanh hơn. Có thể, cảm tạ tôn thần, cảm tạ tông chủ. Lý Thiên Mệnh nói, cái gì thuộc tính? Có chút đặc thù, nó là thực vật hệ. Thực vật hệ, mọi người lấy làm kinh hãi. Thực vật hệ cộng sinh thú, thật đúng là hiếm thấy, hơn nữa còn là bốn cái cộng sinh thú bên trong một cái. Nói thật, thực vật hệ cộng sinh thú, có một ít không thể tưởng tượng cường đại thủ đoạn, rất khó đối phó. Trách không được tôn thần nói, hắn là đại lục đệ nhất thiên tài. Thái cổ Hiên Viên thì các trưởng bối nghị luận ầm ĩ. Thực vật hệ hơi ít gặp, ta phải tìm một chút nhìn, cái gì thần nguyên phù hợp. Đoán chừng phải muốn một chút thời gian, Hiên Viên Đạo nói. Tạ tông chủ, ta không nóng nảy, nó tạm thời không bị thương càng, còn phải một chút thời gian mới có thể sử dụng phía trên. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm, Hiên Viên Đạo gật gật đầu. Chuyện này nói xong, Lý Thiên Mệnh liền chuẩn bị rời đi. Bản này chiến quyết cho ngươi, trở về thật tốt nghiên cứu. Khương Phi Linh lấy ra một cái sách nhỏ. Tạ tôn thần, Lý Thiên Mệnh vội vàng đi lên, cầm trong tay, nhìn kỹ, cái này tựa như là một bản phổ thông cuốn vở. Đoán chừng là Khương Phi Linh viết tay, chiến quyết. Lý Thiên Mệnh vội vàng thu vào. Đi thôi. Vâng, đệ tử cáo lui. Lý Thiên Mệnh cái này mới rời khỏi. Rời đi Hiên Viên Hồ về sau, Lý Thiên Mệnh lấy ra chiến quyết, mở ra xem xét. Cái này kỳ thật cũng là một bản phổ thông không linh thư, phía trên rỗng tuếch, chỉ có một câu. Đó là Linh Nhi nét chữ. Nàng viết, ta nghĩ ngươi nhất định bề bộn nhiều việc, cho nên chỉ nhìn phía trước ba chữ liền tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn đến một mộng. Hắn lật đến trang trước, không có chữ A. Hắn một lần nữa nhìn một chút cái kia đoạn lời nói, lúc này mới phát hiện, đoạn văn này trước ba chữ là. Ta nghĩ ngươi. Lý Thiên Mệnh trở lại thiên hạ đệ nhất các trước, dưới chân núi đụng phải Phương Tinh Ảnh. Hắn cưỡi một cái màu xám trắng phượng hoàng. Chạy như bay mà qua, để Lý Thiên Mệnh chặn lại xuống tới. Làm gì chứ? Phương Tinh Ảnh biểu lộ run lên. Không làm cái gì, vừa nghe thấy ngươi hừ ca, xem ra tâm tình không tệ a. Lý Thiên Mệnh nói. Phương Tinh Khuyết chết rồi, ta đương nhiên tâm tình không tệ. Nói đến, thật cảm tạ ngươi. Thiên Mệnh, ta xin lỗi ngươi, lần trước là ta hướng động, không nghĩ tới ngươi vẫn là giúp ta. Phương Tinh Ảnh cảm kích vạn phần, tâm tình kích động. Ồ, Lý Thiên Mệnh nhìn nhiều hắn vài lần. Nghe nói hắn bị chết vô cùng thảm, ác nhân có ác quả, bị báo ứng, thật tốt. Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi không quan tâm ta giết hắn về sau, vì cái gì còn có thể sống được sao? Lý Thiên Mệnh nói. Đều truyền ra, bây giờ toàn bộ Thái Cổ Thần Tông đều oanh động, đều biết ngươi là tôn thần mang về đệ tử. Tôn thần đối ngươi 10 phần coi trọng, thân phận này, so Nhân Nguyên Tông chủ con riêng đều lợi hại. Phương Tinh Khuyết mặc dù là Thiên Nguyên Tông chủ chi tử, nhưng Thiên Nguyên Tông chủ cũng không cách nào cùng tôn thần so sánh a. Phương Tinh Ảnh cảm khái nói. Người quá kích động, thật cao hứng, nói nhiều tất nói hớ biết không? Lý Thiên Mệnh nói. Mất, Phương Tinh Ảnh giật mình, một bộ nghe không rõ dáng vẻ. Người không dùng cảm kích ta, người giết người chưa chắc là ta, nói không chừng là Thiên Nguyên Tông chủ chính mình đây. Lý Thiên Mệnh cười cười, cùng hắn khoát khoát tay, đi thẳng về. Trở lại thiên hạ đệ nhất các về sau, hắn phát hiện, cái kia Thanh Lân Yêu Lang cũng chưa chết đi, đế quân kiếm ngục rất là ổn định. Không đúng, Lý Thiên Mệnh cau mày. Làm sao không đúng, Huỳnh Hỏa hỏi. Đế quân kiếm ngục rất không có khả năng mất khống chế. Vậy nói rõ, có người muốn cưỡng ép bài trừ, dẫn đến đế quân kiếm ngục bạo phát. Vậy như thế nào có thể một mực chắc chắn là ta giết người? Bài trừ người, thêm chút thăm dò, thì biết không có thể làm loạn. Hắn đều làm loạn, còn có thể trách ta trên đầu. Lý Thiên Mệnh nói. Quan trọng ở chỗ,
người không biết Phương Tinh Khuyết chết chi tiết. Có phải hay không là Thái Thanh Phương thị mình người giết, giá họa đến trên đầu ta? Không thể nào, có ý đồ gì? Không biết, Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hắn suy nghĩ một lát, trước mắt mê hoặc điểm chính là, hắn không Phương Tinh Khuyết tử vong chi tiết. Nói thí dụ như thời điểm hắn chết, đến cùng có ai tại chỗ các loại tin tức, đều hoàn toàn không biết, cho nên rất khó phán đoán. Phương Tinh Khuyết bị mang về, làm sao đều có người che chở a? Cái kia người bình thường không giết được hắn, cái này bài trừ Phương Tinh Ảnh, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi làm sao hoài nghi đến trên đầu hắn, Huỳnh Hỏa nhịn không được cười lên. Hắn có cái này động cơ, cũng là không có khả năng này. Vừa rồi gặp hắn gặp ta có chút khẩn trương, không là thuần túy cảm kích cùng hưng phấn, ta mới có ý nghĩ này. Lý Thiên Mệnh nói, có đạo lý, nhưng quan trọng vẫn là chi tiết. Vấn đề là, Phương Tinh Khuyết chết rồi, Thái Thanh Phương Thị không có ý định lộ ra chuyện này, người nào đến nói cho ta biết chi tiết này. Lý Thiên Mệnh nói, ta nào biết được, Huỳnh Hỏa trợn mắt một cái. Hiên Viên Hồ, một tòa trên nước trong cung điện. Hiên Viên Mộc Tuyết tại hồ băng bên trong đình nghỉ mát phía trên đạn lấy đàn tranh, nhạc khúc uyển chuyển dễ nghe, du dương thanh âm, có thể khiến người ta nội tâm trầm tĩnh. Đình nghỉ mát rủ xuống lụa trắng trong gió phiêu đãng, quất vào mặt mà qua, mang bay vài tia tóc rối bời. Băng tuyết bên trong, nàng dung nhan chi xinh đẹp, có thể nói khuynh thành, tuổi trẻ non nớt dáng người, cầm giữ có vô hạn sinh mệnh lực. Đàn tranh thanh âm chính đến rung động lòng người chỗ, bỗng nhiên im bặt mà dừng, nguyên lai là đình nghỉ mát bên ngoài xuất hiện một người, đánh gãy đàn tấu. Vũ Hành ca ca, Hiên Viên Mộc Tuyết đứng lên. Mộc Tuyết, Hiên Viên Vũ Hành đi đến, ngồi ở bên cạnh nàng, trên người hắn sát khí có chút nặng, ánh mắt có chút âm tà. Thế nhưng là tâm lý có việc, Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Là không phải là bởi vì, chỉnh cái tông môn đều biết Lý Thiên Mệnh thân phận. Biết hắn tương lai lại là tôn thần đệ tử, cho nên rất không thoải mái. Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Ngươi nói đúng, ngươi hiểu ta. Hiên Viên Vũ Hành nói. Hiên Viên Mộc Tuyết nhẹ gật đầu. Mộc Tuyết, ngươi lập tức liền sẽ cùng Lý Thiên Mệnh, cùng một chỗ tiến Phồn Tinh Trì thật sao? Hiên Viên Vũ Hành ánh mắt nóng rực nhìn lấy hắn. Đúng. Ta có cái biện pháp, có thể để ngươi vì ngươi ca báo thù, bình yên vô sự giết Lý Thiên Mệnh. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Hiên Viên Vũ Hành nghiêm túc, âm u nói. Vũ Hành ca ca. Hiên Viên Mộc Tuyết vừa hô một tiếng, thanh âm liền bị Hiên Viên Vũ Hành đánh gãy. Hắn nói thẳng, Phồn Tinh Trì bên trong, là đơn độc phong bế hoàn cảnh, không người bảo hộ. Dịch Tinh Ẩn đem các người dẫn vào trong đó liền sẽ đi, đến lúc đó các ngươi cô nam quả nữ, sống chung một phòng, ngươi liền trực tiếp động thủ giết hắn, sau đó xưng Lý Thiên Mệnh mưu toan làm bẩn ngươi. Ngươi chỉ là chịu nhục phía dưới, xúc động phẫn nộ phản kích. Ngươi chỉ cần thiết phải chú ý chi tiết, chế tạo một số dấu vết cùng chứng cứ, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không có chứng cứ. Ngươi là nữ hài, lại là tôn thần hậu nhân, ngươi chịu nhục sau xúc động phẫn nộ phản sát, coi như Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng là tôn thần đệ tử, đều không người sẽ đồng tình hắn. Mộc Tuyết, dung mạo của ngươi trong tông môn, số 1 số 2, Lý Thiên Mệnh nếu là gặp sắc nảy lòng tham, cũng hợp tình hợp lý. Mà lại ngươi rất thông minh, tại Phồn Tinh Chi Chiến cũng không có tranh tài cùng hắn đối lập, thậm chí còn trợ giúp hắn, người khác càng sẽ không cho là, ngươi là cố ý vu hãm hắn. Hiên Viên Vũ Hành rất kích động, hắn cầm Hiên Viên Mộc Tuyết bả vai, vô cùng dùng lực bắt lấy. Vũ Hành ca ca, cái này, kế hoạch này cũng quá mạo hiểm đi, thực lực của ta nhiều lắm là có thể đánh bại hắn, nơi nào có thể giết hắn a? Hắn có 3 cái cộng sinh thú. Trong đó một cái tốc độ nhanh đến kinh người, ta chỉ cần lưu lại một người sống, cái này vu hãm thì tự sụp đổ. Hiên Viên Mộc Tuyết chân thành nói. Người đây yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Phương Tinh Khuyết bát tinh thiên văn thư không có hiệu quả, ta chuẩn bị cho ngươi cửu tinh thiên văn thư. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức đi ngay mua. Dù sao không ai trông thấy, ngươi thì nói mình giết hắn liền thành. Ngươi yên tâm, ta có bảo mật con đường có thể nhập hàng. Hiên Viên Vũ Hành hưng phấn nói. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mộc Tuyết trừng to mắt nhìn lấy hắn, lại dần dần bình tĩnh lại, bên nàng lấy khuôn mặt, nửa ngày không nói gì. Mộc Tuyết, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta đây là tại cho ngươi tìm cơ hội báo thù a. Trong lòng ngươi cần phải rất rõ ràng, cái này chỉ sợ là cơ hội duy nhất. Bỏ qua lần này, ca ngươi cũng chỉ có thể chết không nhắm mắt. Hiên Viên Vũ Hành cuống cuồng nói. Vũ Hành ca ca.
Hiên Viên Mộc Tuyết cắn cắn môi đỏ, nghe, người thật giống như có chút sợ hắn. Kỳ thật, người bây giờ vẫn là mạnh hơn hắn được nhiều, không cần thiết sợ hắn. Sợ hắn, người khác nói càn, ta cũng là vì ngươi. Người khác lừa phỉnh ta, người chính là sợ hắn. Người khả năng hối hận đẩy hắn một chút, lại hoặc là nói, tôn thần đem tất cả ánh sáng sáng chói đều cho hắn. Người vì tương lai có thể làm đời tiếp theo thị thần điện chủ, 20 năm qua một khắc đều chưa từng lười biếng, thế nhưng là làm ngươi phát hiện, coi như ngươi làm thị thần điện chủ, cũng là một giới tôi tớ, mà Lý Thiên Mệnh lại có thể làm tôn thần đệ tử, tâm của ngươi hoàn toàn méo mó. Phú Hành ca ca, ngươi thì không nên mỗi ngày nhìn tôn thần pho tượng, lại càng không nên quỳ bái thần huyết. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ngươi im miệng, Hiên Viên Vũ Hành trong mắt tơ máu, hiện ra tới. Ta tôn kính ngươi, cho nên ta mới nói thẳng ta ý nghĩ, phồn tinh chi chiến ta giao thủ với hắn, tự mình cảm nhận được, hắn người này theo minh hội chiến đến bây giờ, một tháng này tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Ta không biết hắn tương lai sẽ như thế nào, thế nhưng là sự thật nói cho ta biết, nếu như còn tại cùng hắn đối nghịch, ta thật vô cùng ngu xuẩn. Có lẽ ta liền sẽ là cái kế tiếp phương tinh khuyết. Phú Hành ca ca, khả năng ngươi không quen, trên thế giới này còn có thể có thân phận của người trẻ tuổi địa vị, so phương tinh khuyết, so ngươi đều cao phía trên một cái cấp độ, nhưng hắn xác thực xuất hiện. Người ta người kiểu này, trên thế giới có rất nhiều, có thể tôn thần chỉ có một vị, mà Lý Thiên Mệnh, trên thế giới cũng chỉ có một cái. Như thế, ta chỉ có thể thật xin lỗi ta huynh trưởng. Không có cách, lý trí nói cho ta biết, ta phải sống sót, muốn vì gia tộc của ta cùng sứ mệnh mà chiến, mà không phải là vì trong lòng ta vặn vẹo mà chiến. Lùi lại một bước, mới có thể trời cao biển rộng. Hiên Viên Mộc Tuyết ngắm nhìn ánh mắt của hắn, nói ra đoạn văn này. Phú Hành ca ca, người phải tiếp nhận hiện thực, chúng ta xuất thân cao quý, đã nghiền ép vô số người bình thường, như vậy vì sao không thể buông ra lòng dạ, đi tiếp thu một người xuất thân so với chúng ta cao đâu. Người hết thảy không thoải mái, đều là bởi vì ngươi bắt đầu xem thường hắn, bây giờ chỉ là kiêu ngạo quấy phá, làm phiền ngươi tỉnh một chút. Người phải có hèn mọn chi tâm, thừa nhận cường giả, mới có thể tại sinh tử kiếp bên trong đi xuống dưới. Chí ít ngươi bây giờ mạnh hơn hắn, nếu là ngươi nguyện ý cùng giải, nói lời xin lỗi, hắn chưa hẳn không thể tiếp nhận ngươi. Hắn không phải hung hăng càn quấy chi đồ, Kiếm Lăng Thần giúp hắn một điểm nhỏ bận bịu, hắn thì vì hắn đoạt phồn tinh chỉ danh ngạch, bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với bằng hữu thái độ. Hiên Viên Mộc Tuyết sau khi nói xong, Hiên Viên Vũ Hành sớm liền đứng lên, thối lui đến 3 mét bên ngoài, trên mặt âm trầm nụ cười, tuét miệng nhìn lấy nàng. Lời nói của ta, hy vọng ngươi có thể nghe tiếp. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ha ha, nữ nhân thật sự là hạ tiện, Hiên Viên Vũ Hành nói. Ngươi nói rất êm tai, ngươi hoàn mỹ, Mộc Tuyết, làm phiền ngươi đi ca ngươi phần mộ trước mặt, đem đoạn văn này lặp lại lần nữa. Hiên Viên Vũ Hành nói. Người khác cầm anh của ta nói chuyện, người xem lên hắn sao, người ngay mặt mắng qua hắn bao nhiêu lần phế vật, ta làm người như thế nào trong lòng ta rõ ràng, chính ta tiếp nhận, không dùng ngươi khoa tay múa chân. Nếu có một ngày ta có địa vị trí cao vô thượng, ta tự nhiên sẽ cho ta ca một cái công đạo, nhưng ở trước đó, xin ngươi đừng để cho ta, vì ngươi vặn vẹo cùng điên cuồng bán mạng. Hiên Viên Mộc Tuyết nói đến hốc mắt đỏ bừng. Rất tốt, ngươi trưởng thành, biết nhận sợ, tiếp đó. Người tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, khoe khoang người cái này tiện dạng thời điểm nghĩ rõ ràng, người họ tên là cái gì? Chúng ta là Thái Cổ Hiên Viên Thị, không phải phụng dưỡng ngoại nhân nô bộc. Hiên Viên Vũ Hành nói xong, quay người nhanh chóng đi. Trong lòng của hắn, tôn thần không là người ngoài, thế mà, Lý Thiên Mệnh vĩnh viễn là ngoại nhân. Một ngoại nhân, hắn dựa vào cái gì, nhất nhân chi hạ, trên vạn người a? Thế nhưng là, Lý Thiên Mệnh địa vị, là tôn thần kéo lên. Đây mới là thống khổ nhất chỗ. Năm nào khi còn bé đợi, ngắm nhìn cái kia tượng thần, phát ra từ nội tâm sùng kính, thậm chí như si như say thời điểm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, sẽ có một ngày này. Hai ngày sau, chúng đế quân kiếm ngục Thanh Lân Yêu Lang, vẫn không chết. Lý Thiên Mệnh không đợi được đế quân kiếm ngục mất khống chế, ngược lại là đem Dịch Tinh Ẩn cho chờ được. Ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Dịch Tinh Ẩn hỏi. Ta không dùng nghỉ ngơi. Lý Thiên Mệnh nói. Phồn tinh chỉ tu luyện chạm tinh cổ thần thể, cái này cũng không nhẹ lòng. Ngươi vẫn là đến có một ít chuẩn bị tâm lý. Dịch Tinh Ẩn nói. Chuẩn bị xong, điện chủ. Thành, cái kia thu thập một chút, chuẩn bị đi thôi. Dịch Tinh Ẩn nói, cho Lý Thiên Mệnh ném tới một cái lệnh bài màu trắng,
đây là ngươi Thiên Nguyên đệ tử lệnh bài, từ hôm nay trở đi, đem đến Thiên Nguyên Tông tu luyện đi, dễ dàng một chút. Ngươi cảnh giới tuy nhiên không tới sinh tử kiếp cảnh, nhưng là thực lực cùng địa vị, rõ như ban ngày. Đúng. Lý Thiên Mệnh không ràng buộc, liền đem Lâm Tiêu Tiêu hô lên. Ngươi bây giờ thành địa nguyên đệ tử đúng hay không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Vậy ngươi còn lại lấy coi ta thị nữ. Vậy ta đi, Lâm Tiêu Tiêu quyết miệng nói. Không dùng đi, ta làm Thiên Nguyên đệ tử, hiện tại có thể có 5 cái địa nguyên đệ tử làm thị nữ, ngươi theo ta đi, thuận tiện cho ta lại tìm kiếm 4 cái. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta không tìm, chính ngươi tìm. Ý là ngươi đáp ứng. Có thể đi Thiên Nguyên Tông tu luyện, vì cái gì không đi? Lâm Tiêu Tiêu nói. Cái kia đi thôi, Lý Thiên Mệnh nói. Dịch Tinh Ẩn nhìn lấy bọn hắn cười cười, nói, chủ tớ trò chơi đều chơi lên a, người trẻ tuổi, thực sẽ chơi. Hiểu lầm. Các ngươi chơi loại này, có phải hay không có cái gì đặc biệt chế phục? Dịch Tinh Ẩn hỏi. Còn thẹn thùng a, ha ha, kỳ thật không có gì, ta có 20 cái thê thiếp đây. Dịch Tinh Ẩn nói. Lý Thiên Mệnh giật mình, ngẩng đầu nhìn một chút Dịch Tinh Ẩn mặt đẹp trai. Phục. Thiên Nguyên Tông. Lý Thiên Mệnh đã không phải lần đầu tiên tới. Bất quá lần này, hắn sẽ định cư ở đây, đoán chừng 30 tuổi trước đó, đều sẽ tại cái này địa phương. Thiên Nguyên Tông hoang vắng, chỉ có 500 đệ tử, mỗi người nơi ở, tương đương vô cùng bao la, quả thực có thể xưng xa hoa. Nơi này, bình quân đầu người một đạo linh khí suối phun, ngay tại đệ tử chỗ ở. Lý Thiên Mệnh đem chính mình, Thiên Nguyên Các, lần nữa mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Các, an ngừng tạm tới. Vừa dàn xếp lại, Dịch Tinh Ẩn nhân tiện nói, hiện tại đi Phồn Tinh Trì, người đi hô Hiên Viên Mộc Tuyết một tiếng. Ta thế nào biết nàng ở đâu? Lý Thiên Mệnh nói. Tại cách phách ngươi a. Ngắn ngủi 2 tháng, đổi 3 cái hàng xóm. Lý Thiên Mệnh mấy bước tới cửa, lười nhác gõ cửa, trực tiếp hô vài tiếng, chỉ chốc lát sau. Người mặc áo lông chồn áo khoác Hiên Viên Mộc Tuyết, liền mở cửa đi tới. Điện chủ, nàng đối Dịch Tinh Ẩn cung kính hành lễ. Xuất phát. Phồn Tinh chỉ tại trạm tinh cổ lộ bên trong, cho nên bọn họ tiến về Thiên Nguyên Tông trạm tinh cổ lộ lối vào. Thân phận của ngươi truyền ra, 2 ngày này, này phong quang a. Hiên Viên Mộc Tuyết mắt nhìn phía trước nói. Sợ tè ra quần sao? Lý Thiên Mệnh nói. Thô tục, Hiên Viên Mộc Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó không lâu, bọn họ đi tới Thiên Nguyên Tông trạm tinh cổ lộ cửa vào, bước vào trong đó. Thiên Nguyên đệ tử hoàn toàn không hạn chế trạm tinh cổ lộ thời gian, thường xuyên có Thiên Nguyên đệ tử hơn 10 ngày phao ở bên trong không ra. Nơi này phồn tinh thiên ý, đều đến tự thần tông đỉnh cấp sinh tử kiếp cảnh tiền bối, nguyên một đám tối thiểu thất bát trọng sinh tử kiếp trở lên. Bọn họ lưu lại phồn tinh thiên ý, ẩn chứa tu luyện cảm ngộ cùng người sinh trải nghiệm. Càng cao thâm hơn khó lường, đối đệ tử trợ giúp lớn hơn. Thiên Nguyên đệ tử, có thể tại Thiên Nguyên đỉnh, trạm tinh cổ lộ cuối cùng này địa phương tu hành, cơ hồ bình quân đầu người một tòa thiên địa linh khí suối phun, tư nguyên quá tốt rồi. Có điều, 30 tuổi trở xuống, có thể tu luyện tới sinh tử kiếp cảnh, toàn bộ thái cổ thần vực vô số chúng sinh, cũng liền cái này 500 người. Đi vào thái cổ thần vực, mới biết được thần vực cùng thập phương đạo quốc chênh lệch, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trong lòng của hắn càng rõ ràng, thế nhân vì sao muốn tranh đoạt động thiên phúc địa cùng tài nguyên tu luyện, thần vực cùng thần vực ở giữa, vì sao muốn khai chiến. Lý Thiên Mệnh nghe nói, liền thái cổ thần tông chỗ thái cực phong hồ, trước kia cũng là âm dương ma tông, tông môn, bị thái cổ thần tông công chiếm. Hiên Viên Hồ cùng độ kiếp phong, đều là về sau lấy tên. Trong lịch sử, ngoại trừ Hiên Viên Si, 9 cái thượng thần sinh ra, đều đã từng mang theo chính mình thần vực. Công phá tứ hải bát hoang, nhất thống thiên hạ, còn lại thần vực hậu nhân phân mảnh, thậm chí cơ hồ diệt tuyệt, bây giờ có 100.000 năm, không có thượng thần sinh ra, ngược lại làm cho đại lục xuất hiện 9 đại thần vực cùng tồn tại bố cục, mỗi cái thượng thần hậu nhân đều vẫn còn tồn tại. Mọi người đã thành thói quen loại này bố cục, bát đại thần vực, đều không muốn lại bị hủy diệt 100.000 năm phát triển đi. Viêm hoàng đại lục hơn 200.000 năm qua bố cục, vẫn luôn đang biến hóa. Liền thái cổ Hiên Viên thị đều gần như diệt tuyệt, cứ thế mà truyền thừa xuống, công chiếm thái cực phong hồ, một lần nữa thành lập căn cơ, mở ra thái cổ thần vực. Thái cổ thần vực, là bọn họ tự xưng. Còn lại bát đại thần vực, bình thường sẽ xưng hô nơi này vì, một nguyên thần vực. Tại Lý Thiên Mệnh cảm khái lịch sử tang thương biến hóa, các đại thần vực ở giữa thù mới hận cũ thời điểm,
Dịch Tinh Ẩn đã nhanh nhanh mang lấy bọn hắn, đi tới trạm tinh cổ lộ cuối cùng nhất. Nhân nguyên đệ tử coi là trạm tinh cổ lộ không có cuối cùng, kỳ thật cuối cùng đương nhiên tồn tại, cái kia chính là Phồn Tinh Trì. Phồn Tinh Trì, chính là trạm tinh cổ lộ hạch tâm, Phồn Tinh hội tụ chi địa. Nơi này tồn tại một cái chói lọi kết giới, giống như cũng là Phồn Tinh kết giới, không có cái này Phồn Tinh kết giới cho phép, còn lại thiên nguyên đệ tử, căn bản là không có cách đi vào. Dịch Tinh Ẩn tại Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Mộc Tuyết trên thân, lưu lại kết giới tiêu ký. Các ngươi có thể tại Phồn Tinh chỉ tu luyện một năm, nhưng là mỗi ngày chỉ có thể tu luyện một canh giờ, biết không? Dịch Tinh Ẩn hỏi. Hiên Viên Mộc Tuyết gật đầu. Vì sao mỗi ngày chỉ có thể một canh giờ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dù sao, tông môn cho thời gian một năm, rõ ràng không phải keo kiệt, mỗi ngày một canh giờ, một năm tính gộp lại xuống tới rất dài. Trạm tinh cổ thần thể tu luyện, về căn bản là hấp thu dung hội tinh nguyên. Tinh nguyên là linh quặng cùng linh tai tụ hợp thể, khái niệm cùng kiếp khí không sai biệt lắm, so hấp thu linh tai luyện thể mạo hiểm còn lớn hơn, có thể tại Phồn Tinh chỉ tu hành, đều là tông môn đứng đầu nhất đệ tử, nhưng người trẻ tuổi dù sao không có phân tắc, chúng ta tiến hành canh giờ hạn chế, bớt được các ngươi vội vã mạnh lên, dùng sức quá độ, bạo thể mà chết. Dịch Tinh Ẩn ngữ khí nghiêm túc nói. Nói cũng đúng, tương đương với thanh kiếm hướng trong thân thể cắm a. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Việc này các ngươi hai cái đến tâm lý rõ ràng, các ngươi đã lấy được Phồn Tinh chỉ tu luyện tư cách, có một năm có thể chậm rãi tu luyện, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Dù là một ngày còn có thể dung hợp gần phân nửa tinh nguyên, tuần hoàn từng bước, thu hoạch đều không kém, Dịch Tinh Ẩn nói. Minh bạch, cái này Phồn Tinh kết giới mỗi ngày cái này canh giờ, định thời gian mở ra, một lúc lâu sau, sẽ lại mở ra một lần, đến lúc đó, thì coi như các ngươi không muốn ra đến. Phồn Tinh kết giới đều sẽ đem các ngươi đuổi ra ngoài. Dịch Tinh Ẩn nói. Ý là, về sau mỗi ngày đều thời gian này đến. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi cũng có thể lựa chọn lười biếng. Dịch Tinh Ẩn nói. Ý tứ chính là, có tới xem hay không chính mình. Vừa dứt lời dưới, trước mắt Phồn Tinh kết giới thì mở ra một cái cửa nhỏ, chỉ có cầm giữ có kết giới tiêu ký Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Mộc Tuyết có thể thông qua. Làm cho này Phồn Tinh kết giới chủ nhân. Dịch Tinh Ẩn đương nhiên có thể tự do ghé qua. Lý Thiên Mệnh đã không kịp chờ đợi. Hắn theo sát lấy Dịch Tinh Ẩn, trước một bước bước vào Phồn Tinh kết giới bên trong. Đi vào đệ nhất cái nháy mắt, hắn cũng cảm giác sặc sỡ lóa mắt, chói lọi vô cùng. Hắn tập trung nhìn vào, liền nhìn đến trước mắt là một cái ngôi sao to lớn ao, đây chính là Phồn Tinh Trì. Đủ mọi màu sắc quang mang trên lập lòe tinh thần, tràn ngập cái này Phồn Tinh Trì, những thứ này cũng là tinh nguyên. Xem ra tựa như là trời sinh vẫn lạc tinh thần. Màu sắc khác nhau tinh nguyên, có hoàn toàn khác biệt lực lượng. Lý Thiên Mệnh nhìn đến, trong đó có tử sắc, màu đỏ, màu nâu, màu xanh lam, xanh biếc các loại, còn có một số nhỏ kim sắc tinh nguyên. Tinh nguyên lớn như vậy, có thể hòa tan vào thân thể. Hắn nhìn lấy dưới chân một khỏa màu đỏ thắm tinh nguyên. Cái này tinh nguyên so đầu của hắn đều còn muốn lớn hơn một vòng, đường kính tối thiểu 15cm. Thậm chí có chút càng lớn, đường kính chỉ ít có 30cm. Cái kia màu đỏ thắm tinh nguyên, có điểm giống là thủy ngân, tại trạng thái cố định cùng trạng thái dịch ở giữa lẫn nhau chuyển hóa, hỏa quang cùng tinh quang vần quanh, vô cùng nóng rực, nếu là phổ thông thiên thánh cảnh đệ tử đụng chạm, cũng có thể bị đốt chết tươi. Lý Thiên Mệnh nhìn đến những thứ này tinh nguyên, liền biết Phồn Tinh chỉ vì sao hạn định, mỗi ngày chỉ có thể tu luyện một canh giờ. Đúng, muốn hòa tan vào thân thể, bằng không. Trạm tinh cổ thần thể, làm sao lại cường đâu? Dịch Tinh Ẩn cười nói. Cái này cũng quá lớn. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Mỗi ngày hướng trong thân thể mình, nhét loại này so đầu còn lớn hơn thạch đầu, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Không cần phải gấp, các ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện, mấy ngày có thể dung hợp một ngôi sao nguyên là được rồi. Một năm sau, một ngày có thể dung hợp một ngôi sao nguyên, thì là tốc độ cực hạn. Dịch Tinh Ẩn nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Mộc Tuyết gật đầu. Hiên Viên Mộc Tuyết đối Phồn Tinh chỉ hiểu rất rõ, Dịch Tinh Ẩn chủ yếu hướng Lý Thiên Mệnh giới thiệu rõ ràng. Hai năm trước Hiên Viên Vũ Hành dựa vào tà ma thí luyện, tại cái này tu hành một năm, hấp thụ một bộ phận Phồn Tinh chỉ 10 năm này bên trong đản sinh, sao vàng nguyên. Bất quá đúng lúc, các ngươi hai cái đều không cần sao vàng nguyên. Dịch Tinh Ẩn nói. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút. Những này là sao hỏa nguyên, lôi tinh nguyên, thổ tinh nguyên. Thủy tinh nguyên. Loại này xanh sắc chính là thập yêu tinh nguyên. Hắn cảm giác loại kia xanh biếc tinh nguyên,
thoải mái nhất, có loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, bình tĩnh tự nhiên, không có chút nào táo bạo. Hết thảy có 6 loại tinh nguyên, phân biệt là lôi kim mộc thủy hỏa thổ. Xanh biết chính là mộc tinh nguyên, Dịch Tinh Ẩn nói. Mộc tinh nguyên, Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Tinh nguyên cũng coi như nửa cái linh tai, cái này chẳng phải là nói, tiểu tứ cũng có thể hấp thu loại này tinh nguyên. Bất quá, cộng sinh không gian tiểu thải trứng, đối loại này mộc tinh nguyên phản ứng không lớn. Lý Thiên Mệnh suy đoán, có thể là bởi vì tinh nguyên số lượng không đủ, mà lại không là thuần túy linh tai, đoán chừng tác dụng còn tại luyện thể phía trên. Các loại tiểu tứ xuất sinh, ta đoán chừng ngoại trừ sao vàng nguyên bên ngoài, còn lại toàn bộ đều có thể dung luyện hấp thu, tu luyện chạm tinh cổ thần thể. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Dịch Tinh Ẩn nhìn ra tâm tư của hắn, hỏi, Thiên Mệnh, có phải hay không muốn hấp thụ nhiều mấy loại tinh nguyên? Để chạm tinh cổ thần thể càng mạnh. Có vấn đề sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, tinh nguyên nhập thể, lẫn nhau ở giữa xung đột rất lớn, thuộc tính xung đột, chẳng những sẽ phá hư thân thể hoàn chỉnh, càng sẽ ảnh hưởng ngươi hấp thu tinh nguyên tổng số. Ta lấy một thí dụ, nếu như ngươi hấp thu một loại duy nhất tinh nguyên, khả năng tổng số có thể đạt tới 100, nhưng nếu là ngươi hấp thu 4 loại, rất có thể tổng số đến 20 thì đến cực hạn, bởi vì tinh nguyên bài xích xung đột, để ngươi chạm tinh cổ thần thể biến đến dở dở ương ương, không ổn định, không kiên cố, một chút chỗ tốt đều không có. Trong lịch sử còn nhiều, rất nhiều ham hố thí nghiệm nhiều sao nguyên người, nhưng đều không có kết quả tốt. Lãng phí một cách vô ích cơ hội. Ngược lại là hấp thu duy nhất tinh nguyên, độ khó khăn thấp nhất, hiệu quả tốt nhất. Dịch Tinh Ẩn giải thích nói. Minh bạch. Có điều, người có thể thử một chút, liền có thể cảm nhận được loại kia vặn vẹo, bài xích, thân thể bị cắt đứt một dạng cảm giác. Cái này cùng người hấp thu thiên kiếp kiếm khí, không là một loại khái niệm. Thiên kiếp kiếm khí là có thể hoạt động, tạm thời ẩn náu thể. Nhưng là tinh nguyên, là triệt để dung nhập huyết nhục của người gân cốt. Trở thành thân thể ngươi một bộ phận. Một cái rối loạn thân thể, vĩnh kém xa một cái kiên cố, thống nhất thân thể. Dịch Tinh Ẩn nói. Ta nhớ kỹ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đây là chạm tinh cổ thần thể pháp quyết, nội dung không nhiều, quan trọng ở chỗ thể chất thiên phú và chịu khổ nhọc tinh thần. Các ngươi hai cái, tuyệt đối đừng vì ganh đua so sánh, đem thân thể hủy nha. Dịch Tinh Ẩn nói. Tạ điện chủ. Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Mộc Tuyết nhận lấy chạm tinh cổ thần thể pháp quyết. Cung tiễn điện chủ. Dịch Tinh Ẩn rời đi, đến đón lấy thì nhìn chính mình. Phồn tinh chỉ triệt để yên tĩnh trở lại. Nơi này, tinh quang thiểm diệu, như là đặt mình vào trong tinh không, trên người của hai người còn quấn hào quang óng ánh. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, tinh quang bên trong Hiên Viên Mộc Tuyết, như là đứng im, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy hắn. Nhìn cọng lông, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi tại sao muốn giết ta ca? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Hắn muốn giết ta, ta thì giết hắn, chỉ đơn giản như vậy, đây là trên thế giới đơn giản nhất quy tắc. Lý Thiên Mệnh nói. Minh hội chiến cùng hiện tại, địa vị của hắn khác biệt, tâm cảnh khác biệt, làm lựa chọn cũng khác nhau. Ta cũng muốn giết ngươi, ngươi bây giờ sẽ giết ta sao? Ngươi muốn cọng lông, ngươi sát tâm, rất dễ dàng nhìn ra, trong mắt ngươi không có cái đồ chơi này, không muốn dáng chống đỡ. Ta ngược lại thật ra nhìn ra. Ngươi có chút sợ hãi ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi xem thật là chuẩn. Hiên Viên Mộc Tuyết lắc đầu. Lý Thiên Mệnh vội vã tiến phồn tinh chỉ đâu, hắn mới không thèm để ý nàng, trực tiếp mở ra chạm tinh cổ thần thể pháp quyết, bắt đầu trục chữ nghiên cứu. Hiên Viên Mộc Tuyết đứng tại bên cạnh, nhìn lấy hắn cái này chăm chú thái độ, có chút hoảng hốt. Nàng may mắn chính mình, không có tiếp nhận Hiên Viên Vũ Hành mê hoặc, bằng không, chính mình khẳng định không có kết cục tốt. Thật là phiền, không hận nổi. Nàng nhìn không được tự giễu một câu. Người a, đều là như thế hiện thực sao? Ta chưa từng không có đã cười nhạo, ta ca không xứng với tam nhãn chân long mạch thân phận. Thực chất bên trong xem thường hắn, còn muốn báo thù cho hắn. Ai? Nói thật, chạm tinh cổ thần thể pháp quyết, nàng đã sớm nhìn qua. Ta hiện tại hiếu kỳ chính là, hắn lại có thể đem chạm tinh cổ thần thể, tu luyện tới trình độ nào? Hiên Viên Mộc Tuyết nghĩ đến vấn đề này, bước vào phồn tinh trì bên trong. Bên cạnh nàng tròm sao lóng lánh, những cái kia lộng lẫy để cho nàng cái này ra thịt tuyết trắng, càng thêm trong suốt sáng long lanh. Trước mắt của nàng, xuất hiện một cái thủy lam sắc tinh nguyên, cái kia tinh nguyên hiện lên thỏa bóng hình, giống như là một cái thô to viên côn, phía trên nước sáng lóng lánh. Nghe nói dung hợp tinh nguyên, sẽ rất khó chịu, kêu đau kêu thảm đều bình thường,
nhất là cái thứ nhất tinh nguyên. Hiên Viên Mộc Tuyết nhíu mày. Nàng nhìn trước mắt cái này tinh nguyên, xem ra so 3 tháng trẻ sơ sinh còn lớn hơn, cùng thạch đầu giống như, nhét vào chính mình thân thể, không khó thụ sao. Thử một chút đi. Vạn sự khởi đầu nan. Nàng lấy trạm tinh cổ thần thể pháp quyết, vận chuyển tử kiếp chi lực, song tay đè chặt cái kia thủy tinh nguyên, hướng về trên thân thể mình dung hội. Hiên Viên Mộc Tuyết hô hấp trầm trọng, thở hổn hển, mồ hôi lạnh toát ra, phát ra một tiếng say lòng người kêu đau. Dù sao có người tại, nàng không dám gọi đến quá khó nghe, cho nên đè ép một chút. Nàng mồ hôi lạnh ào 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 rơi xuống, sắc mặt đã trắng xám, tinh nguyên nhập thể khó chịu trình độ, so với nàng trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nàng cúi đầu xem xét, cái kia thủy lam sắc tinh nguyên, cũng chỉ là một phần rất nhỏ, hóa thành trạng thái dịch tan vào thân thể, thì như thủy ngân cược vào thân thể. Thân thể nàng nhìn không được có chút co rút. Lý Thiên Mệnh ngay tại nghiêm túc nghiên cứu pháp quyết đâu, chợt nghe một số kỳ diệu thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trợn cả mắt lên. Uy uy, làm phiền người khác một bên kêu to một bên lay động được không? Ảnh hưởng ta học tập, để người bên ngoài nghe được, còn cho là chúng ta đang làm gì đâu. Ngọa tào, người còn ôm lấy như vậy nhất đại căn. Lý Thiên Mệnh, Hiên Viên Mộc Tuyết đem cái kia tinh nguyên ném ra ngoài, tức giận đến mặt đều tử. Đừng nóng giận a, mở cái trò đùa. Một hồi ngươi có gan khác kêu thảm. Vậy cũng so ngươi dạng này ân 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 tốt a. Hiên Viên Mộc Tuyết trực tiếp chạy tới bờ bên kia đi, rời xa Lý Thiên Mệnh, trước khi đi còn kêu gào nói, ngươi chớ đắc ý quá sớm, có loại so với ta một chút, người nào dung hợp tinh nguyên nhiều. Đánh cược gì a? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ngươi nói đánh cược gì? Thua hô phụ thân, đến hô một năm. Không dám. Ta không dùng ngươi hô cha, ngươi ở trước mặt ta, tự xưng nô tỳ là được. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thành. 15 ngày trong vòng. Không có vấn đề. Hiên Viên Mộc Tuyết nộ khí khó bình. Bất quá, nàng đánh bạc Lý Thiên Mệnh tự cao tự đại, sẽ ở cái này 15 ngày, nếm thử dung hợp thuộc tính khác nhau tinh nguyên. Nàng biết, tại không có chút nào cơ sở tình huống dưới, dung hợp khác biệt tinh nguyên, sẽ dẫn đến thân thể càng hỗn loạn, trong ngắn hạn ảnh hưởng lẫn nhau, coi như sai một khỏa, đều sẽ tăng lên rất nhiều về sau mỗi một ngôi sao nguyên độ khó khăn. Nếu như một năm trong vòng, nàng không dám so. Nhưng chỉ có nửa tháng, nàng không có chút nào sợ. Trên thực tế, nàng hoàn toàn đoán đúng rồi. Lý Thiên Mệnh xác thực tự cao tự đại, đối với mình thái cổ hỗn độn cự thú chi thể rất có lòng tin. Coi như dịch tinh ẩn cho hắn nhắc nhở qua, tuyệt đối không nên ham hố, hắn vẫn là muốn thử một lần. Trạm tinh cổ thần thể pháp quyết, cùng thiên kiếp kiếm thể có chỗ tương tự. Pháp quyết bản thân rất đơn giản, quan trọng nhìn nhục thân thiên phú và chịu khổ ý chí lực. Nói thật, chịu khổ năng lực, tất cả mọi người đại kém hay không, nhất là Hiên Viên Mộc Tuyết bọn họ những thứ này thì tộc con cháu, tránh thức hết ăn lại nằm hoàn khố rất ít, liều mạng thời điểm, một cái so một cái đổ biến thái. Cho nên tránh thức kéo ra chênh lệch, vẫn là thiên phú. Rất nhiều người không nguyện ý thừa nhận sự thật này, khuếch đại chịu khổ công hiệu, thật tình không biết thiên phú mới là căn bản. May mắn, thiên phú lại có thể dựa vào nỗ lực tăng lên. Chịu khổ cũng xác thực có thể đề cao rất lớn hạn mức cao nhất. Tối cường giả thiếu một thứ cũng không được, người yếu nhất không có gì cả. Lý Thiên Mệnh theo hạ tầng mà đến, cũng biết hư không có thiên phú, lại không thể chịu khổ, không thể nỗ lực, đó là đối thiên phú trả đạp. Hắn lựa chọn cái thứ nhất tinh nguyên, là hỏa tinh nguyên. Lửa này tinh nguyên tựa như là một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt kiếp khí, Lý Thiên Mệnh 10 phần đau đầu. Thứ này so ta đầu còn lớn hơn. Hướng trong bụng nhét. Có thể hay không đến sỏi thận a? Trách không được người ta tiểu cô nương gọi thành dạng này. Lý Thiên Mệnh cười nói. Không được, ta sĩ diện, nhất định muốn chống đỡ. Bắt đầu. Hắn đè lại cái kia sao hỏa nguyên, dung hội thân thể, có thiên kiếp kiếm khí kinh nghiệm, hắn làm xong đau đớn khó nhịn chuẩn bị. Thế nhưng là... a, một tiếng hét thảm, kinh thiên động địa. Phồn tinh chỉ đối diện. Hiên Viên Mộc Tuyết cười khúc khích. Ta để ngươi nói vớ nói vẩn, ha ha. Nàng cười, tâm lý sảng khoái vạn phần. Chờ lấy tự xưng nô tỳ đi ngươi. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, nàng cứ vui vẻ. Nàng làm sao biết, Lý Thiên Mệnh trên mặt xem thường nụ cười, một bên la to, một bên cấp tốc dung luyện tinh nguyên. Cô nương này khẳng định tin,
Nghe ta kêu thảm, nàng đoán chừng sẽ thả lỏng rất nhiều, đến lúc đó, muốn khóc cũng không kịp. Cái này gọi, binh bất yếm trá. Hiện tại sự thật chính là, Lý Thiên Mệnh dung luyện tinh nguyên, so hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ lỏng một ít. Thái cổ hỗn độn cự thú, thật sự là đáng sợ. Nhớ đến Huỳnh Hỏa vừa ra đời thời điểm, thì ăn sống linh quặng. Bây giờ có thể nhẹ nhõm dung luyện tinh nguyên, cũng hợp tình hợp lý. Ta tinh nguyên hạn mức cao nhất, nhất định phi thường cao. Đại khái thì một phút hai bên, Lý Thiên Mệnh liền đem một cái sao hỏa nguyên, hòa tan vào thân thể, vẻn vẹn chỉ có một khỏa, hắn đều có thể cảm nhận được chính mình nhục thân thuế biến. Tinh nguyên phân tán ra đến, dung nhập huyết nhục, gân cốt, trong ngũ tạng lục phủ, khí huyết càng thêm tràn đầy. Người khác lần thứ nhất, một canh giờ, đoán chừng một ngôi sao nguyên đều dung luyện không được. Lý Thiên Mệnh lựa chọn thứ hai tinh nguyên, là lôi tinh nguyên. Đó là một khỏa lôi đình mãnh liệt hòn đá màu tím, cầm trong tay, hai tay run lên. Cái này lôi tinh nguyên, đặt ở thần đô, đoán chừng là liền càn đế đều có thể đập chết thần vật A. Thật là đáng sợ. Làm Lý Thiên Mệnh bắt đầu dung luyện lôi tinh nguyên thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thể nội sao hỏa nguyên đối với cái này sinh ra to lớn bài xích cùng mâu thuẫn, để hắn dung luyện tốc độ cấp tốc hạ xuống, thậm chí tạo thành nhói nhói, huyết nhục xé rách. Bất quá, Lý Thiên Mệnh lựa chọn kiên trì. Hiện tại dung luyện duy nhất tinh nguyên, tốc độ khẳng định sẽ nhanh rất nhiều, nhục thân sẽ càng mạnh. Nhưng là duy nhất tinh nguyên nhiều, khả năng lại dung hợp còn lại tinh nguyên, bài xích sẽ phản ứng lớn hơn. Có điều kiện này, ta tranh thủ toàn diện đồng thời cất bước. Đến mức mộc tinh nguyên, tạm thời trước thả thả, đến lúc đó lại nhìn. Lần này dung luyện thời gian, kéo dài không ít. Tiếp đó, viên thứ ba thủy tinh nguyên, càng khó, càng hao tổn tốn thời gian, đồng thời cũng càng đau. Viên thứ tư thổ tinh nguyên, mặc kệ là độ khó khăn vẫn là thời gian, lần nữa gia tăng. Lý Thiên Mệnh đều đầu đầy mồ hôi, lần này là thật kêu thảm, không phải giả vờ. Dù sao hiên viên mộc tuyết nghe, hắn toàn trường đều tại kêu thảm, mà lại rất có tiết tấu. Một canh giờ đảo mắt đã qua. Lý Thiên Mệnh vừa mới dung hợp bốn khỏa tinh nguyên, còn không có che nóng hổi, liền bị vung ra tới. Bao nhiêu a? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Hiên viên mộc tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp đi. Thiên Nguyên Tông, thiên hạ đệ nhất các. Mỗi sáng sớm, Lý Thiên Mệnh thì ra qua tu hành, đem Lâm Tiêu Tiêu lưu tại nơi này. Nàng xem thấy Lý Thiên Mệnh rời đi. Người phí hết tâm tư muốn vào Thiên Nguyên Tông, hắn lại trời đưa đất đẩy làm sao mà đem ngươi mang vào, coi như hắn vận khí kém. Thái cổ tà ma cười nói. Ngươi những ngày qua, hay xảy ra Thiên Nguyên Đỉnh bên cạnh đi loanh quanh. Biết, tốn nhiều điểm tâm tư, chờ ta cầm tới con mắt của ta, liền thả, bọn họ, để chúng nó giải thoát. Cái kia Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không có tổn thất gì. Dạng này, người tổng không có có gánh nặng trong lòng đi. Thái cổ tà ma nói. Nếu như là đơn giản như vậy liền tốt, Lâm Tiêu Tiêu nói. Yên tâm, cũng là đơn giản như vậy. Thái cổ thần tông rất náo nhiệt, nghe nói là bởi vì bố trí thiên hạ đệ nhất hội. Đó là Viêm Hoàng Đại Lục long trọng nhất đại hội, bát đại thần vực cường giả đều sẽ tới, càng có chín đại thần vực đỉnh phong thiên tài tranh bá, chính là chí cao việc quan trọng. Bất quá, đây hết thảy cùng Lý Thiên Mệnh không quan hệ. Những ngày tiếp theo, hắn có thể bận rộn. Hắn hết thảy có bốn người tu luyện tiến trình. Đệ nhất, chạm tinh cổ lộ thêm linh khí suối phun, tăng lên cảnh giới tu vi, cái này là căn bản. Thứ hai, mỗi ngày một canh giờ phồn tinh trì, tu luyện chạm tinh cổ thần thể. Thứ ba, mỗi ngày một canh giờ đi thiên nguyên đỉnh, hấp thu thiên kiếp kiếm khí, tu luyện thiên kiếp kiếm thể. Thứ tư, thường xuyên đi lục đạo kiếm cung, tu luyện lục đạo sinh tử kiếm, đồng thời nhìn một chút Khương Phi Linh. Theo thời gian trôi qua, hắn chạm tinh cổ thần thể dần dần hình thành, hướng cái kia thiên nguyên đỉnh chìm xuống chiều sâu, càng ngày càng sâu. Hắn đã có thể nhìn đến thiên nguyên đỉnh dưới đáy, giống như có một mảnh thần kỳ, kiếp văn ốc đảo, thì cùng là một cánh rừng giống như, tạm thời còn thấy không rõ lắm là cái gì. Lại vững vàng, không sai biệt lắm. Tu luyện chạm tinh cổ thần thể, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nhục thân của mình tố chất tại điên cuồng tăng vọt. Đảo mắt, nửa tháng trôi qua. Lý Thiên Mệnh duy trì một ngày bốn khỏa tinh nguyên tốc độ, nửa tháng sau đó, hết thảy có 60 tinh nguyên, mà lại phân biệt là bốn loại thuộc tính, bắt kịp người khác tiếp cận 3 tháng thành quả. Nếu như ta chỉ là dung luyện duy nhất tinh nguyên, một ngày 10 khỏa cũng không có vấn đề gì, hiện tại cũng phá 150.
Thiên Viên Vũ Hành hao phí một năm, nhiều lắm là thì hơn 300 sao vàng nguyên. Lý Thiên Mệnh biết, chính mình tốc độ này là khái niệm gì. Đoán chừng có cái 100-200 tinh nguyên, ta liền có thể tại thiên nguyên đỉnh dưới đáy tu hành. Tính toán ra, không dùng được bao nhiêu ngày rồi. Đoán chừng, vừa vặn bắt kịp thiên hạ đệ nhất hội bắt đầu. Lý Thiên Mệnh mỗi ngày đều trước tiên ở trạm tinh cổ lộ, hấp thu phồn tinh thiên ý, sau hai canh giờ phồn tinh trì vừa vặn mở ra, hắn liền dựa theo tiết tấu dung luyện 4 khỏa tinh nguyên, như thế vòng đi vòng lại. Ước định ngày cuối cùng, Lý Thiên Mệnh trực tiếp tại trạm tinh cổ lộ bên trong, đột phá cổ thánh cảnh tầng thứ 6. Tầng thứ 6 cảnh giới, để cho ta tại thiên nguyên đệ tử bên trong, quyền nói chuyện càng ngày càng cao. Không biết, ta có thể hay không tham gia thiên hạ đệ nhất hội. Nếu là có thể cùng toàn bộ đại lục thiên tài giao phong, đối ta tu hành, kỳ thật có một ít trợ giúp. Một ngày này dung luyện kết thúc, Hiên Viên Mộc Tuyết đã sớm tại trạm tinh cổ lộ bên ngoài chờ hắn. Làm gì đâu, Lý Thiên Mệnh hỏi. Biết rõ còn cố hỏi. Nói đi, bao nhiêu viên tinh nguyên? Nàng nói. 60, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi tại sao không nói 6.000? Hiên Viên Mộc Tuyết đã sớm dự liệu được, hắn sẽ khoác lác. Ta thật 60 a, ngươi bao nhiêu? 17 viên, nàng lòng tin 10 phần nói. Ngươi không tin, vậy liền đến nghiệm chứng, liền dựa vào thân thể lực lượng, chúng ta tới xoay cổ tay. Lý Thiên Mệnh nói. Được, người nào sợ ngươi, thua ngươi muốn nhận, Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Nhận. Vừa vặn lúc này thời điểm, phụ cận có không ít thiên nguyên đệ tử tại. Lý Thiên Mệnh chào hỏi mọi người một tiếng, nói rõ chi tiết, mọi người nghe xong, nhất thời tới hào hứng, tối thiểu có hơn 20 người làm chứng. Ta hướng mọi người cam đoan, thua thì ở trước mặt nàng tự xưng nô tỳ. Mộc Tuyết, ngươi thì sao? Hiên Viên Mộc Tuyết có chút luống cuống. Không đùa. Lý Thiên Mệnh tự tin, dọa sợ nàng. Đừng đi a. Mộc Tuyết, hô một chút phụ thân không có gì. Mọi người cười nói. Nàng thực sự tức không nhịn nổi, quay đầu trở về, hỏi, ngươi sẽ không phải phô trương thanh thế a? Ta tận mắt thấy, ngươi dung luyện khác biệt tinh nguyên. Vậy ngươi không thấy được, ta dung luyện tốc độ. Nàng còn thật không có nhìn kỹ. Đến, khác sợ. Tại mọi người công bình chứng kiến dưới, Lý Thiên Mệnh thế như trẻ tre. Đem tay của nàng ép xuống, răng rắc một tiếng, đau đến nàng mặt mũi trắng bệch. Thực hiện đổ ước, Lý Thiên Mệnh nói. Ta tới người phụ thân, Hiên Viên Mộc Tuyết hô một tiếng, khí thế hung hăng chạy. Mọi người cười to, Lý Thiên Mệnh vui vẻ. Hắn hiện tại với Thiên Nguyên Tông, nhân duyên cũng không tệ lắm. Kỳ thật, hắn cũng là kiểm tra một chút, chính mình chạm tinh cổ thần thể cường độ. Không ngoài dự liệu, hắn bây giờ nhục thân. So Hiên Viên Mộc Tuyết 17 tinh nguyên, tăng thêm băng phách long nhân thể cùng nhau đều cường. Cái này dễ chịu. Làm hắn cùng còn lại thiên nguyên đệ tử, nói nói cười cười thời điểm, hắn không thấy là, nơi xa Hiên Viên Vũ Hành thấy cảnh này, ánh mắt âm trầm, xoay người rời đi. Theo trạm tinh cổ lộ đi ra, Lý Thiên Mệnh tiến về thiên nguyên đỉnh. Lần nữa thử một cái, cự ly này kiếp văn ốc đảo, xác thực còn kém một chút. Đoán chừng gần nửa tháng là có thể. Hắn mới vừa lên đến, chỉ thấy Âu Dương Kiếm Vương cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Hai cái hoàng oanh kêu Thúy Liễu, không mời uống rượu ngươi là chó. Âu Dương Kiếm Vương tại chỗ biểu thơ. Vạn lục bụi bên trong một đóa hoa, dám mắng lão tử ngươi vương bát. Lý Thiên Mệnh vội vàng hướng thơ, tràn đầy lửa, mùi thuốc, để Âu Dương Kiếm Vương một chút thì nổi giận. Trời nắng chang chang gió nhẹ thổi, nếu bàn về đánh nhau ra sợ người nào. Giang hà cuồn cuộn chảy không ngừng. Người muốn không phục mình thì làm. Có thể, có tiến bộ. Âu Dương Kiếm Vương cười vỗ tay. Vì có thể cùng Âu Dương ca kết giao bằng hữu, ta ngày ngày khổ tu thi từ, liền vì hôm nay. Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ, Âu Dương Kiếm Vương cười một tiếng. Độ kiếp phong có tin tức, ta hiện tại thì mang ngươi đi xuống, để ngươi gặp một lần, thái cổ tà ma chi nhãn. Ta có thể tham gia tà ma thí luyện rồi. Lý Thiên Mệnh kinh hỉ hỏi. Tiểu tứ xuất sinh. Đối hắn hiện tại tới nói, là một cái tất nhiên quá trình. Kể từ đó, thái cổ tà ma chi nhãn, mới là trước mắt hắn mục tiêu lớn nhất. Đạt được thái cổ tà ma chi nhãn, mới tính hoàn thành Lý Mộ Dương cái thứ nhất nhắc nhở, mới có thể trở thành chân chính trộm thiên nhất tộc, lớn nhất khả năng tránh né kẻ đuổi giết. Nói nhảm, ca xuất mã, nơi nào có giải quyết không được sự tình. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Đa tạ Âu Dương ca, Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha.
Thái Cổ Hiên Viên Thị những người kia, nghe nói ngươi có nhu cầu, hận không thể lập tức cho ngươi thông qua, sau đó đi cùng Tôn Thần tranh công. Âu Dương Kiếm Vương nói. Lý Thiên Mệnh cười cười. Dù sao, lúc này không giống ngày xưa. Đi xuống. Hắn cùng Âu Dương Kiếm Vương cùng một chỗ, theo Thiên Nguyên đỉnh phía trên rơi xuống. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn ánh mắt uy hiếp, bình thường người có thể nhìn không được. Âu Dương Kiếm Vương nhắc nhở. Chuẩn bị xong. Bọn họ rơi vào phía dưới một khối vách núi trước. Cái này trên vách núi đá ẩn giấu đi một tòa thanh đồng đại môn, có thể thông hướng Thiên Nguyên Thần Sơn lòng núi. Cầm lấy cái này, liền có thể tiến vào. Âu Dương Kiếm Vương cho hắn một khối thanh đồng lệnh bài này bên trên có một cái tiểu hình thiên văn kết giới. Đây là cái gì? Mở chìa khóa cửa. Ta thử một chút. Lý Thiên Mệnh đem lệnh bài kia, đặt ở trên vách núi đá một cái lỗ khảm phía trên, vừa để lên, cái kia thanh đồng đại môn thì ầm vang chấn động, đã nứt ra một cái khe hở. Trong khe hở, đột nhiên truyền đến một cỗ dữ tợn tà khí, ma khí ngập trời, dường như bên trong là một mảnh núi thây biển máu. Cái kia tiếng gió gào thét, nghe được người có chút hoa mắt váng đầu. Vậy ta đi vào trước, Lý Thiên Mệnh nói. Đi thôi, chạm nghỉ chân bên ngoài, cổ đạo một bên, ca ca tiễn ngươi về Tây Thiên. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, ngươi chính là một cái thối đệ đệ. Lý Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng, tâm tình nhẹ nhõm lại dẫn chờ mong, bước vào thanh đồng đại môn bên trong. Ầm ầm, cửa lớn chấn động, đóng lại. Không ổn, tiểu tử này thi tài tiến bộ quá lớn. Có hậu sinh khảo ý tình thế a. Âu Dương Kiếm Vương buồn bực nói. Hắn nhìn lại, cách đó không xa một gốc tuyết tùng dưới, đứng đấy một cái cụt một tay nam tử, hắn biểu lộ nghiêm túc, như một thanh kiếm sắc bén, cắm ở trên mặt tuyết. Vạn năm lão tam, có loại tới uống một chén. Âu Dương Kiếm Vương cười khẩy nói. Người bất quá là cái vạn năm lão nhị, có tư cách gì giả ngu. Cái kia cụt một tay nam tử cười lạnh nói. Để ngươi ca chờ lấy, lão tử sớm muộn chọc thủng hắn thận. Âu Dương Kiếm Vương nói xong, nhảy lên mà bay, như một thanh lợi kiếm leo lên mây xanh, rơi vào Thiên Nguyên đỉnh phía trên. Ha ha! Cụt một tay nam tử ngồi tại trên mặt tuyết, nhắm mắt lại, bên người kiếm khí lăn lộn. Tiến vào lòng núi về sau, Lý Thiên Mệnh tại một đầu tối tăm trong thông đạo đi lên phía trước. Phía trước ma khí mãnh liệt, âm tà xương đỏ tràn ngập, bên tai tựa hồ nhiều hơn rất nhiều nghe nhầm. Đáng sợ nhất là, chung quanh trên vách động, thì cùng có thật nhiều ánh mắt giống như, theo bốn phương tám hướng nhìn lấy chính mình. Phía trước truyền đến ánh sáng. Lý Thiên Mệnh mơ hồ nghe được có người hoạt động thanh âm. Hẳn là tam nhãn chân long mạch đệ tử, tỷ như Hiên Viên Vũ Hành, hắn đại đa số thời gian, đều ở nơi này tu luyện. Lý Thiên Mệnh hướng về cái kia ánh sáng đi đến, sau đó không lâu, phía trước lòng núi chỗ sâu, xuất hiện một tòa địa cung 10 phần rộng lớn. Đủ để dung nạp lam hoang ở trong đó bôn tẩu. Hắn hướng địa cung bên trong nhìn thoáng qua, tối thiểu có 20 cái thái cổ hiên viên thị đệ tử, chính ngẩng đầu ngước cổ, mi tâm con mắt thứ ba, hòa hợp màu đỏ thấm vũ khí, bắn ra từng đạo quang mang. Bọn họ đều ngẩng đầu tu luyện, nói rõ cái gì? Thái cổ tà ma chi nhãn, tại cái này địa cung phía trên. Lý Thiên Mệnh đang rơi xuống địa cung thời điểm, cùng bọn hắn cùng một chỗ ngẩng đầu. Hắn bất ngờ nhìn đến. Trên cung điện dưới lòng đất phách động, khảm nạm lấy một khỏa đỏ như máu cự mắt to. Cái kia ánh mắt đường kính, tối thiểu có 100 mét trở lên, hoàn toàn huyết hồng, giống như là một cái biển máu, bao quanh lấy mãnh liệt màu đỏ thấm vũ khí, để con mắt này, như ẩn như hiện, lộ ra càng thêm thần bí, âm u. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh liền có một loại hoa mắt váng đầu cảm giác. Dù là trên linh hồn có thần hồn tháp tọa chấn, có thể cái này thái cổ tà ma chi nhãn, đối thân thể, đại não ảnh hưởng vẫn tồn tại, ngắn ngủi trong nháy mắt, thì có bị câu hồn đoạt phách cảm giác. Hắn vội vàng nhắm hai mắt lại. Hắn phát hiện, trong này những người khác, đều là nhắm hai mắt lại, lấy con mắt thứ ba, tại cái này mắt to màu đỏ ngòm phía dưới tu luyện nhãn thuật. Đường kính vượt qua 100 mét ánh mắt, đó là cái gì khái niệm? Dù sao, Lý Thiên Mệnh chính mình nhìn sợ nổi da gà. Chính hắn tuyển cái địa phương ngồi xuống. Tại chỗ thái cổ hiên viên thị thiên nguyên đệ tử, hắn trên cơ bản cũng không nhận ra. Những người này tuổi tác đại bộ phận tiếp cận 30, lấy đến tại thực lực của bọn hắn cùng cảnh giới, so hiên viên vũ hành đều cao. Nghe nói những người này, đến lúc đó lại là tham gia thiên hạ đệ nhất hội quân chủ lực.
Thái cổ thần tông vinh dự cùng mặt mũi, thậm chí là tôn nghiêm, muốn dựa vào bọn họ thủ hộ. Lý Thiên Mệnh liếc mắt qua, phát hiện mấy người bên trong Chi Long nhân vật, nói không chừng cũng là Thiên Nguyên bảng, đỉnh phong tồn tại. Rất nhiều người đều thấy được hắn tiến đến. Bất quá, bọn họ chỉ là hiếu kỳ nhìn mấy lần, cũng không hề quan tâm quá nhiều. Nói thật, người cá tính sẽ ảnh hưởng khí chất cùng thần thái, thậm chí ảnh hưởng tướng mạo, những thứ này Thái cổ Hiên Viên thị đệ tử, trầm tĩnh, lãnh đạm, ổn trọng, mặt mày thư thái, nội tâm trấn định, không sợ hãi không chợt, một cái so một cái nỗ lực, hiển thị rõ Thái cổ thị tộc nội tình. Lý Thiên Mệnh đơn độc ngồi xuống, bất quá, hắn không cần ngẩng đầu, chỉ cần đem lòng bàn tay trái con mắt màu đỏ ngòm, đi nhìn chăm chú Thái cổ tà ma chi nhãn. Chỉ có con mắt này, mới có thể đứng vững cái kia Thái cổ tà ma chi nhãn uy hiếp. Tam nhãn chân long mạch, chính là dựa vào tà ma chi nhãn uy hiếp áp lực, mà luyện nhãn thuật, bọn họ thậm chí hướng về cái kia Thái cổ tà ma chi nhãn, thi triển nhãn thuật chiến quyết, tại áp lực bên trong tiến bộ. Lý Thiên Mệnh nhức đầu là, con mắt này, khảm nạm tại trên vách động, nó phía trên cũng là Thiên Nguyên đỉnh. Nó bị Thiên Nguyên đỉnh trấn áp, Thiên Nguyên đỉnh lực lượng, vần quanh bốn phía, áp bách cho nó không cách nào động đậy. Dạng này điều kiện tiên quyết, ta muốn làm sao lấy đi nó. Lớn như vậy ánh mắt, so nơi này thông đạo còn lớn hơn, căn bản làm không đi ra a. Cha ta lại không dạy ta biện pháp. Lý Thiên Mệnh không hiểu ra sao, thậm chí dở khóc dở cười. Bây giờ tiến đến, cũng nhìn đến Thái cổ tà ma chi nhãn, nhưng mấu chốt là, vô kế khả thi. Hắn ngược lại là nghĩ đi lên xem một chút, có thể chung quanh nơi này còn có một đám Thái cổ Hiên Viên thị đệ tử nhìn lấy đây. Đầu tiên chờ chút đã, chờ bọn hắn đi lại nói. Hắn nặng yên tĩnh trở lại, thì dùng bàn tay phía trên cái này con mắt thứ ba, cùng cái kia Thái cổ tà ma chi nhãn đối mặt, đi cảm thụ còn lại tam nhãn chân long mạch đệ tử tiếp nhận áp lực. Quả thật đúng là không sai. Mới nhìn phía dưới, cảm giác còn tốt, nhưng là càng là nhìn, càng là thần trí rối loạn, ánh mắt nhói nhói. Tại loại này điều kiện tiên quyết, qua tu hành nhãn thuật, thủ vững nội tâm, xác thực tương đối khó, càng là khó khăn, hiệu quả càng tốt. Chờ một chút. Thần hồn thiên thư tầng thứ ba. Tại hắn cùng Thái cổ tà ma chi nhãn đối mặt, đi tiếp nhận ánh mắt này phong bạo thời điểm, trong lòng dần dần xuất hiện một số thanh âm. Tuy nhiên một mực không có ở thần hồn thiên thư phía trên, hao phí quá nhiều công phu, nhưng là, ta động tất chi nhãn, cũng tu luyện được không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh trong lòng vui vẻ. Không ngoài dữ liệu, đạt được thần hồn thiên thư truyền thừa về sau, cái kia tầng thứ ba pháp quyết, dần dần trong đầu xuất hiện. Vị tiền bối này nói, tu luyện tới thiên cực chi nhãn, thì có thể mở ra linh hạch, đến huyễn thiên chi cảnh, cái này tầng thứ ba, có phải hay không là thiên cực chi nhãn? Pháp quyết dần dần rõ ràng. Thần hồn thiên thư tầng thứ ba, chấn hồn chi đồng. Không phải thiên cực chi nhãn, bất quá, giống như rất không tệ a. Đệ nhất trọng mê linh chi đồng, thì có nhất định chiến đấu hiệu quả, nhưng hắn bản chất là sắc dụ chi thuật, cái này khiến Lý Thiên Mệnh không tốt lắm ý tứ thi triển. Tầng thứ hai động tất chi nhãn, vì nhìn phá huyễn cảnh mà sinh, trường hợp đặc thù có thể dùng. Bây giờ tầng thứ ba, chấn hồn chi đồng, xuất hiện, nghe thấy cái tên này liền biết, đây tuyệt đối là, có thể trong chiến đấu sử dụng, đặc thù công pháp. Không sai, thần hồn thiên thư, vốn chính là công pháp. Lý Thiên Mệnh đã không kịp chờ đợi, phải dùng cái này con mắt thứ ba, tu luyện chấn hồn chi đồng. Cái này Thái cổ tà ma chi nhãn. Nói không chừng cũng có thể, trợ giúp ta tu luyện. Hắn đơn giản nhìn một chút giới thiệu. Chấn hồn chi đồng căn bản, cũng là chấn hồn, chấn nhiếp linh hồn. Thi triển chấn hồn chi đồng, muốn tại trong mắt, khai mở mới, chấn hồn mạch, để thánh nguyên lưu chuyển, chấn hồn mạch hết thảy 9 đầu, khai mở một đầu, liền có thể thi triển chấn hồn chi nhãn, khai mở 9 đầu, chấn hồn chi đồng uy lực lớn nhất. Trước khai mở, lại thi triển, chỗ khó ngay tại ở khai mở. Đến mức uy lực, trước mắt chỉ tu luyện một chút biện pháp, còn không thể xác định sau khi thành công, sẽ có cái gì hiệu quả đặc biệt. Lý Thiên Mệnh thừa dịp cái này Thái cổ tà ma chi nhãn mang tới ánh mắt áp lực buông xuống, trực tiếp bắt đầu lấy thần hồn thiên thư pháp quyết, tới mở con mắt thứ ba bên trong chấn hồn mạch. Chấn hồn mạch rất phức tạp, xuyên qua toàn bộ ánh mắt, uốn lượn xoay quanh, quanh đi quẩn lại, nhất định phải hết sức chăm chú, không cẩn thận, dễ dàng đem ánh mắt hủy đi. Lý Thiên Mệnh thần hồn thiên thư là công pháp, mà những người khác tu luyện là chiến quyết, cho nên có căn bản khác biệt. Chiến quyết khẳng định không cần khai mở linh mạch mới,
chỉ là lấy nhãn cầu làm môi giới sử dụng, mà thần hồn thiên thư, cần Lý Thiên Mệnh ánh mắt làm căn bản. Lúc thời điểm tu luyện, thái cổ tà ma chi nhãn màu đỏ thẫm ánh mắt, bắn ra tại Lý Thiên Mệnh tay cầm trên ánh mắt. Từng tia hắc phụ hồng quang, chảy vào, tựa như là chất dinh dưỡng một dạng, làm dịu ánh mắt của hắn. Quả nhiên hữu hiệu. Hắn phát hiện mình cánh tay này phía trên ánh mắt, đối thái cổ tà ma chi nhãn áp lực chống cự rất mạnh, thậm chí có thể hoàn mỹ tiêu trừ, lại hấp thu một số nói không rõ ràng linh uẩn, tẩm bổ bản thân. Điều thứ nhất chấn hồn mạch khai mở, so Lý Thiên Mệnh trong tưởng tượng, muốn đơn giản rất nhiều. Hắn một đường làm từng bước, trộm thiên nhất tộc thiên phú, bày ra đến cực hạn. Một lúc lâu sau, xong rồi, điều thứ nhất chấn hồn mạch, mở ra thành công. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, cái này con mắt thứ ba nhãn cầu bên trong, có một đầu linh quang thiểm diệu linh mạch, mơ hồ nhìn ra tựa như là một cái, hồn, chữ, có thể thấy được hắn trình độ phức tạp. Hiệu quả như thế nào? Muốn biết đáp án rất đơn giản, chỉ cần dùng cái này con mắt thứ ba, đối với mình hai mắt thi triển là được rồi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, đối với mình thi triển chấn hồn chi đồng. Ông! Làm hai mắt đụng tới con mắt thứ ba trong mắt. Hồn, chữ về sau, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng. Hắn hai mắt đau xót, bất ngờ phát hiện toàn bộ thế giới, trong nháy mắt lâm vào cực hạn trong bóng tối. Sông núi cây cối, nhật nguyệt tinh thần, hoàn toàn đánh mất. Tại cái này tĩnh mịch trong bóng tối, chỉ có một cái con mắt màu đỏ ngòm, tồn tại ở Lý Thiên Mệnh hai mắt trong thế giới. Cái kia ánh mắt cũng không phải là thái cổ tà ma chi nhãn, nó càng thêm to lớn, đường kính có ngàn mét trở lên. Đây là một cái từ máu tươi hội tụ mà thành ánh mắt, cực kỳ dữ tợn âm lãnh, rất khí trùng thiên, tựa như là một khỏa huyết sắc mặt trời, chấn đặt ở Lý Thiên Mệnh trên hai mắt. Lý Thiên Mệnh hai mắt nhói nhói, chỉ có thể nhắm mắt lại, chỉ khi nào nhắm mắt lại, hắn thì cái gì đều không thấy được. Trong chiến đấu, chỉ cần ta thi triển chấn hồn chi đồng, hắc ám buông xuống, huyết nhãn giữa trời, ta mở mắt, đối thủ nhất định phải nhắm mắt. Uy lực này, so mê linh chi đồng muốn mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vì đây là một loại đặc thù công pháp, theo ta thánh nguyên tăng cường, chấn hồn mạch gia tăng, nó còn có thể mạnh lên. Lợi hại. Tuy nhiên mở một đầu chấn hồn mạch, nhưng cụ thể thi triển phương thức, còn cần lặp lại nghiên cứu. Tại thái cổ tà ma chi nhãn nhiếp hồn chấn áp phía dưới, hiệu quả xác thực rất tốt. Tiếp tục. Lý Thiên Mệnh tu luyện chấn hồn chi đồng tiến trình bên trong, có hai cái mới đệ tử đi tới nơi này. Bọn họ không nói gì, càng không quấy rầy những người khác. Bọn họ tuần tự đến, theo thứ tự là Hiên Viên Vũ Hành cùng Hiên Viên Mộc Tuyết. Sau khi đi vào, bọn họ phân loại tại địa phương khác nhau, hai người đều thấy được Lý Thiên Mệnh, cũng đều ngơ ngác một chút. Cho tới nay, nơi này đều là Tam Nhãn Chân Long Mạch đệ tử độc thuộc chi địa. Bàn tay hắn bên trên có một con mắt, xem ra cũng không tệ lắm. Có người nói cho bọn hắn. Tay cầm, thật sự là biến thái. Hiên Viên Mộc Tuyết líu lưỡi nói, nàng đưa cổ, đã thấy. Không có sinh trưởng ở cái rắm có lợi tốt, cái kia sư huynh cười nói. Hiên Viên Mộc Tuyết rất phiền, phồn tinh chỉ có hắn tại coi như xong, đến tà ma thí luyện, còn muốn đụng tới Lý Thiên Mệnh. Tâm lý càng phiền người, là Hiên Viên Vũ Hành. Âm hồn bất tán. Một cái thiên chi thánh cảnh đệ tử, chớp mắt thì leo lên đến cùng hắn bình đẳng vị trí, tại một chỗ tu luyện, loại cảm giác này, tựa như là giống như nằm mơ. Hiên Viên Vũ Hành vừa mới nhập định, đúng vào lúc này. Phía ngoài đại môn mở ra, có người dọc theo thông đạo đi đến. Người kia động tĩnh so sánh lớn, tất cả tại chỗ đệ tử, trên cơ bản đều cắt đứt tu hành, hướng thông đạo vị trí xem xét. Một người mặc lấy trắng đen xen kẽ trường bào trung niên nhân, mặt mỉm cười, xuất hiện tại cửa. Nghi tâm của hắn vị trí, cũng có con mắt thứ ba, chứng minh hắn tam nhãn chân long mạch thân phận, hắn cái này một khỏa ánh mắt vì kim sắc, trong mắt màu vàng óng, tại thái cổ hiên viên thị bên trong địa vị. Tính toán phi thường cao tầng thứ. Gặp qua, Linh Hà Điện chủ, các đệ tử liền vội vàng hành lễ. Linh Hà Điện, là chín đại thần điện một trong, trưởng quản tông môn Linh Quảng, Linh Túy, cùng kiếp binh điện đặt song song. Trên thực tế, bọn họ quản khống không chỉ là thần tông, mà chính là toàn bộ thái cổ thần vực tư nguyên khai thác cùng phân phối. Đây là một phần công việc béo bở. Linh Hà Điện chủ, Hiên Viên Tiêu, tại thái cổ thần vực danh khí, tự nhiên phi thường lớn. Hắn tại thái cổ hiên viên thị, là địa vị có thể đứng vào trước 5 nhân vật, thậm chí trước 3. Hắn còn có một cái thân phận, hắn là, hiên viên vũ hành, phụ thân.
thân phận này tuy nhiên so ra kém Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh, nhưng cũng tương đối khá. Lý Thiên Mệnh, không nghĩ tới ngươi chạy tới đây, ta có thể tìm ngươi gần nửa ngày. Hiên Viên Tiêu vừa tiến đến, liền cười mỉm đối Lý Thiên Mệnh nói. Ta, Lý Thiên Mệnh biết hắn là Hiên Viên Vũ Hành lão tử, không nghĩ tới hắn đối với mình nhiệt tình như vậy, hắn vội vàng nói, điện chủ, có dặn dò gì? Không có dặn dò gì, tôn thần ban cho ngươi một cái bốn cấp thiên địa kiếp nguyên, ta thuận đường đi ngang qua, chúng ta tộc vương để cho ta mang cho ngươi. Cầm lấy đi, vừa mới nói xong, hắn liền đem một cái phong bế hộp báu, ném cho Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh vội vàng tiếp được. Đa tạ tôn thần, đa tạ Hiên Viên Tông chủ, đa tạ điện chủ. Lý Thiên Mệnh lại được không một bảo bối, tâm lý tự nhiên hoan hỉ, đem những này người tốt đều cho cảm tạ một lần, tâm lý ca ngợi Khương Phi Linh vô số lần. Cơm chùa, thật là thơm, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Cái này tiểu tứ còn chưa ra đời đâu, bảo bối đều chuẩn bị cho nó tốt. Bốn cấp thiên địa kiếp nguyên. Dạng này một cái bảo bối, nhìn đến tại chỗ tam nhãn chân long mạch đệ tử, ánh mắt có chút phát hồng. Phải biết, lấy bọn họ hạch tâm thiên nguyên đệ tử thân phận, nếu là nghĩ ra được bốn cấp thiên địa kiếp nguyên, không biết phải trả ra bao nhiêu nỗ lực. Tuy nhiên có chút đỏ mắt, nhưng không có cách, bọn họ chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Ai bảo hắn được tôn thần coi trọng đâu. Vận khí thật tốt ha. Hâm mộ không tới. Mọi người thấp giọng cảm khái vài câu. Bọn họ nghị luận thời điểm, Hiên Viên Tiêu đi vào Lý Thiên Mệnh trước mắt, cười nói, người trẻ tuổi, tôn thần rất coi trọng ngươi, thật tốt nỗ lực, tương lai ta vì thái cổ thần vực, mở mở cương thổ, cũng có ngày, thành vi tôn thần trợ thủ đắc lực. Vâng, đệ tử nhất định nỗ lực, Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Tiêu hài lòng gật gật đầu, sau đó quay đầu, tìm được Hiên Viên Vũ Hành, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, Thiên Mệnh, khuyển tử trước đây cùng ngươi có một chút mâu thuẫn, hôm nay nhân cơ hội này, ta để hắn qua đến xin lỗi ngươi. Cha, Hiên Viên Vũ Hành hai mắt, lập tức thì âm trầm rất nhiều. Tới, Hiên Viên Tiêu trên mặt nụ cười, vẫy vẫy tay. Hiên Viên Vũ Hành quen thuộc tính tình của hắn, biết hắn bộ dáng như vậy, tuyệt đối không có thương lượng. Hiên Viên Vũ Hành cắn răng, cúi đầu đi tới. Nói lời xin lỗi đi, Hiên Viên Tiêu vỗ vỗ nhi tử bả vai nói ra. Trên bờ vai lan truyền mà đến là bàng bạc lực lượng, đập đến Hiên Viên Vũ Hành cơ hồ quỳ xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, gạt ra vẻ tươi cười, nói, Thiên Mệnh huynh đệ, vừa gặp mặt lần kia, đúng là ta không đúng, kém chút đả thương ngươi, ta xin lỗi ngươi, thật xin lỗi. Hy vọng ngươi khác tính toán. Đây chính là Lý Thiên Mệnh địa vị biến hóa, mang tới cải biến. Khương Phi Linh thân phận quá cao, tùy tiện nâng lên một chút, để hắn cũng trực tiếp thăng vào đám mây. Nhưng là, căn cơ phải chăng kiên cố, hiện tại có thể nói không rõ ràng. Người leo quá cao, không cẩn thận ngã xuống, cái kia chính là thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Là thật tâm sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Tại chỗ đều là Thái Cổ Hiên Viên thị đỉnh phong đệ tử, bọn họ đều nhìn tình cảnh này. Vâng, Hiên Viên Vũ Hành cười nói. Nắm cái tay đi, Linh Hà Điện chủ Hiên Viên Tiêu nói. Hiên Viên Vũ Hành cấp tốc thân thủ, đặt ở Lý Thiên Mệnh trước mắt, xem ra rất có thành ý, hắn nói, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, ngươi những ngày qua tiến bộ, để cho ta nhìn mà than thở, ta rất bội phục ngươi, về sau, nhất tiếu mẫn ân cừu, tất cả mọi người là bằng hữu, có làm được cái gì được ta địa phương, tùy thời cùng ta nói. Được rồi, Lý Thiên Mệnh vươn tay, cùng hắn cầm một chút, tay của hắn rất rét lạnh, không có trên mặt nhiệt tình như vậy. Hiên Viên Tiêu tự mình mở miệng, đem Hiên Viên Vũ Hành cho đuổi tới, bức chính mình nhi tử xin lỗi, tăng thêm hắn vừa đưa tới bốn cấp thiên địa kiếp nguyên, mặt mũi này, Lý Thiên Mệnh không có khả năng không cho. Hiên Viên Vũ Hành đồng dạng biểu hiện được thể, không có thể bắt bẻ, hắn chuyển biến rất nhanh, đem ngay từ đầu sát khí thu sạch. Bắt tay giảng hòa, không có nghĩa là Lý Thiên Mệnh quên cái kia đẩy mối thù. Mà lại, theo trên trực giác cảm thụ, cái này Hiên Viên Vũ Hành vẫn cùng mình không thích hợp. Ta bây giờ tinh lực tại tu hành cùng thái cổ tà ma chi nhãn phía trên, không cần thiết cùng hắn dây dưa. Nếu có một ngày, ta siêu việt hắn, đây mới thực sự là chứng minh. Vừa tới thái cổ thần tông thời gian rất khổ bức, nhưng là hiện tại, chỉ dựa vào thân phận, liền có thể làm cho Hiên Viên Vũ Hành cùng chính mình nói xin lỗi, kỳ thật đã là một phen thắng lợi. Nhìn đến bọn họ như thế hòa thuận, Hiên Viên Tiêu thật cao hứng. Tiểu tử, Thiên Mệnh vừa tới tà ma thí luyện, đoán chừng có rất nhiều chỗ nào không hiểu, ngươi thêm nhiều chiếu ứng,
Hiên Viên Tiêu nói. Đúng, phụ thân, Hiên Viên Vũ Hành nói. Vậy là tốt rồi, không quấy rầy các ngươi, đi trước. Đưa điện chủ. Hiên Viên Tiêu sau khi đi. Cần ta giải hoặc sao? Hiên Viên Vũ Hành nhìn lấy ánh mắt của hắn hỏi. Không cần, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Vậy ta trước bận rộn. Đi thôi. Hẹn gặp lại. Mỗi người bọn họ tách ra, về tới vị trí của mình, thì cùng sự tình gì, cũng chưa từng xảy ra giống như. Hiên Viên Mộc Tuyết xem hết đây hết thảy. Nàng nhếch miệng, hít thở dài, làm chuyện của mình. Mộc Tuyết, Mộc Tuyết, không nghĩ tới vừa nhắm mắt tu luyện, Lý Thiên Mệnh xông tới. Làm gì, nàng có chút khẩn trương. Nàng tuy nhiên không muốn nhằm vào Lý Thiên Mệnh, có thể càng không muốn để Hiên Viên Vũ Hành cảm thấy, quan hệ bọn hắn rất gần. Ta hỏi cái vấn đề, nơi này đệ tử, cái gì thời điểm rời đi địa cung a? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta muốn cùng ngươi tại Thái Cổ Tà Ma chi nhãn chứng kiến ngươi, cùng ngươi riêng tư gặp một trận. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đi chết. Mở cái trò đùa, ha ha, ngươi trả lời vấn đề của ta. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ ít Vũ Hành ca ca, một lần tu luyện chỉ ít hơn 10 ngày, cũng sẽ không rời đi, nhãn thuật là gốc rễ của hắn. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Dạng này a, phiền. Lý Thiên Mệnh đang còn muốn lúc không có người, chính mình đơn độc bay đi lên, suy nghĩ một chút làm sao lấy đi Thái Cổ Tà Ma chi nhãn đây. Ngươi chớ tới gần ta, lăn đi, ta và ngươi hoàn toàn không thể nào. Hiên Viên Mộc Tuyết cả giận nói. Muốn cái gì đâu, ngươi, trên mặt lớn lên ba con mắt, xấu một khoản, lão tử sẽ coi trọng ngươi. Lý Thiên Mệnh xem thường cười một tiếng, hỏi xong liền đi. Vào đêm, Lý Thiên Mệnh nhìn cái kia Hiên Viên Vũ Hành, cũng không có đi ý tứ, hắn chả phải đi Trạm Tinh Cổ Lộ cùng Phồn Tinh Trì, liền đi trước. Tà Ma Địa Cung, bên trong người, càng ngày càng ít, sau cùng chỉ còn lại Hiên Viên Vũ Hành một người. Mọi người đều quen thuộc, dù sao, hắn thường xuyên một người, lưu ở chỗ này. Cái này lớn như vậy địa cung, chỉ còn lại có hắn một người, liền lộ ra cô đơn chiếc bóng, vô cùng nhỏ bé. Trong lúc bất chi bất giác, địa cung bên trong hòa hợp màu đỏ thấm vũ khí, biến đến càng thêm dày đặc, từng đợt huyết khí lăn lộn, cơ hồ đem Hiên Viên Vũ Hành chìm ngập. Cái kia đao tước kiếm khắc gương mặt, chậm chậm bắt đầu vặn vẹo, mi đầu thật sâu nhíu lại, lộ ra hết sức thống khổ. Hai tay của hắn nắm trên đùi thịt, móng tay thật sâu đâm vào trong đó, cái kia móng tay thậm chí biến thành kim sắc móng vuốt. Ở màu đỏ thấm sương mù vần quanh bên trong, hắn chỗ mi tâm viên kia tròng mắt màu vàng óng, thậm chí bắt đầu biến hóa. Theo kim sắc chậm rãi bị nhuộm đỏ, cuối cùng thành tinh hồng sắc, tà dị âm lãnh, rất khí trùng thiên. Nếu để bất kỳ người nào, nhìn đến như thế hình ảnh, đều sẽ ngây ra như phỗng. Bởi vì, tam nhãn chân long mạch con mắt thứ ba, theo sẽ không phát sinh biến hóa như thế. Ông, Hiên Viên Vũ Hành thân thể nhảy bay lên, chậm rãi lên không, về khoảng cách mới Thái Cổ Tà Ma chi nhãn càng ngày càng gần. Tại xương máu tràn ngập phía dưới, hắn mặt khác hai con mắt, cũng tại dần dần biến đỏ, thẳng đến sau cùng ba con mắt đều là tinh hồng sắc, tạo thành một cái tam giác, huyết khí lăn lộn. Cái này khiến Hiên Viên Vũ Hành xem ra khí chất đại biến, cực kỳ hung sát. Ta không phục, ta không phục. Nét mặt của hắn cực kỳ oán hận, hàm răng cắn rất chặt, trên hai tay nổi gân xanh. Lúc này thời điểm, hắn vô cùng thân cận cái kia Thái Cổ Tà Ma chi nhãn, mi tâm cái kia huyết con mắt màu đỏ, cơ hồ đều là cái kia Thái Cổ Tà Ma chi nhãn phiên bản thu nhỏ. Đúng vào lúc này, cái kia Thái Cổ Tà Ma chi nhãn phía trên, tuôn ra từng đợt xương máu, hội tụ tại hắn con mắt thứ ba bên trong, xa xa không ngừng hướng bên trong quán thâu. Thái Cổ Tà Ma chi nhãn rất lớn, cái này quán thâu tốc độ không tính nhanh. Nhưng là, quản chi chỉ có rất ít số lượng, Hiên Viên Vũ Hành huyết nhục trên da, liền cấp tốc hiện ra tơ máu, tựa như là từng cái độc xà, tại dưới da rẻ của hắn du tẩu. Bỗng nhiên, một cái thâm trầm cổ lão thanh âm, trong đầu vang lên. Ngươi nếu không phục, vậy liền đi chứng minh chính mình, làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi mới là cần phải bị vạn chúng chú mục người. Ta làm không được, hắn là tôn thần sủng nhi, ta không phải. Hiên Viên Vũ Hành mờ mịt nói. Ngươi sai, nơi nào có cái gì tôn thần a? Đây chẳng qua là so sinh tử kiếp, cường lớn một chút người mà thôi. Nàng có thất tình lục dục, có sai lầm có lãnh huyết, nàng cũng có thể bị làm bẩn bị tao đạp bị giết chết. Trên thế giới này, không có vĩnh thế bất tử thần, chỉ có phá vỡ thương thiên người.
thanh âm kia hướng dẫn từng bước nói. Không, tin tưởng ta, trong mắt người thần, bất quá chỉ là cái hèn mọn phàm nhân, mệnh của nàng so với ai khác đều yếu ớt. Ngươi cùng nàng, không có gì khác nhau, ngươi hoàn toàn không cần khúm núm, chỉ cần ngươi nghe lời của ta, một ngày nào đó, nàng sẽ bị ngươi hàng phục, quỳ gối trước mắt của ngươi, mặc cho ngươi bài bố. Thanh âm kia như là theo cửu u bên trong truyền đến, cố nhiên âm u, nhưng lại cầm giữ có vô cùng sức hấp dẫn. Ngươi là ai? Thiên Viên Vũ Hành ánh mắt dần dần biến hóa, thanh âm này nói lời, để hắn điên cuồng, một chút xíu rút dài. Ta, nếu như ngươi cần cung phụng thần, như vậy, ta liền là của ngươi thần, ngươi làm con dân của ta có thể để ngươi nắm giữ hết thảy, thống trị cái này một phiến đại lục, xưng vương xưng bá, ước vạn chúng sinh triều bái. Đến lúc đó, ngươi muốn giết ai, ngươi liền có thể giết ai, cho dù là trong mắt ngươi thần. Khi đó, trên thế giới này, sẽ không bao giờ lại có người dám cô phụ ngươi chân thành chi tình. Xương máu tràn ngập, Hiên Viên Vũ Hành ánh mắt dán tại thái cổ tà ma chi nhãn phía trên. Cái kia nồng đậm xương máu, tiếp tục theo thái cổ tà ma chi nhãn, quán thâu đến trong ánh mắt của hắn, trên người hắn huyết khí càng lúc càng nồng nặc, dưới làn da du tẩu, độc xà, nhiều rất nhiều. Giết, giết, giết. Hiên Viên Vũ Hành liên tục hô ba tiếng, nhếch miệng lên nụ cười quái dị. Không biết qua bao lâu, thân thể của hắn mới mềm mại rơi xuống, trên người huyết sắc bắt đầu tiêu tán. Ra ngoài, đi về phía nam vừa đi, tìm một cái tên là Lâm Tiêu Tiêu đệ tử, nàng và nàng cộng sinh thú, ở nơi đó, chờ ngươi. Thanh âm kia cuối cùng tiêu tán. Là, Thiên Viên Vũ Hành nháy nháy mắt, hắn hết thảy khôi phục bình thường, bao quát mi tâm tròng mắt màu vàng óng. Từ bên ngoài nhìn vào, tựa hồ nhìn không ra, hắn có thay đổi gì. Nhưng, hắn tuyệt đối thay đổi. Đêm tuyết, rừng tùng. Lâm Tiêu Tiêu ngồi tại một khỏa trắng như tuyết trên tảng đá, bên cạnh nàng thái cổ tà ma vờn quanh ở chung quanh, nhìn lấy một cái thanh niên áo trắng, đi tới bọn họ trước mắt. Hắn đứng ở thái cổ tà ma trước mắt, chỗ mi tâm ánh mắt, một lần nữa biến trở về huyết sắc. Ánh mắt của hắn, cùng thái cổ tà ma mắt trái, cơ hồ tiếp cận đến cùng một chỗ, sau đó, cái kia huyết sắc không ngừng theo Hiên Viên Vũ Hành ánh mắt, chuyển rời đến trong mắt của nó. Thời gian kéo dài một phút. Trở về đi, lần sau, vứt ở chỗ này gặp mặt. Thái cổ tà ma nói. Thiên Viên Vũ Hành nhìn Lâm Tiêu Tiêu liếc một chút, cái kia đạm mạc ánh mắt, gọi người phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Hắn cấp tốc biến mất tại trong gió tuyết, cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Người đây là đang làm gì đó? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Từng bước một, cầm lại con mắt của ta. Thái cổ tà ma nói. Chỉ đơn giản như vậy. Mê hoặc một người liền có thể. Lâm Tiêu Tiêu ngạc nhiên nói. Cái này không gọi đơn giản, cái này gọi may mắn. Vừa tốt có một cái phẫn nộ, táo bạo, thậm chí là cuồng nhiệt linh hồn, để cho ta có thời cơ lợi dụng. Mà lại, ta phải đầy đủ tới gần, mới có thể mê hoặc hắn coi ta môi giới. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải lưu tại Thiên Nguyên Tông. Thái cổ tà ma nói. Cần phải bao lâu, hắn có thể đem ánh mắt, triệt để chuyển rời đến trên người ngươi. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Cái này nói không chừng a, lấy hôm nay tốc độ để phán đoán, tối thiểu đến một chút thời gian, con mắt của ta, quá lớn. Thái cổ tà ma hướng tới nói. Chấm, chờ ngươi thành công, chúng ta liền rời đi, cũng không tiếp tục trở về. Lâm Tiêu Tiêu nói. Yên tâm, sẽ, thái cổ tà ma nhếch miệng cười một tiếng. Lý Thiên Mệnh mỗi lần dung luyện tinh nguyên về sau, đều sẽ tới Thiên Nguyên đỉnh thử một chút. Nếu là không có kết quả. Hắn liền xuống đi Thiên Nguyên Thần Sơn trong lòng núi, tu luyện một đoạn thời gian thần hồn thiên thư, thuận tiện tại cái này lĩnh ngộ trạm tinh cổ lộ phồn tinh thiên ý. Hắn ở chỗ này lâu dài, chủ yếu cũng là muốn các loại những người khác đi, tốt suy nghĩ một chút thái cổ tà ma chi nhãn. Để hắn buồn bực là, quả nhiên như Hiên Viên Mộc Tuyết nói, những người khác sẽ đi, nhưng là Hiên Viên Vũ Hành lại trắng đêm đều ở nơi này. Ngày qua ngày, hắn không có quá nhiều thời gian. Ở chỗ này cùng Hiên Viên Vũ Hành tiêu hao, dù sao hiện tại lấy phồn tinh chỉ dung luyện tinh nguyên làm chủ. Đảo mắt đến hắn tu luyện chấn hồn chi đồng ngày thứ 8. Lúc này, hắn dung luyện tinh nguyên số lượng, gần 100, trong thân thể thiên kiếp kiếm khí đã có 300 đạo. Hai đại luyện thể chiến quyết, đã mới thấy hiệu quả. Liền chấn hồn chi đồng chấn hồn mạch, đều đã mở ra 3 đạo, uy lực tăng lên rất nhiều. Một ngày này ban đêm. Hắn dự định thì ở lại đây, tà ma địa cung, khai mở đạo thứ 4 chấn hồn mạch. Thiên Mệnh, hôm nay sao còn không trở về?
Hiên Viên Vũ Hành mỉm cười hỏi. Có lần trước bắt tay giảng hòa, hắn thái độ đã khá nhiều, cùng Lý Thiên Mệnh nghiêm chỉnh thành hảo bằng hữu. Hôm nay không quay về được rồi, ở chỗ này cùng ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, ta không tin. Hiên Viên Vũ Hành nói. Đùa ngươi, ta nhãn thuật tu hành, đến thời khắc mấu chốt, chuẩn bị thêm nhiều điểm công phu. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm, ngươi tại cái này rất nhiều ngày, không đi ra thấu một chút khí. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không cần đến, ta thích một người một chỗ. Hiên Viên Vũ Hành nói. Há, ha ha. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Hắn cảm giác mình bận bịu thành chó, bất quá, loại này tăng lên điên cuồng thời gian, xác thực rất phong phú. Thời gian trôi qua, đảo mắt đến đêm khuya. Tà ma địa cung bên trong, huyết khí vần quanh bốc lên. Ngươi muốn không quay về à? Hiên Viên Vũ Hành đứng tại trong xương máu, bỗng nhiên lạnh lùng nói một câu. Thời điểm then chốt đâu, đừng quấy rầy ta. Lý Thiên Mệnh lấy con mắt thứ ba, ngay tại khai mở đầu thứ tư chấn hồn mạch. Ta nói, ngươi nhanh điểm ra ngoài, đối ngươi như vậy ta đều tốt. Hiên Viên Vũ Hành nói. Lý Thiên Mệnh liền biết, trong lòng của hắn khẳng định còn không phục mình. Tại cái này phong bế tà ma địa cung bên trong, có người như hắn ở bên cạnh, đã không có cách nào tu hành. Hắn cắt đứt chấn hồn mạch tu luyện, quay đầu nhìn lấy Hiên Viên Vũ Hành, nói, dựa vào cái gì đâu? Nơi này là nhà ngươi mở đó à? Ngươi nói không sai, nơi này là chúng ta thái cổ Hiên Viên Thị, tam nhãn chân long mạch địa bàn. Thái cổ tà ma chi nhãn, là chúng ta thái cổ Hiên Viên Thị món đồ riêng tư. Hiên Viên Vũ Hành bao phủ tại trong xương máu, nếu như Lý Thiên Mệnh không nhìn lầm, hắn mi tâm cái kia con mắt, đã tơ máu trải rộng. Nói trắng ra là, người trong lòng vẫn là xem thường ta, ghen ghét thật là ta. Bất quá, người ngoại trừ ở trước mặt người ngoài, làm bộ cùng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước bên ngoài, người còn có thể làm cái gì? Còn không phải ngoan ngoãn nhận sợ, ta biết cảnh giới của ngươi là, nhị trọng tử kiếp, lấy ngươi số tuổi, đến cảnh giới cỡ này, tại toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Đều có thể xếp vào trước năm, nhưng mấu chốt là, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lý Thiên Mệnh không khách khí nói. Đã sớm biết hắn là ngụy trang, cần gì phải khách khí với hắn. Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng đã biết, kiếm vô phong không có chìa khóa, hắn trong lúc nhất thời đều vào không được địa cung, nơi này chỉ có chúng ta hai cái. Hiên Viên Vũ Hành thanh âm lớn rất nhiều, xem ra có chút dữ tợn, điên cuồng. Cho nên, ngươi muốn giết ta, sát cơ của ngươi từ đâu mà đến? Lúc trước ngươi nhẹ nhàng đẩy, là ta kém chút bị ngươi đánh thành phế nhân, ta cũng còn không có oán ngươi chứ, ngươi tại cái này oán hận cái gì đâu. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Hắn cảm nhận được sát cơ, nhưng nói thật, hắn cảm thấy cái này Hiên Viên Vũ Hành mạc danh kỳ diệu. Lý Thiên Mệnh rốt cục leo đến vị trí này, có thể cùng hắn bình đẳng giao lưu, nhưng nói thật, hắn là lúc trước người bị hại, nhưng, hắn đều không muốn báo thù giết Hiên Viên Vũ Hành. Nhiều lắm là... Lấy đạo của người trả lại cho người. Đối phương dựa vào cái gì, đối với mình nhìn chằm chằm. Ha ha, người không cần biết vì cái gì, người tại trên hoàng tuyền lộ, chỉ cần nhớ đến, là ta giết chết ngươi. Trên người hắn huyết khí ngập trời, mi tâm ánh mắt đã hoàn toàn biến thành huyết sắc, như là đã mất đi lý trí dã thú. Có bệnh, coi như người có bản lãnh này, tôn thần cũng sẽ để ngươi, vạn kiếp bất phục. Lý Thiên Mệnh nói, đừng tìm ta sách tôn thần. Hắn gầm thét một tiếng, vậy mà thật như chó điên, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Thiên phú của hắn không so Hiên Viên Mộc Tuyết bọn họ kém, lại đã có 20 tuổi, nhị trọng tử kiếp thực lực để hắn so nhất trọng tử kiếp Hiên Viên Mộc Tuyết, cao hơn 2 cấp độ. Mặc kệ là sinh chi mệnh tuyền, vẫn là tử chi mệnh tuyền, đều có 2 tầng kiếp vòng. Cái này vừa ra tay, huyết quang đầy trời, uy hiếp chí mạng đột nhiên buông xuống. Sinh tử kiếp cảnh, là 24 cảnh giới. Mỗi một tầng tử kiếp đều so sinh kiếp mạnh, cứ như vậy nhìn, cái này Hiên Viên Vũ Hành chỉ ít so Lý Thiên Mệnh, mạnh hơn 7 cái cảnh giới. Ai muốn cùng ngươi đánh? Nhàm chán. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười gằn. Tại cái này trốn không người cùng Hiên Viên Vũ Hành đấu, thắng thua đều không có ý nghĩa. Hắn trực tiếp triệu hoán ra Thái Nhất Tháp, mở ra đến lớn nhất, sau đó tại Hiên Viên Vũ Hành đến trước đó, thì bước vào trong đó. Hiên Viên Vũ Hành tại chỗ ngốc trệ. Hắn gặp qua cái này Thái Nhất Tháp lợi hại, nhưng hắn cho tới bây giờ không biết, tòa tháp này, vậy mà có thể đi vào. Phanh phanh phanh. Hắn đang tấn công Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh xếp bằng ở Thái Nhất Tháp Trung ương, bất động như núi. Mặc cho phía ngoài Hiên Viên Vũ Hành cuồng loạn,
hắn một mực dung hội hấp thu phồn tinh thiên ý, tiếp tục mạnh lên. Mặc kệ hắn rồi, Huỳnh Hỏa hỏi. Trời sẽ sáng, những người khác cũng sẽ tiến đến, ngày mai, ta xem một chút hắn làm sao diễn xuất. Giống như có chút kỳ quái a. Đúng, hắn xúc động đến có chút nhược trí, sát tâm quá rõ ràng, thì như là dã thú, xem không hiểu a, người nào tại ảnh hưởng tâm trí của hắn. Tà ma địa cung bên ngoài, hoang dã đất tuyết. Đêm khuya, gió tuyết càng hơn. Thái cực phong hồ mùa đông bão tuyết không ngừng, bây giờ đã không biết hạ bao nhiêu, trên đất tuyết đọng càng là thâm bất khả trắc. Lạnh gió vù vù, băng xương thấu xương bên trong, Lâm Thiêu Thiêu cùng thái cổ tà ma, ngừng chân tại trong rừng tùng. Hắn hôm nay làm sao còn chưa có đi ra? Lâm Thiêu Thiêu núp ở trắng đen xen kẽ lớn lên áo bên trong, diễm hai mắt màu đỏ bên trong, mơ hồ có màu đỏ tia điện lấp lóe. Ra chuyện, thái cổ tà ma hướng bên kia nhìn thoáng qua, hời hợt nói. Nó hình thể rất lớn, cái kia như sắt thép vũ rực triển khai, vì Lâm Thiêu Thiêu chặn gió tuyết. Phát sinh cái gì rồi? Lâm Thiêu Thiêu hỏi. Có hơi phiền toái, hắn không kiểm soát, đều do cái này trộm thiên nhất tộc Lý Thiên Mệnh, không có việc gì ở lại bên trong muốn chết. Thái cổ tà ma thanh âm âm lãnh nói. Lý Thiên Mệnh cũng tiến vào. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Thiêu Thiêu thanh âm đề cao mấy phần, lạnh lùng nhìn lấy thái cổ tà ma ánh mắt. Ngươi kích động cái gì a đâu? Cái này lại không thể trách ta. Cái kia Hiên Viên Vũ Hành vốn là oán hận hắn, hắn trả ở bên trong rêu dao, chọc người đỏ mắt. Hiên Viên Vũ Hành nhận lấy tà ma ý chí ảnh hưởng, đem trong lòng oán hận phóng đại, tạo thành sát cơ, động thủ với hắn. Thái cổ tà ma nói. Hiên Viên Vũ Hành là Thiên Nguyên Tông đỉnh phong đệ tử. Vậy hắn chẳng phải là nguy hiểm. Yên tâm đi, theo Hiên Viên Vũ Hành tâm tình nhìn, hắn đang tại thức hồn hển bên trong, rõ ràng là âm mưu giết người. Cái này Lý Thiên Mệnh, bảo mệnh bản sự còn nhiều, rất nhiều. Thái cổ tà ma một mặt lãnh đạm nói. Không có việc gì, Lâm Tiêu Tiêu lúc này mới thở dài một hơi, ánh mắt của nàng đi lòng vòng, lấy hoài nghi cùng nghiêm túc ánh mắt, nhìn lấy thái cổ tà ma, nói, người nói Hiên Viên Vũ Hành mất khống chế, sẽ không phải là gạt ta a. Hiện tại chỉ có Lý Thiên Mệnh, cùng ngươi cạnh tranh con mắt này, ngươi có phải hay không muốn giết hắn, lấy tuyệt hậu hoạn? Ha ha, nghĩ đến ngược lại là thật nhiều. Thái cổ tà ma nói. Vũ U, ngươi không cho một lời giải thích, ta lập tức thì về Địa Nguyên Tông. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thái cổ tà ma muốn lấy Hiên Viên Vũ Hành làm môi giới, ảnh hưởng, thao túng tâm trí của hắn, tối thiểu đến lưu tại Thiên Nguyên Tông. Lâm Tiêu Tiêu muốn là trở về Địa Nguyên Tông. Nó một cái cộng sinh thú, lưu tại nơi này thì rất kỳ quái. Một khi quá trình bên trong đoạn, Hiên Viên Vũ Hành khẳng định sẽ dần dần khôi phục bình thường. Ngươi dám trở về, thái cổ tà ma nổi giận. Nếu như ngươi đụng vào ta phòng tuyến cuối cùng, vậy liền cá chết rách lưới, người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi phòng tuyến cuối cùng là cái gì đây? Thái cổ tà ma xem thường cười một tiếng. Ngươi cầm con mắt của ngươi, khác tổn thương người khác. Ha ha, vẫn rất thiện lương. Thái cổ tà ma tiếp tục cười, một số không có ý nghĩa con kiến, chúng ta thái cổ tà ma, một liếm một mảng lớn. Người có lợi hại như vậy, bây giờ còn không phải trầm luân chó cũng không bằng. Lâm Thiêu Tiêu cười khẩy nói. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi. Thái cổ tà ma tức giận đến bốc khói, nó chừng Lâm Thiêu Tiêu nửa ngày, ngươi cũng quá ngu xuẩn, dùng đầu óc của ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ta thật vất vả tìm tới một cái, môi giới. Hiên Viên Vũ Hành muốn là đem Lý Thiên Mệnh giết, hắn khẳng định cũng phải mất mạng, vậy ta chẳng phải là phí công nhọc sức rồi. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, căn bản không có đơn độc tới gần thái cổ tà ma chi nhãn cơ hội, ta căn bản không dùng kiêng kỵ hắn, chỉ phải bảo đảm Hiên Viên Vũ Hành bất tử, không rời đi nơi này, con mắt của ta, sớm muộn trở lại ta trên tay. Có thể Hiên Viên Vũ Hành muốn tham gia thiên hạ đệ nhất hội, chỉ cần hắn rời đi, Lý Thiên Mệnh liền sẽ có cơ hội. Lâm Tiêu Tiêu nói. Có cơ hội lại có thể thế nào? Hắn nhỏ yếu như vậy, căn bản không có cách nào cùng bọn hắn tiền bối so sánh, không có tà ma xiềng xích, hắn thời gian ngắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Thái cổ tà ma nói. Tà ma xiềng xích. Không liên quan gì đến ngươi, ngươi hãy thành thật điểm là được. Thái cổ tà ma nói. Lâm Tiêu Tiêu suy tư một chút, nàng cảm giác thái cổ tà ma hẳn là không nói láo, dù sao Hiên Viên Vũ Hành đối với nó rất trọng yếu. Hắn hiện đang chủ động công kích Lý Thiên Mệnh, ngày mai còn có thể lưu tại nơi này. Xem một chút đi, ta cũng không biết, dù sao hai người bọn họ đơn độc ở bên trong, nói mà không có bằng chứng,
Lý Thiên Mệnh cần nhờ cái này trừng trị hắn, đoán chừng không dễ dàng. Không có chứng cứ, nếu là hắn dây dưa không thả, còn sẽ cho người cho rằng, hắn có thù tất báo, không có phong độ. Thái cổ tà ma nói. Tối nay chớ đi, chờ hôm nay nhìn xem tình huống. Thái cổ tà ma ánh mắt âm sâm, tâm đạo, cái này trộm thiên nhất tộc, thật đúng là một cái đúng là âm hồn bất tán gậy quấy phân heo. Được rồi, nếu là không có hắn, liền không có cái này tốt nhất môi giới. Như các loại Lâm Tiêu Tiêu có tư cách đi vào ở trong đó, ít nhất phải 10 năm. Ngày kế tiếp, một đêm này, Lý Thiên Mệnh đều tại Thái Nhất Tháp bên trong tu hành. Hắn tại Thái Nhất Tháp bên trong, có thể nhìn đi ra bên ngoài tình huống. Thiên viên vũ hành nóng này tấn công Thái Nhất Tháp nửa ngày, kết quả một chút hiệu quả đều không có, Thái Nhất Tháp sừng sững bất động. Lý Thiên Mệnh hiện tại có thể xác định, Thái Nhất Tháp bực này thần vật, tối thiểu là thần linh lưu lại đồ vật, tối thiểu nhất, thiên viên vũ hành mơ tưởng dựa vào kiếp khí đánh vỡ. Hắn tốn công vô ích một hồi về sau, cũng chỉ có thể từ bỏ, coi như là chuyện gì, cũng chưa từng xảy ra giống như, tiếp tục tại Thái Cổ Tà Ma chi nhãn phía dưới tu hành. Một đêm cứ như vậy bình tĩnh đi qua, hai người không có nói thêm câu nào. Ngươi kém chút phế đi ta còn chưa báo phục ngươi đây, ngươi trước trả thù ta. Ha ha, bất kể có phải hay không là hiên viên vũ hành tâm trí, xảy ra vấn đề gì, cơn giận này, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không nuốt xuống. Sau khi trời sáng không lâu, thì có tam nhãn chân long mạch đệ tử tiến đến. Lý Thiên Mệnh nghe phía bên ngoài thanh âm, liền thu hồi Thái Nhất Tháp, xuất hiện tại tà ma địa cung bên trong. Người tiến vào là hiên viên Mộc Tuyết. Nàng nhìn thấy hai người này, vậy mà tại cái này vượt qua một đêm, hơn nữa còn một bộ hữu hảo bộ dáng, lấy nàng đối hiên viên vũ hành hiểu rõ, tình cảnh này ngoài dự liệu của nàng. Nàng nghĩ nghĩ, đi tới hiên viên vũ hành bên cạnh. Hiên viên vũ hành nhìn trên không, mi tâm cái kia tròng mắt màu vàng óng phía trên, quang mang lập lòe, kim quang kia vô cùng chướng mắt, tuyệt đối không thể lâu xem. Vũ hành ca ca, hiên viên Mộc Tuyết hô một tiếng. Có việc, hiên viên vũ hành tiếp tục tu hành, lãnh đạm đáp lại. Xem ra người nghĩ thông suốt, cái này phi thường tốt đâu, về sau tất cả chúng ta, đều có thể bện thành một sợi dây thừng, cộng đồng đi vượt qua tương lai kiếp nạn. Hiên viên Mộc Tuyết tâm lý dễ dàng không ít. Mặc dù nói, cùng một ngoại nhân cúi đầu, quả thật có chút không thoải mái, nhưng hắn chung quy cho chúng ta nhất tộc mà chiến, vi tôn thần cống hiến, cái kia chính là mình người. Có chút cửu oán, tại đại cục diện trước, có thể để xuống thật tốt. Tốt, hiên viên vũ hành nở nụ cười, sau đó nói, Mộc Tuyết, lăn. Hiên viên Mộc Tuyết lập tức bó tay rồi. Nàng phát hiện, chính mình tựa hồ nghĩ đến có chút ngây thơ. Chuyện của các ngươi, ta mặc kệ, về sau. Ta một mực tốt chính mình. Nàng đứng dậy, rời đi hiên viên vũ hành bên người, tại một vị trí khác ngồi xếp bằng xuống. Tà ma địa cung yên tĩnh trở lại. Tiếp đó, tuy nhiên có đệ tử khác tiến đến, có thể vẫn giữ yên lặng, tất cả mọi người tại khổ tu, cơ hồ không có đối thoại và tiếng vang. Ngươi không đi hiên viên hồ cáo trạng đâu? Huỳnh Hỏa hỏi. Không có chứng cứ a, mà lại, hiên viên vũ hành khẳng định sẽ giả vô tội, nói ta vu hãm hắn. Nếu như vậy, coi như Linh Nhi để hiên viên đạo trừng trị hắn, đoán chừng không ít người sẽ cho rằng, ta đây là tại báo thù riêng. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy liền để ra hỏa này, trận chiến lấy thực lực so với chúng ta mạnh, một mực khi dễ chúng ta a. Huỳnh Hỏa nói. Một mực, sẽ không quá lâu, Huỳnh Hỏa, chúng ta theo nhân nguyên tông bỏ tới nơi này, bây giờ cách hắn, chỉ có kém một đường, đều lúc này thời điểm, ta còn muốn dựa vào người khác mới có thể chế phục hắn a. Cái kia suy nghĩ làm sao có thể thông suốt, mới tới Thái Cổ Thần Tông thời điểm biệt khuất, ta tìm ai phát tiết đi. Hiên viên vũ hành không có bức bách tại trưởng bối áp lực, cúi đầu trước ta, cái này rất tốt, ta còn sầu không có cơ hội, đẩy hắn một thanh đây. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi thật là mang thù. Ta nguyện ý, Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái, có điều, ta cái này gọi quân tử báo thù, quang minh chính đại, từ trước tới giờ không chỉnh hư. Ha ha. Bởi vì cái gọi là anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, ta cũng nhìn con hàng này khó chịu, một ngày nào đó, đến tự mình đánh hắn. Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh mỉm cười gật đầu. Nói thật, hiên viên vũ hành sớm đã không còn đối phó hắn năng lực, đêm qua hắn đều không có thể thành công, về sau lại càng không có cơ hội động thủ. Chờ xem đi. Tà ma địa cung bên trong đám người càng ngày càng nhiều. Lý Thiên Mệnh cùng hiên viên vũ hành ánh mắt, xuyên qua đám người va chạm cùng một chỗ. Hắn nhìn đến,
Hiên Viên Vũ Hành mắt dọc màu vàng óng bên trong, vẫn hòa hợp xương máu, điều này nói rõ hắn không có để xuống sát tâm, thậm chí, càng ngày càng dày đặc. Muốn mạng của ta, vậy cũng đừng trách ta, tiễn ngươi lên đường. Phồn Tinh Trì nhanh mở ra. Lý Thiên Mệnh đứng người lên đi ra ngoài, Hiên Viên Mộc Tuyết đi theo phía sau của hắn, nhanh đi mấy bước, cùng hắn song song ra ngoài. Hắn tóc trắng ánh sáng tinh khiết, mà Hiên Viên Mộc Tuyết mái tóc đen suôn dài như thác nước, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hiên Viên Vũ Hành quay đầu, nhìn lấy bọn hắn rời đi, ánh mắt âm trầm như máu, trong lòng sát cơ, tùy tiện sinh trưởng tốt. Thê thê cuối năm gió, ế ế trải qua ngày tuyết. Nghiêng tai không hy vọng âm thanh, đang nhìn sáng đã khiết. Thiên hạ đệ nhất các, Trạm Tinh Cổ Lộ, Phồn Tinh Trì, Tà Ma Địa Cung, Lục Đạo Kiếm Cung. Lý Thiên Mệnh tại những địa phương này đi tới đi lui, trải qua quy luật mà phong phú thời gian. Ngẫu nhiên mang theo Lâm Tiêu Tiêu, về Nhân Nguyên Tông cùng Kiếm Vương Minh các bằng hữu đoàn tụ một chút, chính là nhân sinh chuyện vui. Lại có hơn nửa tháng đi qua, có Thiên Nguyên Tông Trạm Tinh Cổ Lộ Phồn Tinh Thiên Ý, Lý Thiên Mệnh tu vi, lại đột phá tiếp. Hắn Đế Hoàng Thiên Ý, thuộc về trực tiếp hấp thu Phồn Tinh Thiên Ý, đệ tử khác chỉ có thể quan sát, học tập, căn bản không phải một loại khái niệm. Lại thêm Đông Hoàng Kiếm Tứ Trọng Cửa lớn Thiên Văn, các loại tư nguyên điên cuồng trồng chất phía dưới, lúc này mới sinh ra nghịch thiên giống như tốc độ đột phá. Bực này yêu nghiệt trình độ, ai có thể so sánh? Ngoại trừ Trọng Tu, Vĩnh Sinh Thế Giới Kinh, Khương Phi Linh, xác thực không ai có thể so sánh. Lý Thiên Mệnh tâm lý rất rõ ràng, đây mới là chính mình, khiến người sợ hãi địa phương, mà không phải hắn thực lực trước mắt. Lấy thiên phú đổi lấy tư bản, cũng không tính là vững chắc. Chỉ có tuyệt thế cường giả, mới có tránh thức quyền lên tiếng. Sau đó, hắn vẫn điệu thấp tiến lên, không biết mệt mỏi. Ông trời đền bù cho người cần cù, cuối cùng cũng có hồi báo. Đệ thất trọng, thánh thú mệnh tuyền. Đây là cộng sinh thú đơn độc thuế biến, huỳnh hỏa, miêu miêu cùng lam hoang đều bởi vậy được lợi. Bọn họ ba cái mệnh tuyền, đều có trình độ nhất định mở rộng, tỉ như huỳnh hỏa luyện ngục mệnh tuyền, thì so Lý Thiên Mệnh luyện ngục mệnh tuyền. Phải lớn mạnh một nhiều hơn phân nửa. Nó luyện ngục thánh nguyên, so Lý Thiên Mệnh còn dồi dào. Bất quá, Lý Thiên Mệnh có tam đại mệnh tuyển cùng Đông Hoàng vòng xoáy, bọn họ coi như mệnh tuyển mở rộng, cùng Lý Thiên Mệnh vẫn là không cách nào so sánh được. Theo cảnh giới trưởng thành, bọn họ thái cổ hỗn độn cự thú nhục thân cường độ tiếp tục tăng trưởng, cường độ càng ngày càng đáng sợ, Lý Thiên Mệnh cần phải không ngừng dung hợp tinh nguyên. Tu luyện Trạm Tinh Cổ Thần Thể, mới có thể bắt kịp nhục thể của bọn nó trưởng thành. Đến mức những người khác, căn bản không có cách nào tại nhục thân phía trên, cùng cộng sinh thú so sánh. Huỳnh hỏa là cái trường hợp đặc biệt, phàm là cộng sinh thú đến sinh tử kiếp thú, hình thể đều so sánh to lớn, thân thể tố chất cường đến đáng sợ. Lam hoang mới là phổ biến phương hướng. Nó hiện tại cũng là cái mạnh mẽ đâm tới đại quái thú, chỉ dựa vào nhục thân cường độ. Đều có thể vượt cảnh giới nghiền ép đối thủ. Thái cổ hỗn độn cự thú ở giữa, kỳ thật đều có rất nhiều khác nhau, đều có đặc điểm. Tỷ như huỳnh hỏa cùng lam hoang, thân thể của bọn nó tố chất chênh lệch rất lớn, bất quá, đã từng vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, chưa hẳn so thái cực hồng mông quỷ long kém. Ta ở trong giấc mộng, nhìn không ra bọn chúng hình thể khác nhau, nhưng, lam hoang là một cái hồng mông sơn hải giới, rất có thể so vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng lớn hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, tiểu tứ là tất cả thái cổ hỗn độn cự thú hình thể một cái nhỏ nhất, bây giờ nhìn, nó rất có thể là lớn nhất. Đột phá cổ thánh cảnh đệ thất trọng, hắn cách sinh tử kiếp cảnh, cũng chỉ có hai trọng. Tiếp tục cố gắng, nỗ lực trước thành sinh tử kiếp lại nói. Ánh mắt của ta, không cần phải chỉ để xuống 30 tuổi phía dưới người trẻ tuổi tranh phong, còn muốn lâu dài hơn, mới có thể cùng Linh Nhi, càng có sống tiếp tư bản. Dù sao, tại người này người đều mấy trăm tuổi thế giới, 30 tuổi trở xuống, chỉ là đại lục đám người 10%. Còn có 9 phần 10 người, sẽ chỉ càng mạnh. Lý Thiên Mệnh thường xuyên suy nghĩ tương lai, dạng này có thể đề cao tầm mắt của chính mình, thoát ly hiện thực trói buộc, vì sau này đường làm tốt quy hoạch. Thiên hạ đệ nhất hội, cũng là toàn bộ Viêm Hoàng đại lục, 30 tuổi phía dưới tuổi trẻ thiên tài tranh phong quyết đấu. Thái cổ thần vực mặc dù là đệ nhất thần vực, nhưng cái này đệ nhất. Chỉ là sinh ra trình tự, cùng thực lực không quan hệ. Cái này 2-100 ngàn năm qua, thái cổ thần vực phập phồng, thậm chí bị diệt vong qua, dựa vào một tia truyền thừa kéo dài đến hôm nay, mở lại cương vực. Cũng không phải là nói đệ nhất thần vực, cũng là mạnh nhất thần vực a.
Nghe nói, mặc kệ là tại cường giả phương diện, quân đội phương diện, vẫn là tại thần tông đệ tử phương diện, thái cổ thần tông trước mắt đều hàng tại bình thường, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Nhưng lần này thiên hạ đệ nhất hội, thế nhưng là bát đại thần vực, khí thế hung hăng mà đến. Lý Thiên Mệnh không có khả năng nhẹ nhõm. Những người này cũng là nhằm vào Khương Phi Linh. Hắn không thể không, cùng thái cổ thần tông trói chặt cùng một chỗ, vì thái cổ thần tông mà chiến, vì hắn tôn thần mà chiến. Nếu là thái cổ thần tông đều sụp đổ, trên thế giới, nơi nào còn có ta cùng Linh Nhi đất dung thân. Hiện tại cảnh giới đột phá quá hung mãnh, muốn thông qua tử linh rãnh trời trốn về thập phương đạo quốc, đoán chừng cũng không dễ dàng. Chúng ta, ngoại trừ tranh đấu, không có đường lui. Lần này, vì sống sót mà đánh đi. Hắn đi đến hôm nay, tất cả chiến đấu, đều có không giống nhau ý nghĩa. Chu Tước Quốc, vì báo thù, vì trả thù. Đông Hoàng Cảnh, vì phục hưng Lý Thị Thánh Tộc, vì nghịch thiên cải mệnh. Thần Đều Phong Vân, vì thương sinh cùng chính đạo, phá vỡ thần quốc. Sứ mạng của hắn càng lúc càng lớn. Thế nhưng là đi tới Viêm Hoàng Đại Lục hạch tâm chi địa, đối mặt chín đại thần vực đỉnh cao cường giả nhóm, sứ mạng của hắn lại biến đến rất rất nhỏ, cái kia chính là vì sinh tồn, vì còn sống. Còn sống, mới là hết thảy căn bản. Sống sót, mới có thể cùng Khương Phi Linh cùng một chỗ dắt tay, nắm giữ tự do, nắm giữ tôn nghiêm, mới có tư cách gần nhau. Trạm tinh cổ lộ, phồn tinh trì. Hôm nay đã dung luyện 4 khỏa tinh nguyên, hoàn thành nhiệm vụ. Còn có 1 phút thời gian, phồn tinh kết giới mới sẽ mở ra, để hắn rời đi. Lý Thiên Mệnh ngồi tại phồn tinh trì bên cạnh, đoạn thời gian này quá mệt mỏi, hắn trước nghỉ ngơi một hồi. Lập tức lại phải đi tà ma địa cung, khai mở điều thứ 8 chấn hồn mạch. Hắn tựa như là mau chóng dây cót người, ai cũng hâm mộ hắn thiên tài ngang dọc, mà hắn chỉ là muốn cùng Linh Nhi cùng một chỗ sống sót. Bao nhiêu, Hiên Viên Mộc Tuyết theo phồn tinh trì bên trong tới, nàng gót sen uyển chuyển, đi đến Lý Thiên Mệnh bên người đến, hiếu kỳ hỏi. 200, Lý Thiên Mệnh nói. Thật lợi hại, ta mới chỉ có 51, mà lại, người dung luyện chính là 4 loại khác biệt tinh nguyên. Lại có thể hoàn mỹ dung hội, thực sự thật là đáng sợ. Bọn họ nói, người bây giờ trạm tinh cổ thần thể, so duy nhất tinh nguyên trạm tinh cổ thần thể, dung luyện 400 viên tinh nguyên, đều còn mạnh hơn. Hiên Viên Mộc Tuyết sợ hãi than nói. Cần phải ngươi thổi ta, mỗi lần đi Hiên Viên Hồ, mẹ ngươi mau đưa ta thổi lên trời. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hiên Viên Mộc Tuyết mẫu thân, đồng dạng là 9 đại thần điện điện chủ. Tên là Hiên Viên Ngu, tại thái cổ Hiên Viên thị địa vị cũng rất cao. Còn cha nàng, nghe nói là cái người ở rể. Ta cũng không phải thổi, người cái này thể chất xác thực lợi hại, mẹ ta mỗi ngày tại bên tai ta nói, tôn thần ánh mắt tốt bao nhiêu đây. Hiên Viên Mộc Tuyết mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn quan hệ, đã khá nhiều. Bất quá, Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn một nhà, vẫn là có một chút ngăn cách, cái kia chính là Hiên Viên Vũ Phong. Cái này rất khó tiêu trừ, nhất là mẫu thân của nàng Hiên Viên Ngu. Cùng vị điện chủ này nói chuyện, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được nàng nhiệt tình phía dưới hậm hực. Mộc Tuyết, chuyện của anh ngươi, ta hiện tại có chút hối hận. Lý Thiên Mệnh nói. Vì cái gì nói như vậy? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Thái cổ Hiên Viên thì đối với ta rất tốt, tôn thần đối với ta cũng tốt. Người nhà của ngươi, cũng không tệ, nhưng lại có như vậy một kiện sự tình, thành không thể xóa nhòa ngăn cách. Ta không phải cho là mình lúc trước làm sai, mà chính là cảm thấy, nếu là không có chuyện này, ta và ngươi, cũng có thể trở thành hảo bằng hữu đi. Lý Thiên Mệnh nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ai cũng không nhìn thấy, về sau sẽ phát sinh cái gì, cái này không trách được ngươi. Đi một bước nhìn một bước đi, nhân sinh khuyết điểm rất nhiều, ta cũng không biết, cái kia vì chuyện nào thống khổ. Hiên Viên Mộc Tuyết nói, thật xin lỗi, Lý Thiên Mệnh nói. Không nói cái này đi, không nói còn có thể dễ dàng một chút. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Cái kia trò chuyện cái gì? Đúng, ngươi sẽ tham gia thiên hạ đệ nhất hội sao? Ta nghe nói, bát đại thần vực cường giả đệ tử, đã nhập cảnh, chính hướng về thái cổ thần tông mà đến, đoán chừng thì 2 ngày này sẽ tới đạt. Lập tức liền muốn khai chiến. Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên hạ đệ nhất hội cánh cửa, tối thiểu đều là nhị trọng sinh kiếp. Ta nhìn có thể hay không tranh thủ một chút. Sau cùng mấy ngày thoát ly tử kiếp, đột phá sinh kiếp đi. Nếu là có thể thành, ta nhất định tham gia. Lần này, người là giao thớt, ta là thịt cá. Bọn họ đều muốn khi dễ chúng ta,
ta dù là vì Thái Cổ Hiên Viên Thị, vì tôn thần mà chết, ta đều nghĩa vô phản cố, chết cũng không tiếc. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Nàng cười khổ một cái, nhếch miệng, nói, thần tông đại kiếp, bấp bênh, thiên mệnh, người nói người thù riêng, nhi nữ tình trường, lại đáng là gì? Chúng ta Thái Cổ thần tông, theo đệ nhất thượng thần bắt đầu truyền thừa 200.000 năm, phập phồng, cái gì sinh tử đều trải qua, có thể đang chém giết lẫn nhau bên trong sống tiếp, mới có tư cách làm vĩnh hằng thị tộc. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, thiên hạ đệ nhất hội, sẽ có nguy hiểm gì? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không biết sao? Nói đi, ta vùi đầu khổ tu, còn không có hiểu bao nhiêu. Chúng ta là sợ người của đối phương, bỗng nhiên làm khó dễ, nhân cơ hội này, công chiếm Thái Cổ thần tông sao? Lý Thiên Mệnh nói. Cái này đương nhiên không có khả năng, phó ước tham gia thiên hạ đệ nhất hội bát đại thần vực cường giả, tuy nhiên đều rất đỉnh phong, nhưng sẽ không quá nhiều, bọn họ mang theo thiên tài, đối thần tông càng không sát thương lực. Quân đội của bọn hắn, không có bước vào Thái Cổ thần vực, chỉ dựa vào phó ước tiến đến cường giả, dù là bát đại thần vực liên thủ, cũng không thể tại trên địa bàn của chúng ta dương oai a. Dù sao nơi này là đại bản doanh của chúng ta, Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Vậy chúng ta sợ cái gì? Không phải liền là đệ tử ở giữa công bình giao phong. Lý Thiên Mệnh nói. Không đồng dạng, Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Nói thế nào? Trước mắt bát đại thần vực, chính thức phi tôn thần trở về, làm ra tương đối mãnh liệt phản ứng, chỉ có Lưỡng Nghi Ma Tông cùng Lục Đạo Kiếm Tông, nhưng, phụng trộm có bao nhiêu người, cùng bọn hắn đã đạt thành liên minh, hoàn toàn nhìn không ra, thần tông cũng một mực rất nỗ lực cùng một số quan hệ tốt thần vực hòa đàm. Tặng lễ, cắt đất, đều là phổ thông, nghe nói có chút thần vực công phu sư tử ngoạm, cực kỳ quá phận. Chúng ta bây giờ đến cùng ổn định mấy cái thần vực, cũng không thể xác định, hơn nữa còn phải sợ những người này phản chiến phản công. Mẹ ta kể, chúng ta cần phải làm cho tốt, bị bát đại thần vực vây công chuẩn bị, về phần bọn hắn đến cùng thái độ như thế nào, tại thiên hạ đệ nhất hội liền có thể nhìn ra. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thấy thế nào, Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên hạ đệ nhất hội, đệ tử tranh phong chém giết, quy định cho phép giết người. Bất quá, trước kia mỗi lần tranh phong, các đại thần vực ở giữa chung sống hòa bình, đều sẽ có thu tay lại, điểm đến là dừng, tối thiểu để các phương diện con phía trên không có trở ngại. Nhưng là lần này, nếu là bọn họ quyết tâm, muốn diệt vong chúng ta Thái Cổ thần tông, liền sẽ theo trời mới bắt đầu chu sát, cho chúng ta trấn nhiếp. Đến lúc đó, rất có thể sẽ xảy ra chuyện như thế, cái kia chính là, chúng ta tất cả tham chiến thiên nguyên đệ tử, đều bị đuổi tận giết tuyệt. Nếu như vậy, chẳng những có thể tạo thành thiên tài đứt gãy, đoạn tuyệt chúng ta Thái Cổ thần tông tương lai, càng có thể nghiêm trọng cảnh cáo chúng ta, chế tạo khủng hoảng. Thậm chí, đạt thành một loại chúng ta Thái Cổ Hiên Viên thị, đều không thể thừa nhận hậu quả. Hiên Viên Mộc Tuyết biểu lộ nghiêm túc nói. Hậu quả gì? Lý Thiên Mệnh thanh âm lạnh xuống. Ta nghe mẹ ta kể, bọn họ rất có thể, lấy phương thức như vậy, buộc chúng ta giao ra tôn thần, để bọn hắn. Thí thần, Hiên Viên Mộc Tuyết lo lắng nói. Không giao ra, liền đem Thái Cổ thần tông đệ tử giết sạch. Lý Thiên Mệnh não tử nóng lên, trong lồng ngực lửa giận lăn lộn, sát khí tràn ngập. Đã như vậy, vì sao còn muốn tổ chức cái này thiên hạ đệ nhất hội? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta mới vừa nói, đều là tồn tại khả năng. Các trưởng bối cũng tại tích cực cùng còn lại thần vực câu thông, đi lôi kéo quan hệ. Ta nói chính là xấu nhất tình huống, mà lại, thiên hạ đệ nhất hội quy tắc, dù sao công chính công bình, tại quy tắc bên trong tự vệ không tính rất khó, ông trời của chúng ta nguyên đệ tử, cũng không có kém đến mặc người thịt cá trình độ. Nếu là thiên hạ đệ nhất hội cũng không dám tổ chức, kia liền càng sẽ bị người chế giễu, thậm chí là một loại nhận sợ, sợ hãi biểu hiện, này lại cho liên minh còn lại thần vực, gia tăng độ khó khăn. Mà lại, thần tông nội bộ ý kiến không đồng nhất, quan tại thiên hạ đệ nhất hội phải chăng tổ chức, trải qua rất nhiều thảo luận, sau cùng, nghe nói là thiên nguyên tông chủ Phương Thái Thanh, làm quyết định sau cùng. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Đã hiểu, cái kia chính là không thể không chiến. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao, vì thần tông, vì tôn thần chiến tử, sau khi chết cũng là anh linh, chúng ta không oán không hối. Hiên Viên Mộc Tuyết nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Đây là thôi miên độc dược của mình sao? Lý Thiên Mệnh nói. Không phải, đây là trên người chúng ta chảy huyết, dạy sinh mạng của chúng ta ý nghĩa thà làm chiến tử quỷ, không làm dân mất nước. Ta 17 tuổi, ta không sợ chết. Hiên Viên Mộc Tuyết hai mắt đỏ thẫm. Không tệ, đem ta cảm động. Lý Thiên Mệnh thanh âm trầm giọng nói.
Người đây, tham chiến sao? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Ta không tham chiến, để bọn hắn bức thần tông giao ra tôn thần sao? Để cho nàng bị người trong thiên hạ trước mặt bị giết sao? Lý Thiên Mệnh chừng lấy nàng, thấp giọng giống lên một câu. Bộ dáng của hắn như đẫm máu dã thú, vô cùng hung hãn. Ngươi thất thố, xem ra tôn thần đối ngươi rất trọng yếu. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Thật xin lỗi, Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một lần, để cho mình bình tĩnh lại. Có thể, đầu óc của hắn vẫn là nóng. Vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, nghĩ đến Khương Phi Linh sẽ chết, hắn liền hàm răng đều đang run rẩy, cả người nôn nóng bất an, đi qua đi lại, não tử đều đốt lên, hai tay nắm rất chặt. Đi chết, đều đi chết. Hắn mí mắt nhảy dồn dập, bờ môi đều bị chính mình cắn chảy máu. Người khác quá khẩn trương, ta nói chính là xấu nhất tình huống. Bất kể như thế nào, chúng ta Thái Cổ Hiên Viên thị, thề sống chết thủ vệ tôn thần, trừ phi diệt tuyệt chúng ta, để Hiên Viên Hồ thây ngang khắp đồng, nếu không, không ai có thể đụng tôn thần. Hiên Viên Mộc Tuyết chân thành nói. Người có phải hay không yêu mến tôn thần rồi? Hiên Viên Mộc Tuyết bỗng nhiên nói. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Ngươi nói nhăng gì đấy, nhàm chán. Hắn nói. Ta nói mò, ngươi vừa mới dáng vẻ, quá giống. Như cái gì? Bị nhi nữ tình trường cùng sinh ly tử biệt chọc giận nam nhân. Loại lời này chớ nói lung tung, tôn thần là thượng thần, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, hiểu không? Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Cần ngươi nói, nơi này là phồn tinh trì, ta muốn là ở bên ngoài nói câu nói này. Mẹ ta đều phải đem ta quất chết. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Lý Thiên Mệnh nuốt một miếng nước bọt. Hắn nhìn lấy phồn tinh trì xuất thần. Mộc Tuyết. Nếu như, bọn họ bắt đầu giết thần tông thiên nguyên đệ tử, vậy ta đem bọn hắn người, đều cho giết sạch, bọn họ còn có thể trấn nhiếp uy hiếp chúng ta sao? Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia chính là muốn khai chiến. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Mộc Tuyết. Sóng vai rời đi phồn tinh trì, cùng một chỗ đến tà ma địa cung tu hành. Sau khi kết thúc, lại đồng thời rời đi. Ngày mai gặp, Lý Thiên Mệnh cùng nàng tạm biệt. Ngày mai gặp, màn đêm buông xuống, gió tuyết đan xen, Hiên Viên Mộc Tuyết khẽ cười cười, xoay người bước vào trong bóng tối. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng rời đi. Thái Cổ Hiên Viên thị. Hắn nhận thức lại cái này thị tộc. Hiên Viên Vũ Phong chống trường thương, đứng đấy chết một màn, trong đầu tái hiện. Thà tác chiến người chết, không làm dân mất nước. Ánh mắt của hắn trong đêm tối, nhiệt liệt như lửa, trong lòng sát cơ đã sớm lan tràn. Huỳnh hỏa. Ta muốn làm, thiên hạ đệ nhất. Đêm dài biết rõ tuyết trọng, lúc ngửi xếp trúc âm thanh. Tĩnh mịch chi dạ, Hiên Viên Mộc Tuyết ngồi tại hải hồn mệnh long trên thân, tầng trời thấp chạy như bay, trở về Hiên Viên Hồ. Hiên Viên Hồ phụ cận, chính là đệ tử tầm thường không được đến gần địa phương. Đêm dài thời khắc, càng là ít ai lui tới. Mộc Tuyết. Phía trước bỗng nhiên có người hô hoán, Hiên Viên Mộc Tuyết ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước chỗ tối tăm, đứng đấy một cái bạch y nam tử. Hắn mặt mỉm cười, mi tâm mắt dọc, trong đêm tối lóe ra ánh sáng lóa mắt sáng chói. Vũ Hành ca ca, có chuyện gì sao? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Đây không phải một trận ngẫu nhiên gặp, mà là đối phương tại đợi chờ mình. Không có việc gì, nói chuyện phiếm một chút. Hiên Viên Vũ Hành ngự không tới, đứng ở hải hồn mệnh long phần lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hiên Viên Mộc Tuyết. Ngươi nói đi. Ta nhìn ngươi những khi này, cùng Lý Thiên Mệnh đi được rất gần, người khác đều đang nghị luận các ngươi có đôi có cặp, biết không? Hiên Viên Vũ Hành hỏi. Không biết, bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ là trùng hợp thuận đường mà thôi. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ta không tin, mười mấy tuổi cô nương, gặp phải một cái hư tiểu tử. Mới biết yêu rất bình thường. Hiên Viên Vũ Hành nói. Nhàm chán, nhân sinh của ta còn có chuyện trọng yếu hơn, Vũ Hành ca ca rất thanh nhàn sao. Vậy mà đối loại này bát quái cảm thấy hứng thú. Hiên Viên Mộc Tuyết thản nhiên nói. Ta cũng không hứng thú. Ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi quan hệ đều tốt như vậy, Lý Thiên Mệnh, có hay không cùng ngươi đã nói một việc. Hiên Viên Vũ Hành nhỏ cười nói. Sự tình gì? Đoạn trước thời gian, có cái ban đêm. Ta cùng hắn đều tại tà ma địa cung, vừa vặn không ngoại nhân, ta thử qua giết hắn, nhưng là bị hắn chạy trốn. Hiên Viên Vũ Hành nói. Hiên Viên Mộc Tuyết ngây ra một lúc. Vũ Hành ca ca, đừng nói giỡn, ngươi muốn là như vậy làm, lại để cho hắn chạy, hiện tại ngươi thì đợi trong tù. Hiên Viên Mộc Tuyết nói.
Ngươi nói hắn cũng không dám cáo trạng, nói rõ cái gì? Hiên Viên Vũ Hành nhìn chằm chằm con mắt của nàng hỏi. Không biết. Nói rõ hắn đối với mình quá tự tin. Nói rõ hắn cho rằng, ta chỉ có thể mua dây buộc mình, căn bản không làm gì được hắn. Nói rõ hắn xem thường ta Hiên Viên Vũ Hành. Hắn mỉm cười nói, nhưng thanh âm càng ngày càng nặng, trong mắt hung quang cũng càng ngày càng nặng. Ngươi nói là sự thật. Đương nhiên a. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi điên rồi sao? Ngươi có lý do gì ghen ghét đến trên người hắn? Hiên Viên Tiêu Thúc Thúc đều bị ngươi nhóm bắt tay giảng hòa, hắn không cùng người so đo, ngươi phát điên vì cái gì đâu? Hiên Viên Mộc Tuyết im lặng nói. Há, liền ngươi tiểu nha đầu này, cũng xứng dạng này, vì ngoại nhân đến khiển trách ta sao? Hiên Viên Vũ Hành cười hắc hắc nói. Vũ Hành ca ca, đem ý nghĩ thả tại thiên hạ đệ nhất hội phía trên, quay đầu là bờ đi. Hắn không cùng người so đo, đã rất tốt. Hắn đây không phải không so đo, mà chính là chờ lấy về sau chính mình báo thù đâu, ngươi nói, ta có thể buông tha hắn sao? Hiên Viên Vũ Hành kích động nói. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Ngươi có thể làm thế nào? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Đơn giản. Hiên Viên Vũ Hành chợt cười to. Chỉ trong nháy mắt, hắn mi tâm ánh mắt, đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh khủng kim sắc cường quang, quang mang kia như là đao kiếm, quá nhanh quá hung mãnh, một khi bạo phát, thế như trẻ tre. Kim cương tịch diệt chi nhãn, Hiên Viên Mộc Tuyết đồng tử phóng đại. Cái này kinh khủng nhãn thuật, cũng không có công kích gần trong gang tấc Hiên Viên Mộc Tuyết. Hiên Viên Vũ Hành đang thi triển thời điểm, đột nhiên quay đầu, để một đạo kim quang này, trực tiếp xuất tại Hải Hồn Mệnh Long trên thân. Mặc kệ là Hiên Viên Mộc Tuyết vẫn là Hải Hồn Mệnh Long, đều không kịp phản ứng. Nàng sao sẽ nghĩ tới, hắn sẽ đối với mình ra tay. Oanh! Chỉ là trong tích tắc, so lôi đình còn nhanh quang mang, thì trong nháy mắt quán xuyên Hải Hồn Mệnh Long đầu rồng, máu me khắp người. Ngao ô! Hải Hồn Mệnh Long ánh mắt tán loạn, tại chỗ ngã xuống đất tử vong. Đầu của nó đều bị xuyên thấu. Lam lăng! Hiên Viên Mộc Tuyết sắc mặt đại biến, ánh mắt đờ đẫn. Lòng như đao cắt. Hiên Viên Vũ Hành bỗng nhiên xuất thủ, giết nàng một đầu cộng sinh thú. Đừng để một đầu khác đi ra, nếu không, nó cũng phải chết. Còn có, chớ có lên tiếng, không nên ồn ào. Hiên Viên Vũ Hành cười lạnh, giống như quỷ mị xuất hiện tại phía sau của nàng. Hiên Viên Vũ Hành, người có bệnh. Nàng toàn thân như đao rảo sát, đau đến khó có thể hô hấp, nước mắt ào 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 rơi xuống. Hiên Viên Vũ Hành. Giết nàng thân nhất đồng bọn. Tại nàng đột nhiên quay người thời điểm, Hiên Viên Vũ Hành xuất hiện, nhị trọng tử kiếp hạ nhất quyền, đánh vào bụng của nàng phía trên. Ách! Hiên Viên Mộc Tuyết phun ra một ngụm máu, ngũ tạng lục phủ rung chuyển, cơ hồ bị lực lượng của hắn xé rách. Nhẹ nhàng đẩy, kém chút đem người cũng phế đi. Hiên Viên Vũ Hành tiến lên đây, bóp lấy cổ của nàng, liên tục đánh hai bàn tay. Mộc Tuyết, người phải chết đây. Hắn âm u cười lạnh. Mi tâm mắt dọc, dần dần đỏ bừng. Ngươi vì cái gì? Hiên Viên Mộc Tuyết đè lại tay của hắn, ra sức giãy giụa lấy. Nếu như không phải hắn xuất thủ quá đột ngột, nàng làm sao đều không đến mức, một chút lực hoàn thủ đều không có. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, người như hắn, lại có như thế hèn hạ một ngày. Không có vì cái gì a? Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu, chúng ta người trưởng thành, vì đạt thành mục đích, liền phải không từ thủ đoạn. Hiên Viên Vũ Hành cười lạnh nói. Cái dạng gì mục đích, để ngươi giết Lam Lăng, để ngươi biến thành tiện súc, để ngươi đã mất đi phòng tuyến cuối cùng cùng nguyên tắc. Hiên Viên Mộc Tuyết khó có thể hô hấp, cổ của nàng sắp bị chặt đứt, thân thể trọng thương, càng là đau đến phát run. Rất đơn giản, xét thấy các ngươi quan hệ không tệ, ta muốn cầm ngươi làm mồi nhử, dẫn dụ hắn mắc câu, sau đó cầm đầu của hắn đi gặp tôn thần, nói cho nàng, ta càng thích hợp làm đệ tử của nàng. Càng thích hợp vì nàng chinh phục thiên hạ, vì nàng cống hiến mệnh của ta. Hiên Viên Vũ Hành cười ha ha nói. Ngươi đã mất đi thần trí sao? Hắn có kiếm vô phong bảo hộ, ngươi tuyệt đối không động được hắn, mà lại, tôn thần sẽ giết ngươi. Hiên Viên Mộc Tuyết ánh mắt xéo qua, nhìn đến mặt đất Hải Hồn Mệnh Long thi thể, đã lệ rơi đầy mặt. Xuyệt! Hiên Viên Vũ Hành nắm miệng của nàng, nói, đừng nói chuyện, tiếp đó, dùng con mắt của ngươi nhìn. Hôm sau, Phồn Tinh Trì. Hôm nay Mộc Tuyết không có tới. Theo Phồn Tinh Trì mở ra đến bây giờ, nàng lần thứ nhất vắng mặt. Thiếu nàng, còn có một chút không quen. Lý Thiên Mệnh không có nghĩ quá nhiều, tiếp tục dung luyện tinh nguyên.
trước mấy ngày đều có thể đụng chạm đến, cái kia xanh biếc kiếp văn linh tai, hôm nay là ngày tháng tốt, thử một lần đi. Lý Thiên Mệnh theo Phồn Tinh chỉ đi ra, hồng quang đầy mặt. Nghe nói hắn hôm nay muốn nếm thử, tiểu thải trứng cao hứng vô cùng, tại cộng sinh không gian bên trong trên nhảy dưới tránh. Lý Thiên Mệnh đem nó đem ra, thả trong tay, cái này đồ chơi nhỏ chính trong tay đi lòng vòng đây. Yên tâm đi, ta tranh thủ hôm nay, liền để ngươi thấy cái thế giới này. Tiểu Đông Tây, đợi lâu. Lý Thiên Mệnh không có đi tà ma địa cung, mà chính là trực tiếp lên Thiên Nguyên Đỉnh. Ngẫu nhiên gặp Âu Dương Kiếm Vương. Thiên kiếp kiếm khí bao nhiêu đạo? 500. Quá ít, tiếp tục cố gắng. Âu Dương Kiếm Vương mi đầu rung động run một cái, cưỡng ép hạ thấp. Ha ha. Thiên Mệnh, trẻ trung không nỗ lực, lớn lên không có chít chít. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ca, Tinh Hà muốn chuyển thiên phàm múa, trợn to mắt chó thấy rõ ràng. Lý Thiên Mệnh đối nói. Ta ngất, ngươi có thể a? Âu Dương Kiếm Vương trợn mắt nói. Đa tạ, đa tạ. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Nói xong quay người, đang muốn bước vào Thiên Nguyên Đỉnh, bỗng nhiên Âu Dương Kiếm Vương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn mập mờ cười một tiếng. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Phồn Tinh chỉ tinh nguyên, mỗi cái đều so với người đầu còn lớn hơn. Đến hôm nay, Lý Thiên Mệnh đã đem vượt qua 200 tinh nguyên, dung luyện tiến thân thể gân cốt, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ cùng trong da. Những thứ này tinh nguyên chỉ là chồng chất cùng một chỗ, đều có thể chật ních một gian phòng, lớn như vậy thể tích dung luyện nhập thể, để hắn chạm tinh cổ thần thể vô cùng bền bỉ, kiên cường. Đừng nói là thánh thú binh, cũng là phổ thông kiếp khí, rất có thể đều không thể xuyên thấu da của hắn. Thân thể máu thịt tăng lên, thậm chí mang đến lực lượng, tốc độ, linh hoạt cùng phòng ngự các phương diện toàn diện tăng lên. 200 tinh nguyên chạm tinh cổ thần thể, tăng thêm 500 thiên kiếp kiếm khí thiên kiếp kiếm thể. Ta bây giờ coi như không sử dụng thánh nguyên, cũng rất mạnh. Thân thể máu thịt chính là người căn bản, phương diện này tăng lên mang tới cải biến càng lớn, tinh nguyên dung luyện hội tụ, để hắn ngũ tạng lục phủ, gân cốt huyết nhục, tinh quang du chuyển, phảng phất giống như tinh hải. Kể từ đó, cả người khí chất, xem ra đều tăng lên không ít. Thiên Viên Vũ Hành tu luyện có kim loan long nhân thể, lại có hơn 300 tinh nguyên. Bất quá, nếu luận mỗi về nhục thân cường độ, hắn đoán chừng cùng ta không sai biệt lắm. Ta còn nhiều thêm thiên kiếp kiếm khí. Phương diện này, Hiên Viên Vũ Hành đã là Thiên Nguyên Tông đỉnh cấp. Thân thể như vậy cường độ, phải chăng làm cho ta, chui vào Thiên Nguyên đỉnh dưới đáy. Hắn đã chìm vào linh tai trong hải dương, xuyên qua hỏa diễm, lôi đình, hàn băng, phong bạo các loại linh tai hải dương, không ngừng xâm nhập. Từng để cho hắn khó chịu kiếp văn linh tai, đối bây giờ nắm giữ trạm tinh cổ thần thể hắn tới nói. Hoàn toàn không hề ảnh hưởng. Linh tai chủng loại rất nhiều, có chút thậm chí có chứa kịch độc, có thể coi là độc vụ, trên cơ bản đều không thể xâm lấn hắn chạm tinh cổ thần thể. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện ra của hắn, có chút cùng loại lam hoang vô cực tinh long đồ. Liền cái kia thiên kiếp kiếm khí, thậm chí đều dung nhập mái tóc dài của hắn bên trong, tùy thời đều có thể chảy ra đến, xuyên thấu đối thủ. Nếu như là hỏa diễm, lôi đình các loại bốn loại thuộc tính kiếp văn linh tai. Cho dù là thiên kiếp kiếm khí linh tai, bởi vì tinh nguyên quan hệ, đối với hắn lực sát thương, đã thấp đến kinh người. Dung luyện tinh nguyên, tu luyện trạm tinh cổ thần thể, làm cho ta gia tăng hấp thu thiên kiếp kiếm khí tốc độ. Cái này hai đại luyện thể chiến quyết, hỗ trợ lẫn nhau, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Đây hết thảy, đều là Lý Thiên Mệnh hôm nay, muốn cho tiểu tứ ra đời lòng tin. Mà giờ khắc này, hắn thấy được. Xuyên qua kiếp văn linh tai tàn phá bừa bãi. Chìm đến Thiên Nguyên đỉnh tận cùng dưới đáy, một mảnh ốc đảo xuất hiện tại trước mắt. Đó là nắm giữ bốn đầu kiếp văn linh tai, tên là Sinh Mệnh Mộc Linh. Đừng nhìn thứ này xanh mơn mởn, lộ ra sinh cơ giạt rào dáng vẻ, kỳ thật nó chuyên môn am hiểu hấp thu huyết nhục tinh hoa, nhưng phàm là vật sống đi vào, đều muốn bị cướp bóc sinh cơ, hút thành thây khô. Đây là Lý Thiên Mệnh hôm nay mới tiến vào nguyên nhân, không làm tốt đầy đủ chuẩn bị, căn bản nhịn không được. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Lý Thiên Mệnh mặt mỉm cười, nhìn trong tay tiểu thải trứng hỏi. Tiểu thải trứng ừ gật đầu. Cái kia, liều mạng a. Tiểu thải trứng tụt tay, đâm vào ót của hắn lên, tựa hồ tại oán trách nó lề mề chậm chạp. Ha ha! Lên đi, nơi này là Thiên Nguyên đỉnh dưới đáy, ít ai lui tới, ngươi vừa vặn có thể vụng trộm ấp trứng. Hắn hít thở sâu một chút, cầm lấy tiểu thải trứng,
trực tiếp vọt xuống dưới. Chúng ta đây coi như là ăn cắp, sinh mệnh mộc linh, nhưng là, ca ca ta là trộm thiên nhất tộc, làm được cũng là ăn cắp sự tình a. Có câu nói gọi là gì tới, cướp cũng có đạo, đúng. Sinh mệnh mộc linh loại vật này, đối huyết nhục sức sát thương cực mạnh, phàm là nhục thân tố chất kém chút, đi vào đều phải bốc hơi. Lý Thiên Mệnh đầu sắt, trực tiếp mang theo tiểu thải trứng vọt vào. Phù phù. Hắn thì cùng nhảy cầu giống như, trong nháy mắt bị sinh mệnh mộc linh chìm ngập. Cái kia sinh mệnh mộc linh mặt ngoài, chấn tạo nên từng trận gợn sóng. Cộng sinh không gian bên trong. Lý Thiên Mệnh, chịu đựng a, mau ra đây, ta nhìn thấy đầu. Huỳnh hỏa trên nhảy dưới tránh, phi thiên độn địa, biểu lộ khoa trương nói. Chịu đựng, tuyệt đối không nên từ bỏ, thêm chút sức a, em gái ta mau ra đây. Miêu miêu trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, trên mặt nụ cười, lười biếng nói. Sinh a, nhanh sinh a, ta muốn làm ca ca a, ha ha. Lam Hoàng hưng phấn xung quanh, thanh âm đinh tai nhức óc. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, nhanh để chúng nó nhao nhao điên rồi. Im miệng. Sơ nhập sinh mệnh mộc linh, cảm giác giống như không có gì, nhưng là rất nhanh, cái kia sinh mệnh mộc linh thì dán tại huyết nhục của mình trên da. Thảo. Hắn trừng mắt. Hắn cảm giác thân thể của mình, thì cùng bò đầy con đỉa giống như, cái này sinh mệnh mộc linh hút vẫn là huyết, mà chính là mệnh. Nếu không phải thân thể đủ mạnh mẽ, sao có thể tiếp nhận bực này tra tấn. Trên da rẻ của hắn tinh quang thiểm diệu, tạm thời ngăn cách sinh mệnh mộc linh, hắn có thể thở một cái. Có thể cái kia kịch liệt đau nhức vẫn tồn tại, sinh mệnh mộc linh ngay tại xâm lấn hắn ra thịt. Chịu đựng. Hắn cắn răng, chìm đến sinh mệnh mộc linh dưới đáy. Nhanh sinh a, thêm chút sức, người đã nứt ra. Huỳnh hỏa bọn họ còn tại la to. Lý Thiên Mệnh còn tại liều chết, tiểu thải trứng cũng là nó hy vọng. Cái kia tiểu thải trứng, trước mắt ngay tại trên bàn tay của hắn, vừa mới tiến đến, nó liền bắt đầu điên cuồng hấp thu sinh mệnh mộc linh. Từng nhớ đến, Huỳnh Hỏa ra đời thời điểm, đều không cần linh tai. Miêu miêu đản sinh thời điểm, Lý Thiên Mệnh còn tại linh nguyên cảnh, cần có chỉ là màu đỏ thiên văn lôi đình. Lam Hoàng xuất sinh, Lý Thiên Mệnh là thiên ý cảnh giới, hội tụ đông hoàng cảnh hai đại kết giới thánh thiên văn linh tai. Thế mà, hiện tại sinh mệnh mộc linh, đây chính là nắm giữ bốn đầu kiếp văn linh tai, mà lại số lượng còn không ít. Tiểu gia hỏa này vừa ra đời. Liền cần cùng ta vào tới cổ thánh cảnh đệ thất trọng, lực lượng của nó, mới có thể lưu ở trong thân thể của ta. Cổ thánh cảnh so thiên ý cảnh mạnh hơn nhiều lắm, cho nên cần linh tai, hoàn toàn không là một loại khái niệm. Ong ong ong. Để Lý Thiên Mệnh thở vào thời điểm, tiểu gia hỏa này khẩu vị càng lúc càng lớn, hấp thu sinh mệnh mộc linh tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta cũng phải thừa nhận sinh mệnh mộc linh, mới có thể chuyển hóa sinh mệnh mộc linh lực lượng nhập thể, cộng sinh tu luyện. Đang sinh ra chi thế bên trong, đem linh tai chuyển hóa làm lực lượng, là thái cổ hỗn độn cự thú thiên phú. Lý Thiên Mệnh cần cùng nó tránh thức cộng sinh tu luyện, thành lập thú mạch liên tiếp, mới có thể nắm giữ loại thiên phú này. Rầm rầm rầm. Nó nuốt sinh mệnh mộc linh càng nhiều, Lý Thiên Mệnh thì càng nhẹ nhõm. Thêm ít sức mạnh, Lý Thiên Mệnh nói. Hoảng hốt ở giữa, Lý Thiên Mệnh đã nghe được, nó cùng mình tâm linh câu thông thanh âm. Tạch tạch tạch. Thanh âm quen thuộc, lần nữa truyền đến. Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên nhìn đến, tiểu thải trứng lên vết nứt càng ngày càng lớn, thẳng đến lít nha lít nhít. Tại cái này vết nứt nội bộ, truyền đến màu trắng quang mang kia vô cùng thánh khiết, có khiến người ta như nhặt được tân sinh lực lượng. Trứng, phá. Lý Thiên Mệnh lệ nóng doanh tròng. Tiểu gia hỏa này, rốt cục ra đời a. Nó xuất sinh về sau, chung quanh sinh mệnh mộc linh. Càng là điên cuồng hướng về trên người của nó tụ đến. Lý Thiên Mệnh còn không thấy rõ ràng bộ dáng của nó liền bị sinh mệnh mộc linh nuốt sống. Hắn lờ mờ nhìn đến, cái kia tựa như là một quả màu sắc rực rỡ hạt giống. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh bàn tay phải lên, truyền đến cảm giác tê dại, giống như có từng cây gai nhọn, đâm vào trong bàn tay của chính mình, đâm vào trong máu thịt. Cái này tựa như là sợi rễ của nó. Nói cách khác, nó nảy mầm. Lý Thiên Mệnh tay là chạm tinh cổ thần thể, cái này tiểu tứ vừa mới nảy mầm ra sợi rễ, vậy mà có thể đâm xuyên huyết nhục, có thể thấy được hắn lợi hại cùng đặc thù. Xì xì xì. Ngay sau đó, cái kia cần không ngừng tại trong máu thịt của hắn ghé qua, tựa hồ đem hắn cả một đầu cánh tay đều cuốn lấy. Có thể kỳ quái là,
Lý Thiên Mệnh không cảm giác được đau đớn, dường như căn này cần, là bên cạnh hắn một bộ phận. Hắn cúi đầu xem xét, trên cánh tay của mình, quấn quanh lấy lít nha lít nhít màu đen sợi rễ, những thứ này sợi rễ theo máu thịt bên trong đi ra, lại từ máu thịt bên trong đi vào, có thể lại không có một chút máu tươi chảy ra. Bất quá, coi như không đau, hình tượng này vẫn còn có chút tê cả da đầu. Thơm quá! Tiểu gia hỏa này vốn là có mùi thơm, bây giờ xuất sinh, càng là mùi thơm nức mũi. Đây là biển hoa mùi thơm. Tiểu gia hỏa, người tên gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Ô ô, một tiếng mềm mại thơm ngọt tiểu nữ hài thanh âm truyền đến, nghe được người thích bạo dạp. Người tại sao khóc? Lý Thiên Mệnh tằng hắng một cái, dùng vô cùng ôn nhu ngữ khí hỏi. Tiên tiên đói bụng, cái kia manh manh thanh âm nói. Tiên tiên! Lý Thiên Mệnh chấn kinh, cái tên này, hắn ở trong giấc mộng đã nghe qua. Cái kia vĩnh sinh thế giới trong thành người, chính là như vậy xưng hô khởi nguyên thế giới thụ linh thể. Huỳnh hỏa bọn họ xuất sinh, nhưng là chỉ biết là, chính mình là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, căn bản không có nhũ danh. Đúng thế, đói bụng, đói bụng, tiên tiên vội vàng sao động mà nói. Đói bụng, vậy làm sao bây giờ? Ăn chút cái này xanh mơn mởn canh à? Lý Thiên Mệnh chỉ là sinh mệnh mộc linh. Oa, tiên tiên muốn ăn thịt thịt, nàng oa một tiếng khóc. Thịt thịt, nơi nào có thịt à? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Tiên tiên thì ăn một miếng có được hay không? Nó sợ hãi nói. Cái gì, à, Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, đậu phộng. Cánh tay gầy một vòng nhỏ, thịt bị nó ăn. Ngừng ngừng, ta không muốn giảm béo à, tiên tiên nghe lời, một hồi ra ngoài, ta cho ngươi ăn đại hung thú. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Nó căn này cần thật là đáng sợ, cứ như vậy đâm trên tay mọc rễ nảy mầm, Lý Thiên Mệnh chạm tinh cổ thần thể đều chịu không được. Được rồi nha, tiên tiên tạm thời đã ăn no á. Nó còn tại nuốt sinh mệnh mộc linh. Cộng sinh tu luyện là một loại bản năng, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tu luyện, đây mới là chuyện mấu chốt nhất trước mắt. Cái kia bản thể của ngươi, đến cùng là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiên tiên là, khởi nguyên thế giới thụ. Khởi nguyên thế giới thụ. Đây cũng là trong mộng cảnh, cái kia một cái rễ cây xuyên thấu vô số thế giới đại thụ, nó trên thân chín đóa hoa, Lý Thiên Mệnh đến bây giờ trí nhớ sâu sắc. Một gốc tự xưng, tiên tiên, khởi nguyên thế giới thụ. Luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên. Cái này bốn cái từ, cái nào không đáng sợ, cái nào không phải thiên địa mới sinh, truyền thuyết lâu đời nhất. Khởi nguyên, đại biểu là vạn vật ban đầu, thiên địa sơ khai. Ngươi trong trí nhớ, có tu luyện công pháp sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có nha, gọi, khởi nguyên thế giới thuật, tiểu gia hỏa nói. Cái kia, mở chỉnh đi. Vĩnh hằng luyện ngục kinh, thái sơ hỗn độn quyết, thái cực hồng mông điển, lại đến khởi nguyên thế giới thuật. Cộng sinh tu luyện lúc mới bắt đầu, thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch, sẽ quán thâu đến Lý Thiên Mệnh trên thân, hắn phát hiện lần này, vậy mà như thế khác biệt. Bởi vì, lần này cộng sinh thú là thực vật. Ngoạ tào, ta sẽ không phải biến thành người thực vật a. Nói thật, Lý Thiên Mệnh suy nghĩ nhiều. Cái kia khởi nguyên thế giới thụ mặc dù là thực vật, nhưng cũng có thể nhúc nhích, trên tay tiểu gia hỏa này đồng dạng có thể động. Hắn coi như tiếp đó, nắm giữ, khởi nguyên thế giới thể, hắn đồng dạng có thể động. Chỉ là, khởi nguyên thế giới thể, cùng vĩnh hằng luyện ngục thể, thái sơ hỗn độn thể cùng thái cực hồng mông thể, lại có sự bất đồng rất lớn. Nó để Lý Thiên Mệnh thể chất, phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Hắn nắm giữ thực vật một dạng sinh mệnh lực, còn có rất nhiều cùng động vật vật khác biệt. Tỷ như, tân trần đại tạ phương thức, lực lượng lưu truyền phương thức, vân vân. Căn bản nhất một chút, rất nhiều thực vật gãy mất cành lá, còn có thể mọc ra đến, lúc này Lý Thiên Mệnh cảm giác được, chính mình giống như cũng có loại này đặc tính. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút không hiểu rõ. Khởi nguyên thế giới thể ảo diệu, chỉ sợ còn có rất rất nhiều. Ta hiểu được, ta hiện tại, thành đông trùng hạ thảo. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nghĩ. Động thực vật một thể, có động vật ưu thế, cũng có thực vật năng khiếu. Trọng yếu nhất chính là khởi nguyên thế giới thuật vận chuyển, hắn thánh cung bên trong, loại thứ tư lực lượng hạch tâm bắt đầu sinh ra. Đó chính là khởi nguyên linh nguyên. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, cái này khởi nguyên linh nguyên lại là màu sắc rực rỡ, nhưng bây giờ hắn nhìn đến, lại là màu trắng tinh lực lượng, tràn đầy thánh khiết sinh mệnh lực, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Khởi nguyên linh nguyên lực lượng, chính là tiểu tứ lực lượng.
Đây là một loại mộc thuộc tính, có thể trong đó lại ẩn chứa quá nhiều đồ vật, tuyệt đối không chỉ là mộc thuộc tính đơn giản như vậy. Lý Thiên Mệnh có thể cái này khởi nguyên linh nguyên bên trong, cảm nhận được sinh mệnh, tịnh hóa, giết hại, khống chế chờ một chút thực vật thuộc tính lực lượng. Loại này lực lượng tạm thời không có cách nào cùng luyện ngục mệnh tuyền, hỗn độn mệnh tuyền chờ một chút so sánh, nó còn quá nhỏ bé. Lý Thiên Mệnh cùng tiểu gia hỏa này, điên cuồng hấp thu sinh mệnh mộc linh, làm đến song phương khởi nguyên linh nguyên điên cuồng trưởng thành. Thú mạch cảnh, linh nguyên cảnh, quy nhất cảnh, thiên ý cảnh. Đến thánh chi cảnh giới thời điểm, khởi nguyên linh nguyên phát sinh thuế biến, thành tựu màu trắng khởi nguyên mệnh tuyền, sau đó dần dần mở rộng tăng lớn, tại Lý Thiên Mệnh trước kia tam đại mệnh tuyền bên cạnh, lấy tốc độ khủng khiếp trưởng thành. Địa thánh cảnh, thiên thánh cảnh, cổ thánh cảnh, cổ thánh kim thân, thánh thú mệnh tuyền. Đến cuối cùng, làm cái này thiên nguyên đỉnh dưới đáy sinh mệnh mộc linh, đều bị hấp thu sạch sẽ thời điểm, màu trắng khởi nguyên mệnh tuyền, cứ thế mà phá hủy Lý Thiên Mệnh. Tam đại mệnh tuyền, tam giác kết cấu, quả thực là đem Lý Thiên Mệnh thánh cung bố cục, đổi thành tứ cực. Đông Hoàng vòng xoáy cùng đế vực kiếm hoàng kết giới, cùng tứ đại mệnh tuyền không tại một cái duy trì, cũng không xung đột. Cái này tứ cực mệnh tuyền kết cấu, mới là Lý Thiên Mệnh căn bản. Luyện ngục mệnh tuyền, lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Hỗn độn mệnh tuyền, lôi đình mãnh liệt. Hồng mông mệnh tuyền, núi kêu biển gầm. Khởi nguyên mệnh tuyền, thần bí cổ lão, xương trắng mông lung. Đây là một loại toàn lực lượng mới, Lý Thiên Mệnh đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng, vì sao cái này khởi nguyên mệnh tuyền lực lượng, cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt. Bất quá, lần thứ nhất cộng sinh tu luyện hoàn thành. Cái này mang ý nghĩa, tiểu thải chứng cuối cùng thuận lợi xuất sinh, trực tiếp tu luyện đến cổ thánh cảnh đệ thất trọng, đuổi kịp các ca ca tiến độ. Bất quá đoán trước, nó quả nhiên là tiểu cô nương. Một cái tập hợp ngàn vạn sủng ái ra đời nữ oa. Tu luyện kết thúc, sinh mệnh mộc linh biến mất, một gốc hoàn toàn mới khởi nguyên thế giới thụ, cứ như vậy xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn, cái này con thứ tư thái cổ hỗn độn cự thú, quả thực có chút dở khóc dở cười. Cái này, đây là một gốc thủy tiên bồn hoa. Không sai, bây giờ đem sợi rễ đâm vào hắn cánh tay máu thịt bên trong tiểu gia hỏa, không tính là cây cối. Nhiều lắm là chỉ là một gốc trắng như tuyết thủy tiên hoa. Nó non nớt, mùi thơm, thánh khiết. Thánh quang thủy tiên. Lý Thiên Mệnh nhớ tới mộng cảnh, cái kia khởi nguyên thế giới thụ có 9 đóa hoa, hắn lúc trước liền thấy 2 đóa, trong đó có một đóa thần thánh trắng như tuyết bông hoa. Hắn vội vàng nhìn kỹ. Quả nhiên, cái này gốc hoa nhỏ lên, còn có 8 cái nụ hoa. Bọn họ mỗi một cái đều màu sắc khác nhau, mà lại, ẩn chứa khác biệt khí tức cùng lực lượng. Chỉ có một đóa thánh quang thủy tiên đã nở rộ. Còn lại 8 cái nụ hoa, 7 cái đều chăm chú khép kín, có màu đen, màu xanh lam, xanh biếc, tử sắc, màu cam. Vân vân. Chỉ có một cái diễm lệ hoa hồng, hơi hơi mở ra, xem ra tiếp cận nở rộ. Mạn châu xa hoa. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới, cái này một đóa sắp nở rộ đỏ như máu nụ hoa, rất có thể cũng là trong mộng cảnh nhìn đến hoàng tuyền bỉ ngạn hoa. Truyền thuyết. Bỉ ngạn hoa nở sinh tử giới, âm dương lưỡng cách trộm kiếp này. Nói cách khác, tiểu gia hỏa này rất có thể có 9 loại tiểu thuộc tính, có 9 loại năng lực, thánh quang thủy tiên cùng mạn châu xa hoa, đều là hắn một. Lý Thiên Mệnh liền biết, đây là khởi nguyên thế giới thụ, giữ nguyên căn vạn giới cây cối, sao có thể sử dụng duy nhất mộc thuộc tính đến khái quát. Hắn hiện tại hiếu kỳ chính là, cái này một đóa tiểu hoa nhi, vừa mới dùng cái gì nói chuyện với mình đâu. Đúng vào lúc này, cái kia nở rộ thủy tiên hoa nhụy hoa chỗ, một trận bạch quang pha trộn bên trong, một cái lớn bằng ngón cái tiểu cô nương, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Không ngoài dự liệu, đây là một cái linh thể. Nó cùng Khương Phi Linh Phụ Linh có chút tương tự, nhưng càng thêm ngưng thực, thậm chí thấy được, sờ được. Nó quạt 2 cánh hoa giống như trắng như tuyết cánh, bay đến Lý Thiên Mệnh trước mũi. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, tiểu gia hỏa này linh thể, tóc che kín mảnh cái lá cây. Có 2 mắt thật to cùng cái miệng nho nhỏ, tròn vo gương mặt, còn có thuần trắng như ngó sen tay chân. Nó mặc lấy cánh hoa cùng lá cây bện thành màu sắc rực rỡ tiểu váy, tịnh lệ mà dí dỏm, linh động động lòng người. Không thể không nói, vật nhỏ này 10 phần đáng yêu, có một loại ngậm trong miệng đều sợ hóa cảm giác. Nó trên thân hết thảy, bao quát những thứ này cánh hoa lá cây trang sức, đều là thân thể nó một bộ phận. Lý Thiên Mệnh biết, trên tay hắn cái này một gốc hoa. Mới là khởi nguyên thế giới thụ bản thể, là nó diện mục thật sự,
trước mắt cái này giống người mà không phải người linh thể, cùng loại với linh hồn của nó, một loại trạng thái đặc thù linh hồn. Lực chiến đấu của nó khẳng định tại bản thể lên, nhưng tâm tình của nó, ý nghĩ của nó, đều tại linh thể lên. Trong mộng cảnh khởi nguyên thế giới thụ, cũng có một cái linh thể, đồng dạng đáng yêu rung động lòng người, cũng gọi tiên tiên, cùng nó hẳn là cùng một cái. Trước mắt cái này linh thể, bởi vì vừa ra đời, còn không có tiến hóa, lộ ra càng nhỏ một chút. Lý Thiên Mệnh có thể tại linh thể của nó trong ánh mắt, nhìn đến một cái điểm sao. Thật manh a, Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm cái này lớn chừng ngón cái tiểu cô nương nhìn. Đây chính là một cái hoa tiên tử, thánh khiết mà ngây thơ, nhìn nàng cái kia sáng hô hô mắt to liếc một chút, tâm tình đều thoải mái nhanh hơn rất nhiều. Phụ thân, tiên tiên rất thích ngươi nha. Nó quạt cái kia cánh hoa cánh nhỏ, bay ở Lý Thiên Mệnh trước mắt, dùng cái kia một đôi tiểu bạch tay ôm lấy Lý Thiên Mệnh sống mũi, thân mật đem mặt dính sát. Ta không là cha ngươi a, không cần loạn bối phận, chúng ta là huynh muội. Lý Thiên Mệnh cười ha ha nói. Không muốn, tiên tiên liền muốn phụ thân. Nó chu mỏ nói. Được, huynh trưởng là cha, ta coi như ngươi nửa cái cha đi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Được rồi, nửa cái phụ thân. Tâm tình bây giờ, gọi là một cái sảng khoái. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là tứ sinh ngự thú sư. Tuy nhiên tiểu gia hỏa này, xem ra không có lực sát thương gì, nhưng là tham khảo huỳnh hỏa liền biết. Khác thấy bọn nó vừa ra đời thời điểm, lại ngu xuẩn lại manh, động thủ thời điểm, quả thực đột nhiên một nhóm. Lý Thiên Mệnh, nhanh đem chúng ta muội muội làm tiến đến a. Lão tử không thể chờ đợi, nhanh điểm. Chờ tới bây giờ, huỳnh hỏa đã không nhịn được tại cộng sinh không gian bên trong phun lửa. Miêu Miêu cùng Lam Hoang, đã sớm xếp thành hàng, nguyên một đám một mặt hưng phấn. Tiểu gia hỏa, đi cùng ca ca của ngươi nhóm gặp mặt đi. Lý Thiên Mệnh lộ ra, người cha hiền lành sủng ái thức, vẻ mặt vui cười, vuốt ve nó cái đầu nhỏ nói. Được rồi đâu. Kết quả là, cái này khởi nguyên thế giới thụ cuối cùng đem sợi rễ, theo Lý Thiên Mệnh trên thân rút ra, cắm rễ tại cộng sinh không gian bên trong. Linh thể của nó cũng xuyên thẳng qua mà vào, đi tới huỳnh hỏa bọn họ trước mắt. Ha ha, lão tử làm ca. Huỳnh hỏa nhìn chằm chằm vật nhỏ này nhìn hồi lâu, trái tim nhỏ đều bị manh hóa. Gà đại ca, người cái này không tử tế a, làm bản mèo cùng quy đệ không tồn tại a. Người sớm làm ca mèo. Miêu Miêu trợn mắt nói. Không có ý tứ, sai lầm, đắc ý vong hình. Huỳnh hỏa cười hắc hắc nói. Hai bọn chúng vây quanh cái kia tiểu thủy tiên hoa đi dạo, bên cạnh Lam Hoang thân thể quá lớn, chen không tiến vào, chỉ có thể dương mắt nhìn cuống cuồng. Chờ nó nhìn đến tiên tiên về sau, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha, ta lần thứ nhất làm ca. Từ nó nói câu nói này, xác thực không có thật xấu, mấu chốt là nó thanh âm quá vang dội, chấn động đến cái kia tiểu thủy tiên hoa lá cây đều đang run rẩy. Tốt nhao nhao a, tiểu thủy tiên hoa linh thể bịt lấy lỗ tai nói. Quy đệ, im miệng, ồn ào em gái ta. Huỳnh hỏa nói. Được rồi, Lam Hoang không dám nói thêm nữa, nhưng là, nó hưng phấn ở bên cạnh nhảy nhót. Ầm, ầm, thanh thế to lớn. Những người còn lại mặt sạm lại. Hoa muội, ta là ngươi gà đại ca, có ấn tượng không? Ta ngày ngày cùng ngươi chơi. Huỳnh hỏa nói. Tiên tiên đương nhiên nhớ đến, cũng là ngươi tên bại hoại này, mỗi ngày lấy ta làm gối đầu. Tiểu thủy tiên hoa một quyết miệng, quả nhiên, giả ngây thơ nửa ngày, bản tính lộ ra. Cát, không có việc này, huỳnh hỏa khẩn trương che giấu. Có thì có, ta muốn ăn thịt của ngươi. Cái kia một đóa hoa nhỏ, một trong nháy mắt, liền đem sợi rễ quấn đến huỳnh hỏa trên đầu. Cát, huỳnh hỏa quay cuồng, vội vàng nói, hoa muội, ngươi mau xuống đây, trên đầu ta cài hoa lộ ra quá nương, cái này khó. A, à, vừa dứt lời, nó quát to một tiếng. Khóc không ra nước mắt nói, muội muội ta sai rồi, gà đại ca thịt thiếu, ngươi tha cho ta đi, bên kia có một đầu thịt rùa, nó nhiều lần kém chút đem ngươi dẫm dẹp, ngươi tìm nó báo thù đi. Hừ hừ, tiên tiên nhớ đến nó, mỗi ngày ồn ào quá. Chỉ thấy cái kia linh thể nói chuyện lấy, cùng bản thể của nó cùng một chỗ, cấp tốc bỏ tới Lam Hoang trên thân, ra sức cắm rễ. Oa, da quá dày, cắn không đi vào. Đến phiên nó khóc không ra nước mắt. Trên lưng có điểm ngứa, thứ gì, có con muỗi. Lam Hoang duỗi ra long đuôi, hướng trên lưng một bổ. Dưới kiếm lưu hoa, huỳnh hỏa hóa thân hộ hoa sứ giả, xông tới, che lại cái kia một đóa hoa nhỏ. Hoa muội,
chúng ta không ăn thịt này rùa, gà đại ca cho ngươi đổi một đầu, cái kia mèo ngươi cảm thấy kiểu gì? Huỳnh Hỏa hắc hắc để mắt tới Miêu Miêu. Miêu Miêu một cái giật mình, xoay người chạy. Đừng chạy. Huỳnh Hỏa mang theo Tiểu Hoa Nhi một trận điên cuồng đuổi theo, đuổi theo đuổi theo, nó cảm giác mình biến gầy. Chuyện gì xảy ra, giảm béo hiệu quả tốt như vậy? Nó ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt bão tố nước mắt. Cái kia tiểu thủy tiên hoa, lại đem sợi rễ đâm vào nó trên thân. Mẹ của ta a, Lý Thiên Mệnh, mau đưa cái đồ chơi này nhét về trứng bên trong đi thôi. Lý Thiên Mệnh đã sớm cười đến gãy lưng rồi. Đã chậm, về sau các ngươi ba cái, thật tốt hưởng thụ đi. Trước mắt tiên tiên tuy nhiên đến cổ thánh cảnh đệ thất trọng, cảnh giới đã vào vị trí của mình. Nhưng, nó còn phải tiến hóa, giải khai huyết mạch gông xiềng, mới có thể bắt kịp Huỳnh Hỏa bọn chúng chiến lực. Nó linh thể trong mắt điểm sao, trước mắt chỉ có một cái. Trên thực tế, cái này điểm sao cũng không thể chứng minh nó cộng sinh thú đẳng cấp, bằng không nó liền linh nguyên cảnh đều không đột phá nổi. Thái cổ hỗn độn cự thú điểm sao, từ trước đến nay cũng chỉ là, bọn họ huyết mạch mở ra trình độ biểu tượng. Linh Nhi đã cho ta 4 cấp thiên địa kiếp nguyên, bất quá, nó vừa ra đời, khẳng định không thể thừa nhận, còn phải dùng còn lại thần nguyên quá độ một chút. Phương diện này, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị xong. Hắn trước đây tại Minh Hội chiến cùng Phồn Tinh chi chiến, đều tại hỗn chiến bên trong đoạt không ít kiếp khí, để Kiếm Tuyết Nghi giúp đỡ bán trao tay, đến một chút kiếp tinh, mua các cấp thần nguyên, trong đó tốt nhất là một cái cổ chi thần nguyên, làm cho tiên tiên trước tiến hóa làm cổ thánh thú. Đây đều là bậc thang, nó chỉ cần theo trèo lên trên, là có thể. Đi đừng làm rộn, để tiên tiến hóa, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn lúc nói chuyện, cộng sinh không gian chính gà bay chó chạy đây. Mau mau, đem nàng lấy đi, ta rất thịt. Huỳnh Hỏa nằm dạp trên mặt đất, trên đầu mang theo tiểu bạch hoa, khóc ròng ròng. Gà đại ca, để tiên lại ăn một miếng, thì một ngụm nhỏ. Khác a, khác, muội tử, cái kia thần nguyên ăn ngon, ngươi nhanh thử một chút, tặc ăn ngon. Huỳnh Hỏa run rẩy nói. Thế nhưng là thịt thịt ngon ăn. Tiếp đó, tiên bắt đầu tiến hóa, từng bậc thần nguyên hấp thu luyện hóa. Nó phương diện này năng lực rất mạnh, không bao lâu thời gian, cũng đã đem cổ chi thần nguyên đều luyện hóa. Cái này cũng tốt ăn, nửa cái phụ thân, tiên còn muốn. Nó cành lá trực tiếp theo cộng sinh không gian vươn ra, đâm ra Lý Thiên Mệnh huyết nhục, giống như là tay cầm một dạng, bày ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ngoan ngoãn tiến hóa, một hồi giải quyết, ta dẫn người đi ăn đại hung thú. Lý Thiên Mệnh nói. Xem ra cần phải cho gia hỏa này dự trữ lương thực, không phải vậy, bọn họ một người ba thú, về sau đều phải giảm béo. Cái này thật tuyệt, tiên ưa thích, nó cành lá, cuốn lấy Lý Thiên Mệnh cho 4 cấp thiên địa kiếp nguyên. Thiên địa này kiếp nguyên tên, gọi là huyết tinh địa ngục. Lý Thiên Mệnh phá vỡ kiếp nguyên thiên văn kết giới thời điểm, này thiên địa kiếp nguyên giống như là một đầu huyết sắc độc long toàn tiến vào đi ra, một cỗ sát khí bao phủ toàn bộ thiên nguyên đỉnh. Bất quá. Tiên sợi rễ rất nhanh liền đem quấn quanh, sau đó hút dọn sạch. Ta cùng tiên là cộng sinh thể, sợi rễ của nó cành lá tại trong thân thể ta mặc đi ra, vậy mà sẽ không đả thương không đến ta. Không biết nó hoàn toàn tiến hóa tốt về sau, sẽ cường đại cỡ nào. Điểm này, bọn họ đều rất kỳ quái, Lý Thiên Mệnh dứt khoát thì ở lại đây thiên nguyên đỉnh bên trong, chờ đợi lấy nó tiến hóa. Thời gian trôi qua, tiên tiến hóa, so với chúng nó ba cái đều nhanh. Lý Thiên Mệnh, hoa muội thứ hai đóa hoa nở. Huỳnh Hỏa nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh vội vàng quan sát cộng sinh không gian. Tiên theo một ngôi sao trực tiếp tiêu thăng đến 430 ngôi sao. Hấp thu, huyết tinh địa ngục, về sau, tiên dáng vẻ, so sánh vừa ra đời thời điểm, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc kệ là bản thể, còn là linh hồn thể, đều có một ít cải biến. Đầu tiên bản thể. Lý Thiên Mệnh cộng sinh không gian bên trong. Sinh trưởng một gốc cây khổng lồ thực vật, chỉ ít cao đến 300 mét, so Lam Hoang chiều cao cũng còn muốn lớn lên, càng đáng sợ chính là nó dây leo, sợi rễ cùng cành lá, lít nha lít nhít, dài nhất thậm chí đạt tới 500 mét trở lên. Cho dù là một chiếc lá, đều so Huỳnh Hỏa thân thể còn lớn hơn. Đây là một gốc kinh khủng hoa. Trên đó 9 cái bông hoa, trước mắt mở hai đóa, tựa như là cái này khỏa thực vật hai khỏa ánh mắt. Trong đó một đóa. Là trước kia là thánh quang thủy tiên, đóa này thánh khiết bỏ phí, bao phủ tại pha trộn trong sương mù khói trắng, mùi thơm nức mũi, mỗi một cánh hoa đều tựa như ảo mộng,
mùi thơm cùng như mộng ảo quang ảnh, đều khiến người ta nặng nề buồn ngủ. Khác một đóa hoa, là đang hấp thu thiên địa kiếp nguyên, huyết tinh địa ngục sau nở rộ. Đó là một đóa diễm hồng sắc hoa, một đóa có thể chia ra làm ngàn đóa vạn đóa, mỗi một đóa lên huyết sắc cánh hoa, đều như trường kiếm một dạng sắc bén. Từ xa nhìn lại, làm cái này vạn đóa đỏ như máu hoa tổ hợp lại với nhau thời điểm, tựa như là một chương máu tanh miệng rộng, mỗi một cánh hoa, đều là nó răng nanh. Đây cũng là Mạn Châu Sa Hoa, địa ngục chi hoa. Chín đóa hoa chỉ mở ra hai đóa, một đóa thánh sáng lóng lánh, một đóa huyết tinh dữ tợn, dạng này khởi nguyên thế giới thụ, đã trải qua sơ bộ cho thấy nó đáng sợ. Linh thể của nó, tự do xuyên thẳng qua cộng sinh không gian trong ngoài. Lúc này đi vào Lý Thiên Mệnh trước mắt, không còn là vừa ra đời cái kia đứa bé, mà chính là một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương. Nó trưởng thành một số, cánh tay cùng bắp chân đều dài hơn, màu tuyết trắng cánh nhỏ cũng càng giãn ra, trên thân cánh hoa cùng cành lá quấn quanh tiểu váy nhi cũng càng lộng lẫy, không đổi là ánh mắt vẫn rất lớn, nụ cười vẫn thiên chân khả ái. Nửa cái phụ thân, tiên tiên đẹp mắt không? Nó tại Lý Thiên Mệnh trước mặt đi lòng vòng, váy bay lên, nháy ngập nước mắt to nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Ta xem một chút a. Lý Thiên Mệnh nhéo nhéo khuôn mặt của nó, cười nói, giống nhau giống nhau. Bình thường, tiên tiên ngơ ngác một chút. Cơ hồ là ở trong chớp mắt, trên người nàng hoa, toàn bộ biến thành Mạn Châu Sa Hoa, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, theo nó tiểu trên thân thể truyền đến. Nó cái này linh thể hoàn toàn biến hóa phong cách, mới vừa rồi là Thánh Quang Thủy Tiên mềm manh trạng thái, hiện tại là Mạn Châu Sa Hoa huyết tinh trạng thái. Bản tiên cắn chết ngươi, nó hung hãn nói. Đừng đừng, ngươi đẹp mắt, ngươi quá đẹp, thật không hổ là ta nửa cái khuê nữ. Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Hừ, lần sau không nên nói lung tung a, tiên tiên thật hung. Tiên tiên lập tức trở về quy nhất thân thuần trắng, ngây thơ chân thành, dường như vừa mới cái kia huyết tinh ma quỷ không phải nó giống như. Ngươi châu phê, Lý Thiên Mệnh, người cha hiền lành thức, cười nói. Khởi nguyên thế giới thụ có linh thể cùng bản thể, Lý Thiên Mệnh thói quen đem cái này linh thể, nhìn thành là tiên tiên. Dù sao, hắn không thể cùng một gốc thực vật đối thoại. Nhưng nói thật, mặc kệ là linh thể vẫn là bản thể, đều là nó một bộ phận, tương đương với nó linh hồn cùng thân thể chia cắt mà thôi. Tránh thức thời điểm chiến đấu, xuất động rõ ràng cũng là cộng sinh không gian bên trong, vậy cái kia một gốc to lớn thực vật, cái kia hai đóa to lớn bông hoa, một đóa thuần trắng, một đóa huyết hồng. Thứ hai đóa Mạn Châu Sa Hoa nở rộ về sau, ta khởi nguyên mệnh tuyền, đều biến thành đỏ trắng hai màu, gia nhập thực vật huyết tinh giết hại lực lượng. Lần nữa trọng sửa một cái, Lý Thiên Mệnh phát hiện khởi nguyên thế giới thụ thuộc tính, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Có thể sướng nghĩ một hồi, nó chín đóa hoa đều nở rộ thời điểm, mạnh đến mức nào. Lần này tiến hóa, mang đến một số thiên ý trưởng thành, bất quá khoảng cách đột phá còn kém một chút. Tiên tiên, đi, chúng ta đi Trầm Uyên chiến trường, để các ca ca mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Không đi, tiên tiên đói bụng, muốn ăn thịt. Nó ủy khuất nói. Cộng sinh không gian bên trong, nó cành dây leo, quấn lên Lam Hoang, nóng lòng muốn thử. Sưng A chuyện, Lam Hoang phát hiện mình bay lên, nhất thời này. Dừng tay, Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, tâm lý ám đạo tiểu gia hỏa này thật là khủng bố, đói gấp anh ruột đều ăn a. Trầm Uyên chiến trường có rất nhiều hung thú, có thể để ngươi ăn đầy đủ. Cái kia đi mau a, ta đói, ta đói. Tiên tiên linh thể treo ở trên cổ của hắn, không ngừng lắc lư. Đúng đúng, hiện tại liền đi. Nhanh điểm, tiên tiên đói bụng, thật đói a, muốn ăn thịt. Lập tức ngay lập tức. Oa, đói bụng. Cộng sinh không gian bên trong, Lam Hoang nện xuống đất. Bọn họ ba cái rùa rúc vào một chỗ, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngẩng đầu nhìn lên, cộng sinh không gian bên trong, khắp nơi đều là nhánh cây, dây leo, cánh hoa lá cây. Ngọa tào, kê ra ta run lẩy bẩy. Huỳnh Hỏa líu lưỡi nói. Làm sao có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác meo? Ba người chúng ta đều là làm thuê sao? Muội tử mới là thân sinh sao? Miêu miêu trợn mắt nói. Hì hì, Lam Hoang bỗng nhiên cười. Quy đệ, người cười cái gì? Muội muội giống như muốn ăn cái kia 6 cái trứng. Lam Hoang chỉ một ngón tay. Đậu phộng, Huỳnh Hỏa kém chút thổ huyết, vội vàng đi lên, hoa muội, miệng phía dưới lưu trứng a. Miêu miêu duỗi ra phấn nộn móng vuốt, che che chán đầu, giận dữ nói, muội muội muốn lật trời. Không vượt qua kiểm tra ta chuyện gì, lại đến lúc ngủ ở giữa,
mỹ diệu mèo xinh. Nó duỗi ra lưng mỏi, chậm rãi nằm xuống, tiến nhập mơ mộng. Trong lúc ngủ mơ, nó bay lên. Mở mắt xem xét, nó bị dây leo cuốn lấy, chính hướng cái kia đóa máu tanh bông hoa bên trong đưa đây. Hoa muội, ngươi làm gì? Miêu miêu cả kinh nói. Gà đại ca không cho ta ăn mấy cái kia trứng, nó nói ngươi trứng ăn ngon, hì hì. Ngoả tào. Miêu miêu tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh, ta xin thay đổi túc xá. Đừng có nằm mộng, cộng sinh không gian chỉ có một cái. Lý Thiên Mệnh nói. Oa. Miêu miêu khí tuyệt. Nửa canh giờ về sau, Lý Thiên Mệnh theo Trầm Uyên chiến trường trở về. Hắn đi bộ có chút bất ổn, sắc mặt phát run. Ăn tám đầu cửu giai cổ thánh thú, có thể ăn như vậy, cái này làm sao xử lý a, nuôi không nổi. Cộng sinh không gian bên trong, Tiên Tiên rốt cục sờ lấy viên cổn cổn cái bụng, đánh lấy ở một cái. Hiện tại cũng ăn nhiều như vậy, về sau lớn lên lớn hơn, còn không phải đem ta ăn chết rồi. May mắn, hắn tại Trầm Uyên chiến trường kiến thức ra hỏa này thủ đoạn, xác thực không lời nói. Khởi nguyên thế giới thụ tồn tại, có thể đem Lý Thiên Mệnh chiến đấu thủ đoạn, phong phú đến lên một cái cấp độ. Nó có rất mạnh khống chế thủ đoạn, mà lại thân thể bao trùm toàn bộ chiến trường, trợ giúp mãnh liệt, càng là đáng sợ đoàn chiến lợi khí. Nắm giữ Tiên Tiên, ta một người, có thể đấu một đám người. Trước kia trong chiến đấu là ta, đoàn chiến thời điểm là Lam Hoang, mà bây giờ, đoán chừng tất cả chiến đấu, đều muốn quay chung quanh Tiên Tiên đánh, tại nó bên người, chúng ta đều có thể đến tới trạng thái mạnh nhất. Nhất là Lam Hoang, nó chẳng những hình thể to lớn, nó địa thủy thuộc tính, có thể tầm bổ khởi nguyên thế giới thụ, hỗ trợ lẫn nhau. Cái này thái cổ hỗn độn cự thú, thật đúng là một đầu so một con trâu bức. Về sau, một gà một mèo một long nhất hoa, chinh chiến thiên hạ. Màn đêm buông xuống thời điểm, Lý Thiên Mệnh về tới thiên hạ đệ nhất các trước. Một cái bạch y nam tử, tại trong gió tuyết chờ hắn. Có chuyện gì sao? À, người hôm nay không tại tà ma địa cung. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn đã sớm các loại hiên viên vũ hành, rời đi thái cổ tà ma chi nhãn, chính mình đi nghiên cứu một chút đây. Nhìn đến hắn ở chỗ này, Lý Thiên Mệnh hiện tại liền muốn xoay người lại. Biết đây là cái gì ư? Hiên viên vũ hành theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra một mảnh hải lam sắc vảy rồng, ném cho Lý Thiên Mệnh. Ngươi nói chứ sao? Lý Thiên Mệnh nói. Đây là hải hồn mệnh long vảy rồng, ta cái này còn có tròng mắt của nó cùng trái tim, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Hiên viên vũ hành nhếch miệng cười nói. Hiên viên vũ hành, ngươi giết Mộc Tuyết cộng sinh thú. Ngươi vẫn là người sao ngươi? Lý Thiên Mệnh ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh xuống tới. Hiên viên Mộc Tuyết dù là không phải cái này hiên viên vũ hành thân muội muội, đó cũng là cùng nhau lớn lên người, nàng càng đem hắn làm huynh giống nhau tôn trọng. Người này phải là triệt để ma trinh, mới có thể đối Mộc Tuyết động thủ đi. Lý Thiên Mệnh đã sớm nhìn hắn khó chịu. Hắn lần này hung ác, để Lý Thiên Mệnh đối với hắn, đã không thể nhịn được nữa. Nàng trừng phạt đúng tội, chính mình tìm tội thụ, trách được ai đâu. Hiên viên vũ hành một mặt hời hợt. Nàng có tội tình gì? Ngươi không có tư cách hỏi, ngươi nghe, Lý Thiên Mệnh, ta có ba cái cộng sinh thú, ba đầu thần long. Sau đó thì sao? Trong đó một đầu, mang theo Mộc Tuyết, giấu ở một cái không có người biết địa phương, chỉ cần ta tối nay giờ tí không quay về, nó thì sẽ giết Mộc Tuyết. Cho nên ngươi muốn làm gì? Ngươi theo ta đi, hoặc là ngươi chết, hoặc là Mộc Tuyết chết, ngươi chọc một cái. Hiên viên vũ hành nói. Ta làm sao lại chết a? Lý Thiên Mệnh âm cười lạnh nói. Chớ núp lấy là được, đơn độc theo ta rời đi thái cực phong hồ, sau đó, ta giết ngươi, thì sẽ thả nàng. Hiên viên vũ hành nói. Kiếp binh điện điện chủ kiếm vô phong đâu? Lý Thiên Mệnh nói. Cái này đơn giản, ngươi theo ta theo trời nguyên tông, tiến trạm tinh cổ lộ, sau đó theo địa nguyên tông lối vào đi ra, hắn sẽ không theo đi vào, ngươi liền có thể vứt bỏ hắn. Lý Thiên Mệnh, ngươi nhất nghe tốt lời nói, nếu không, vượt qua giờ tí. Mộc Tuyết liền sẽ chết, ai cũng cứu không được. Nghe nói người đối với bằng hữu rất tốt, ta không tin, nhìn ngươi biểu hiện. Hiên viên vũ hành mặt không chút thay đổi nói. Lý Thiên Mệnh mắt lạnh nhìn hắn, không có trả lời. Hiên viên vũ hành xoay người, hé mắt, nói, ngươi bây giờ thì theo ta đi, tuyệt đối đừng để Mộc Tuyết thất vọng. Lý Thiên Mệnh chú ý tới ánh mắt của hắn, huyết tinh như ma. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, kiếm vô phong ở phía xa đứng đấy. Vị trí của hắn nghe không được,
Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Vũ Hành thấp giọng giao lưu. Hiên Viên Vũ Hành trực tiếp cất bước, hướng về Trạm Tinh Cổ Lộ mà đi, Lý Thiên Mệnh cùng hắn song song đi cùng một chỗ. Theo Kiếm Vô Phong góc độ nhìn, còn cho là bọn họ tại giao lưu tu hành đây. Lý Thiên Mệnh đang cùng cộng sinh không gian nói chuyện. Hắn dạng này cá chết rách lưới cần thiết hay không? Liền Mộc Tuyết cộng sinh thú đều giết. Đây là não tử có bị bệnh không? Lý Thiên Mệnh tâm lý rất phiền muộn, thậm chí lửa giận lăn lộn. Lần trước ám sát chưa thỏa mãn, ta thì đoán chừng, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Huỳnh Hỏa nói, đều tại ta quá tự tin, ngược lại liên lụy Mộc Tuyết. Không có ta, nàng liền sẽ không gặp đại kiếp. Lý Thiên Mệnh ánh mắt âm sâm nói. Không có cách nào a, ta cũng không có đoán trước, người này sẽ phát rồ đến loại trình độ này. Huỳnh Hỏa nói, ta thế nào cảm thấy người này mau bệnh, cảm giác vẫn còn có ngoại lực tại ảnh hưởng, mới có thể vặn vẹo thành dạng này. Miêu Miêu trợn mắt một cái nói. Có khả năng, Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại ngươi tính thế nào? Huỳnh Hỏa hỏi. Hiên Viên Vũ Hành muốn cho ta cùng hắn chém giết, phân ra sinh tử. Ta chỉ có đánh tan hắn, mới có thể bắt cóc hắn, để hắn thả Mộc Tuyết. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đoán chừng lý do an toàn, hắn sẽ không đem Mộc Tuyết đặt ở phụ cận. Huỳnh Hỏa nói. Đúng, nhất định phải triệt để khống chế hắn. Tiện nhân kia thật sự là hung ác a, nói thật. Cái kia cùng hắn kết tính một chút. Huỳnh Hỏa nói. Đáng tiếc là, hắn hiện tại nhìn ta chằm chằm, không có cách nào để trưởng bối giúp đỡ. Lý Thiên Mệnh nói. Vì đem Lý Thiên Mệnh đơn độc mang đi ra ngoài, Hiên Viên Vũ Hành khẳng định làm kín đáo dự định. Lý Thiên Mệnh vừa có ý tưởng này, hắn liền theo miệng nói một câu, nói, người đừng nghĩ để trưởng bối xuất thủ, chọc giận ta, ta thì tự sát ở đây, dạng này, qua giờ tí, Mộc Tuyết cũng chỉ có thể cho ta chôn cùng. Lý Thiên Mệnh, ta cho ngươi một cái công bình phân ra sinh tử cơ hội, để ngươi chứng minh ngươi so với ta mạnh, ngươi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, ta cùng Mộc Tuyết không có cửu hận, ta cũng không muốn nàng chết, ta chỉ muốn ngươi chết. Logic rất rõ ràng a, xem ra ngươi rất rõ ràng biết, chính mình đang làm cái gì. Lý Thiên Mệnh nói, đó là đương nhiên, ta cũng chỉ muốn ngươi chết, Hiên Viên Vũ Hành nói. Ta liền buồn bực, ta làm sao đắc tội ngươi rồi. Ha ha. Sau đó không lâu, bọn họ đến Trạm Tinh Cổ Lộ. Ba đại tông môn Trạm Tinh Cổ Lộ tương thông, theo trời nguyên tông lối vào đi vào, cần đi trở về, mới có thể đi đến địa nguyên tông lối vào. Hắn đi vào về sau, Kiếm Vô Phong quả nhiên không có theo vào tới. Trên cơ bản, Lý Thiên Mệnh tiến những tu luyện này chi địa, hắn đều chờ ở bên ngoài. Dọc theo Trạm Tinh Cổ Lộ, hắn cùng Hiên Viên Vũ Hành theo địa nguyên tông cửa vào đi ra. Liên loại này vứt bỏ Kiếm Vô Phong phương pháp, ngươi cũng có thể nghĩ ra được, xem ra đầu óc ngươi rất rõ ràng. Ngươi chính là thuần túy có bệnh, Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Vũ Hành cái gì cũng không nói, hắn lạnh lùng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, bước nhanh rời đi, để Lý Thiên Mệnh đuổi theo hắn. Dọc theo đường phía trên, hắn đi đường so góc vắng vẻ, Lý Thiên Mệnh cũng rất khó gặp được những người khác. Mộc Tuyết tại trên tay đối phương, hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đi theo hắn rời đi Thái Cực Phong Hồ, một mực đi về phía nam vừa đi. Vù vù. Đến đêm khuya, bão tuyết buông xuống, đầy trời đều là tuyết bay, bốn phía một mảnh tối tăm, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tại một chỗ sườn đồi trước đó, Hiên Viên Vũ Hành đột nhiên quay đầu. Cái này bên trong thiên địa, chỉ còn lại hai người bọn họ. Lý Thiên Mệnh, đừng nghĩ dùng ngươi cái này tòa tháp, giờ tí trước, người ta phân không ra thắng bại sinh tử. Nàng như cũ mất mạng, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Hiên Viên Vũ Hành thanh âm lạnh lùng như cái này băng tuyết thiên địa, không có nửa phần cảm tình. Hắn mi tâm cái kia tròng mắt màu vàng óng phía trên, quấn quanh lấy lít nha lít nhít tơ máu, giống như có vô số ác ma chi thủ, nắm lấy cái này một khỏa run rẩy ánh mắt. Ta đánh bại ngươi, ngươi liền thả Mộc Tuyết, nàng là vô tội. Ngươi đối với ta có ý kiến, lại giận chó đánh mèo đến chính mình người trên thân, quả thực là một cái phế vật. Hiên Viên Vũ Hành, nói thật, ta hiện tại rất xem thường ngươi, mới quen thời điểm, ta cảm thấy ngươi cao thượng mà đáng sợ, hiện tại, ta cảm thấy ngươi chính là thuần chính ngốc thiếu. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Cái gì là hiện thực a? Hiên Viên Vũ Hành bật cười một tiếng, trên người hắn tà dị chi khí, càng thêm lạnh lẽo, huyết quang hiện lên tại trong hai mắt, sát khí đột nhiên rút lớn lên, biến đến mức hoàn toàn không giống chính hắn. Tất cả mọi người cùng ngu ngốc một dạng, vây quanh ngươi chuyển. Để ngươi trở thành thần vực thiên chi kiêu tử, cũng là hiện thực a. Không có ý tứ, ta không thừa nhận hiện thực này.
ngươi hết thảy, đều là tôn thần đưa cho ngươi, ngươi không xứng. Nói đến đây, hắn đã rất khí trùng thiên. Ta vì cái gì không xứng a? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Tôn thần, là chúng ta Thái Cổ Hiên Viên Thị Thần, là thần của ta. Hắn tại cái này băng tuyết thiên địa bên trong, nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc nhất thời dẫn phát tuyết lở. Ầm ầm, tuyết lở phía dưới, vô số tuyết động sụp đổ lăn lộn, như là đất đá trôi một dạng trùng kích mà xuống, đến hai người bọn họ bên người thời điểm, lại làm cho bàng bạc lực lượng sinh sinh chấn động ra đi. Ngươi thần, Lý Thiên Mệnh cười. Đúng, thần của ta, ta phụng dưỡng nàng 20 năm, ta đem sinh mệnh cùng mộng tưởng đều cho nàng, ta muốn vì nàng thiêu đốt linh hồn của ta, nàng là sinh mạng ta hết thảy. Mà ngươi, là tôn thần vết bẩn. Hôm nay, ta muốn vì thần của ta, trừ rơi ngươi cái này vết bẩn. Rầm rầm rầm. Tại hắn lúc nói chuyện, tuyết lở tiếp tục, Lý Thiên Mệnh đều không có nghe rõ, hắn đang nói cái gì, chỉ có thấy được hắn cuồng nhiệt. Giết! Thiên Viên Vũ Hành gào thét một tiếng, chấn thiên động địa, giống như điên cuồng. Ở tại bên người, hai đầu cuồng bạo thần long xuất hiện. Thiên Viên Vũ Hành ba đầu thần long cộng sinh thú, tại Thái Cổ Thần Tông rất nổi danh, nắm giữ cửu ngũ chí tôn tiếng khen. Trong đó, 9, 5 cùng chí tôn, theo thứ tự là một đầu cộng sinh thú thần long. Cái gọi là 9 chỉ là cửu dực ngân nhận thánh long, cái này cửu dực ngân nhận thánh long, nắm giữ 389 ngôi sao. Cơ hồ cùng Lam Hoang, Miu Miu không sai biệt lắm, nó toàn thân ngân sắc phẩy rồng, mỗi một chiếc phẩy rồng, đều là trăng khuyết hình dáng, sắc bén hung tàn. Nó trên thân rõ ràng nhất, còn có 9 cái ngân sắc như chảm đao một dạng cánh thịt, bên trái 4 cái, bên phải 4 cái, còn có một cái lớn nhất ngân sắc cánh thịt, dựng thẳng ở trên lưng, giống như là vây cá như vậy, sắc bén ánh sáng. Cái gọi là, 5, chỉ là, ngũ đầu kim loan thánh long. Đây là một đầu nắm giữ 392 ngôi sao kim sắc thần long, nó nắm giữ 5 cái cự đại kim sắc đầu rồng, hình thể to lớn cương mãnh, cùng Lam Hoang phong cách rất tương tự, cái kia 5 cái kim sắc đầu rồng hoàng kim lập lòe, thô to hung mãnh, chồng chất cùng một chỗ đánh vào thị giác lực tương đương đáng sợ, mặc kệ là long chảo, long đuôi, đều phá lệ tráng kiện. Còn có một đầu, chí tôn, tên là chí tôn Hắc Ma Thánh Long, bất quá, nó không ở nơi này. Rất rõ ràng. Cũng là cái kia chí tôn Hắc Ma Thánh Long, tại nơi nào đó trưởng khống Hiên Viên Mộc Tuyết sinh tử. Bão tuyết sụp đổ bên trong, Hiên Viên Vũ Hành, năm đầu Kim Loan Thánh Long cùng Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long đứng sóng vai. Hai đầu thần long uy nghiêm hung mãnh, bá khí nảy sinh, cái này khiến Hiên Viên Vũ Hành xem ra, đồng dạng tôn cao mà tôn quý. Hắn so với ai khác đều có Thái Cổ Thần Tông đỉnh phong đệ tử khí chất, chỉ tiếc, trên người hắn những cái kia âm tà khí tức, theo hắn mi tâm mắt dọc bắt đầu phá hư loại khí chất này, để hắn biến đến âm lãnh mà dữ tợn. Binh khí trong tay của hắn chính là Kháng Long Thần Giản, nghe nói đây là nắm giữ năm đầu kiếp văn binh khí. Binh khí này kim quang lập lòe, khí tức cẩn trọng, chính là trời sinh vương giả chi binh, hắn nặng nề như núi, cẩn trọng như hải, cái này kiếp khí vốn là thần uy thiên hạ, nhưng tại hiện tại Hiên Viên Vũ Hành trong tay, tựa hồ biến thành một thanh tà khí, hắn nhị trọng tử kiếp lực lượng, quán thâu trong đó, gia nhập càng âm lãnh lực lượng. Lý Thiên Mệnh, cùng ta quyết đấu phân ra sinh tử, chỉ có người thắng, mới xứng làm tôn thần đệ tử. Hắn khí huyết ngút trời, giống lên một tiếng, bộ dạng này đều phân không ra rõ ràng, hắn đến cùng là thú hay người, liền bên cạnh hắn hai đầu thần long, xem ra đều so với hắn thanh tỉnh rất nhiều. Tôn thần, Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn câu câu lời nói, đều không thể rời bỏ Khương Phi Linh. Hắn đại khái hiểu, loại này người, cũng là thượng thần tín đồ cuồng nhiệt đi. Dạng này người, thường thường mới là đáng sợ nhất. Chỉ là, hắn thờ phụng chính là Hiên Viên Si, mà không phải Khương Phi Linh. Mặc kệ ngươi đánh lấy cái gì chiêu bài, cầm Mộc Tuyết sinh tử đến uy hiếp ta, ngươi, đều đáng chết. Lý Thiên Mệnh không cách nào cải biến hắn bất kỳ ý tưởng gì. Cái này bão tuyết bay múa ban đêm, đã định trước chỉ có chiến đấu, mới có thể phân ra thắng bại, quyết định sinh tử. Vù vù. Mảnh này tuyết sơn trồng chất tuyết động nhiều lắm. Một khi cự thú ẩn hiện, bàng bạc tử kiếp chi lực chấn động, đưa tới tuyết lở khổng lồ biết bao. Trong lúc nhất thời, núi lở đất nứt, tuyết sương mù bay múa, thiên địa một mảnh tối tăm, bão tuyết cuồng phong bay múa, tuyết bụi đầy trời, hết thảy trước mắt, đều lâm vào trong hỗn loạn. Bao quát tay cầm Kháng Long Thần Giản Hiên Viên Vũ Hành, đều bị gió tuyết bao phủ. Ngũ đầu kim loan thánh long cùng cửu dực ngân nhận thánh long tại bão tuyết bên trong xuyên thẳng qua,
một trái một phải, không khó suy đoán Hiên Viên Vũ Hành ngay tại bọn họ phụ cận. Sát cơ nồng đậm, khóa chặt trong gió tuyết quần áo phần phật, tóc dài bay múa Lý Thiên Mệnh. Hắn thiếu một đầu, chí tôn hắc ma thánh long, kỳ thật còn không phải trạng thái mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh đã cổ thánh cảnh đệ thất trọng, khoảng cách nhị trọng tử kiếp có 6 tầng chênh lệch, mà lại đối thủ là Hiên Viên Vũ Hành loại này tư bản hùng hậu thiên nguyên đệ tử, loại cảnh giới này chênh lệch, để hắn rất khó có ưu thế. Nhưng mấu chốt là, Hiên Viên Vũ Hành thiếu một đầu cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh lại nhiều khởi nguyên thế giới thụ. Tiên tiên, phong bạo bên trong, Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng khóa chặt Hiên Viên Vũ Hành, một tiếng khẽ gọi. Kinh khủng hình ảnh xuất hiện. Phốc phốc phốc, từng cái cành lá trực tiếp theo trong thân thể của hắn chui ra, sợi rễ lập tức đâm vào trên mặt tuyết, xuyên qua vài trăm mét. Ông, một gốc cao đến vài trăm mét cự hoa, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh bên người, vô số dây leo, sợi rễ cùng cành lá chậm rãi lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, mặc kệ là trên mặt đất vẫn là dưới nền đất, đều là khởi nguyên thế giới thụ địa bàn. Nó dây leo, sợi rễ cùng cành lá chờ một chút. Dài nhất có thể kéo dài 500 mét trở lên, rất nhiều dây leo, so Lý Thiên Mệnh eo còn to, muốn so sánh hình thể lớn nhỏ, cái kia hai đầu không đến 200 mét thần long, ngoại trừ cảnh giới cao, thực sự không đáng chú ý. Đêm tuyết bên trong, cái kia thánh quang thủy tiên ở trong trời đêm nở rộ, như một cái màu trắng mặt trời, quang mang vạn trượng, một cỗ nồng đậm mùi thơm bao phủ lái đi, còn có một đóa máu tanh mạn châu sa hoa không ngừng phân hóa, phân ra về số lượng vạn bông hoa. Sinh trưởng ở cành lá cùng dây leo phía trên, mỗi một đóa cánh hoa đều bén nhọn như kiếm, phía trên huyết quang phun trào, từng đợt xương máu theo đóa hoa này phía trên lan tràn ra, đưa nó nắm trong tay khu vực, toàn bộ biến thành tu la chiến trường. Trong muôn hoa, huỳnh hỏa treo ở một cái dây leo phía trên, khí phách tao nhã, miêu miêu thì thoải mái ghé vào thánh quang thủy tiên phía trên, thánh quang thủy tiên mùi thơm có thôi miên hiệu quả, nó thực sự nhịn không được, yêu mến đóa hoa này. Oanh! Lam hoang thân thể khổng lồ kia, xuất hiện tại tiên tiên bên cạnh, thần uy dồi dào. Cái này một long nhất cây, nương theo Lý Thiên Mệnh hai bên, xem ra xác thực rất nổ tung. So sánh phía dưới, huỳnh hỏa cùng miêu miêu giấu ở tiên tiên cành lá bên trong, nhìn đều nhìn không thấy, một chút tồn tại cảm giác đều không. Không hề nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh mạnh nhất cộng sinh thú tổ hợp, đã hình thành. Tiên tiên đơn thể chiến đấu năng lực không tính rất mạnh, có một ít nhược điểm cùng thiếu hụt. Tỷ như thân thể của nó cường độ không có cách nào cùng ba người ca ca so sánh, nhưng là phối hợp phía trên huỳnh hỏa, miêu miêu cùng lam hoang, hình thành đoàn thể chiến đấu lực nổ tung. Bọn họ tựa như là trời sinh tổ hợp. Lý Thiên Mệnh đem đông hoàng kiếm một phân thành hai, tay trái màu đen biểu tượng đế hoàng chi nộ, tay phải kim sắc biểu tượng đế quân chi uy nghiêm. Hắn đứng tại khởi nguyên thế giới thụ bên cạnh, dù là ngoại giới gió tuyết kinh thiên, sơn hà đánh rách tả tơi, hắn vẫn không sai bất động như núi. Rất dễ thấy, lần thứ nhất biểu diễn tiên tiên, vượt ra khỏi Hiên Viên Vũ Hành đoán trước. Ngươi còn có một đầu thực vật hệ cộng sinh thú. Hắn cuối cùng biết, lúc đó Hiên Viên Tiêu, vì cái gì lại cho Lý Thiên Mệnh, đưa 4 cấp thiên địa kiếp nguyên. Hắn nhìn đến Lý Thiên Mệnh trên đầu, bay lên một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương, nó toàn thân hoa tươi bộ hạ, nếu như hoa bên trong tiên tử, tinh khiết tự nhiên, có thể nó lại hung thần ác sát nhìn lấy chính mình. Ngay sau đó, nó trên thân bỏ phí toàn bộ thành tinh hồng mạn châu sa hoa, khí chất đại biến, hung sát âm lãnh. Rầm rầm rầm. Tại tiên tiên chuyển đổi trạng thái chiến đấu thời điểm, nguyên một khỏa khởi nguyên thế giới thụ dây leo, cành, thậm chí là màu đen sợi rễ, đều đầy trời múa lên. Sợi rễ của nó như lợi kiếm một dạng, tại đất tuyết chỗ sâu xuyên thấu, như vào chỗ không người, cho dù là dày nữa nặng nham thạch, đều bị trong nháy mắt xuyên qua. Tứ đại cộng sinh thú 4 loại thuộc tính, 4 chủng loại hình, khó trách tôn thần nói ngươi là kỳ tài. Hiên Viên Vũ Hành ánh mắt, đã xương máu tràn ngập, ngược lại là cùng tiên tiên mạn châu sa hoa có chút tương tự. Hiện tại biết phục sao, đã chậm, Lý Thiên Mệnh bên người dây leo quấn quanh, hoa mùi thơm khắp nơi, hắn tại bão tuyết bên trong tay cầm đông hoàng song kiếm, đón gió tuyết, xông về Hiên Viên Vũ Hành. Ha ha, Hiên Viên Vũ Hành sắc mặt nhăn nhó, hắn đại khái là mê muội, tốt tốt một cái người. Bây giờ lại chỉ còn lại có điên cuồng. Giết Hiên Viên Mộc Tuyết cộng sinh thú một khắc này, hắn đã không còn con đường cũ. Làm hắn cùng hai đầu thần long, bước vào tiên tiên trưởng khống khu vực trong nháy mắt, chiến đấu bạo phát. Ầm ầm. Lam Hoang Mão đủ kình trùng phong mà đi, thần thông, hồng mông ma bàn, thi triển,
đầy trời băng tuyết hỗn tạp bùn đất, tạo thành một cái như núi cao ma bản đụng lên thiên không, cứ thế mà đem hai đầu, nhị trọng tử kiếp, thần long làm cho tách ra. Ầm. Hắn long đuôi đụng trúng ngũ đầu kim loan thánh long, ngã lăn xuống đất phía trên. Hai người vừa mới đập xuống đất, ngay tại cái này đột nhiên ở giữa, lòng đất đột nhiên dọc theo vô số màu đen sợi rễ. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem cái kia ngũ đầu kim loan thánh long, quấn quanh đến lít nha lít nhít. Cái này một đầu thần long nhục thân cường độ rất cao, cái kia hoàng kim long vảy so kiếp khí còn dày hơn trọng, tiên tiên sợi rễ không đâm vào được, có thể căn này cần thực sự nhiều lắm, tựa như là độc trùng một dạng lan tràn, không có cách nào công phá vảy rồng, nó thì đâm vào ngũ đầu kim loan thánh long miệng đi lên, điên cuồng hướng bên trong dũng mãnh lao tới. Giống. Ngũ đầu kim loan thánh long đau đến run rẩy. Hắn trong đó một đầu lưỡi, bị hắc màu sắc nguồn gốc cần xuyên thấu, cả một đầu lưỡi huyết nhục, tại trong thời gian rất ngắn, bị tiên tiên cướp bóc không còn, trực tiếp ăn. Cái kia màu đen sợi rễ còn theo cổ họng, hướng nó cái bụng liền chui vào. Cút. Ngũ đầu kim loan thánh long lại lần nữa gào thét, thân thể của nó điên cuồng vặn vẹo, trong cơ thể đột nhiên phun ra kim sắc vũ khí, đem trong mồm màu đen sợi rễ hoàn toàn xé rách vỡ nát. Ngay sau đó, nó hoàn toàn ngậm miệng lại, thậm chí nhắm mắt lại, có thể ngay cả như vậy, nó còn có lỗ mũi này địa phương không có cách nào đóng lại a. Ngũ đầu kim loan thánh long quả thực điên rồi. Nó chưa từng đối phó qua, khủng bố như thế đối thủ. Phệ kim chi khí.